Bọn họ tận lực làm tốt trách nhiệm của bản thân, bảo vệ lợi ích của chủ hộ, tuyệt đối không tham dự đến đời sống cá nhân của chủ hộ. Nên dù cho Đường Dĩnh có la hét lớn giọng cỡ nào, tất cả bọn họ đều xem như không nghe thấy. Đường Mộc Tuyết nhíu mày, nhìn khuôn mặt đang tức giận hỗn hển của Đường Dĩnh, khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập sự không vui. Dương Tiêu cười lạnh nói, cô hét lớn lên như vậy để làm gì? Cho rằng người khác không nghe thấy hay sao? Bị Dương Tiêu giáo huấn vài câu, hai tay Đường Dĩnh chóng lên eo, nghênh ngang kiêu ngạo nói, tôi muốn nói lớn như thế nào thì nói như thế đó, tên phế vật nhà anh quản được tôi hay sao? Dương Tiêu châm chọc nói, cũng đúng, dùng qua vũ khí nhập khẩu nước ngoài, ăn to nói lớn cũng là chuyện bình thường. Phụt, nghe thấy câu nói này của Dương Tiêu, hiện trường không ít con cháu dòng chính Đường gia đều không nhịn được bật cười thành tiếng. Mẹ ơi, tên này cũng thật thất đức, lời này cũng quá âm hiểm rồi. Việc những ngày gần đây Đường Dĩnh tìm được cho mình một người bạn trai người nước ngoài đã được lan truyền khắp toàn bộ Đường gia. Hiện tại Đường Dĩnh nói lớn tiếng như vậy, cộng thêm lời bình luận của Dương Tiêu, quả thật không chút sai lệch nào. Đường Dĩnh vừa rút lời, phổi như muốn nổ tung, cô tức giận nhìn Dương Tiêu, hỗn láo. Tên phế vật nhà anh đang nói cái gì chứ? Có gan thì nói lại một lần nữa xem. Dương Tiêu cố ý giả vờ kinh ngạc nói, chậc, uy lực của vũ khí nhập khẩu lớn như vậy, làm thay đổi luôn giọng nói của cô rồi sao? Đường Mộc Tuyết xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai, cô dù sao cũng đã nghe hiểu được những lời này của Dương Tiêu có ý gì, lời này cũng thật quá âm hiểm rồi, đặt lên bất kỳ người con gái nào cũng khó lòng chấp nhận. Ai có tin tôi giết chết anh hay không? Đường Dĩnh tức giận hét lên. Dương Tiêu cũng lười biếng không muốn cùng cô ta nhiều lời, hắn liền nói tiếp, anh bảo vệ này, làm phiền anh nhanh chóng đem đám người đuổi ra ngoài cho tôi. Đã hiểu, đội trưởng đội bảo vệ gật đầu trả lời. Giây kế tiếp, đội trưởng đội bảo vệ bước lên phía trước lạnh giọng nói, làm phiền các người nhanh chóng rời khỏi khu vực tư nhân của Dương Tiên Sinh, nếu không chúng tôi phải sử dụng vũ lực rồi. Ý thức được cả đám người bảo vệ không hề có ý đùa giỡn với bọn họ, cả đám người dòng chính Đường ra sợ hãi không hề nhẹ. Bọn họ rõ ràng nhất những nhân viên bảo vệ ở khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh này đều là quân nhân đã xuất ngũ, nếu như bọn họ thật sự không rời khỏi, quá nữa sẽ bị cưỡng ép vứt ra ngoài. Đường lão thái thái hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì khác. Không cách nào khác, ai nói rằng căn biệt thự này không phải của bà chứ? Đường Dĩnh tức giận đến mức dỡ oám chân trên nền đất, cô ta quay sang nhìn Đường lão thái thái nói, bà nội, giới thiệu với bà, đây là bạn trai mới của cháu. Tên là Zere, Zere đến từ nước Anh, là người dòng chính của gia tộc Chris, chỉ là một căn biệt thự như vậy cháu thật sự không nhìn vào mắt, đúng không Zere? Mặc dù bị đuổi ra ngoài, nhưng Đường Dĩnh vẫn sẽ tự tìm một bậc thang cho bản thân trước mặt quần chúng. Xin chào bà nội, cháu tên là Zere, đến từ gia tộc Chris từ nước Anh, căn biệt thự rác rưởi này, đợi sau này cháu sẽ mua cho bà nội một căn biệt thự khác còn xa hoa hơn thế này. Nếu như bà muốn, có thể đến nước Anh tham quan gia tộc cháu một phen. Zere cười nói. Gia tộc Chris sao? Lời này vừa nói ra, cả đám người dòng chính Đường gia đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã từng nghe qua danh tiếng của gia tộc Chris, là gia tộc tài phiệt nổi danh vùng châu Âu, phú khả địch quốc. Hơn nữa, gia tộc Chris chỉ trong gần 10 năm đã không ngừng vươn lên, tốc độ vươn lên khiến cho người ta chỉ biết trố mắt nhìn chân chối. Đứng trước mặt gia tộc Chris, cả gia tộc Đường gia đều không đáng nhắc đến, cho dù gia tộc Cung gia tộc lớn mạnh nhất thành phố Trung Nguyên cũng không cách nào lọt vào mắt gia tộc Chris. Được, 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 Đường lão thái thái kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Đường Dĩnh nhìn Đường Mộc Tuyết không vui nói, không phải chỉ là một căn biệt thự rách nát hay sao? Có gì đáng để đắc ý đâu, chúng tôi mới không thèm xem vào trong mắt, sau này chúng tôi sẽ đi nước Anh định cư. Các người cứ mãi co rút ở thành phố Trung Nguyên này đi, một đám người chưa nhìn qua thế giới. Đúng vậy, cũng chỉ là tiểu nhân đắc ý mà thôi. Đường Hạo cười khinh thường nói. Dưới sự dẫn đầu của Đường lão thái thái, một đám người Đường gia lần lượt rời khỏi. Thần sắc cả đám người cực kỳ kiêu ngạo, giống như Đường Dĩnh đã bám lên được chiếc cây lớn Zere này, bọn họ hoàn toàn có thể gà chó đều bay lên trời. Trước khi rời khỏi, người thanh niên mắt xanh tóc vàng Zere nhìn về phía Dương Tiêu, giơ lên ngón tay giữa, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Nhìn thấy một đám người giễu võ Dương Oai rời khỏi, Đường Mộc Tuyết tức giận không thôi, Đường Dĩnh này quả thật đáng ghét, nhanh như vậy đã kiếm được một người bạn trai mới, còn là con dòng chính của gia tộc tài phiệt nước Anh.
Dương Tiêu mỉm cười lắc đầu, Mộc Tuyết, không có vấn đề gì, chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được. Lại nói, tên dê rê đó không chừng không bao lâu nữa sẽ bay đi mất. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm ngược lại không tự tại, gia tộc Chris dù sao cũng là gia tộc lớn mạnh cấp thế giới, còn dê rê xuất thân từ gia tộc thế giới, điều này khiến cho bọn họ hâm mộ không ngừng. Thứ đồ vô dụng, Đường Kiến Quốc liếc mắt khinh thường nhìn Dương Tiêu. Triệu Cầm cũng vô cùng khinh thường nói, đúng vậy. Nếu như không phải Mộc Tuyết nhà chúng tôi gả cho tên phế vật nhà anh, thì thiếu chủ các gia tộc lớn nhất thế giới đều sẽ theo đuổi Mộc Tuyết, một nồi canh thơm ngon như vậy, lại bị hư hại tại vì tên cứt chuột nhà anh. Còn Đường Mộc Tuyết lúc này tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, ba, mẹ, hai người như thế nào lại nói Dương Tiêu như vậy? Nếu như không phải nhờ vào anh ấy, chân của ba có thể trị khỏi hay sao? Nếu như không nhờ vào Dương Tiêu, cả nhà chúng ta thật sự sẽ trở thành chó nhà có tang. Lại nói, căn biệt thự này là do Dương Tiêu mua, căn bản không phải của con. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm chính là đố kỵ Đường Dĩnh đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy, đối với Đường Mộc Tuyết mà nói, hai người bọn họ ngược lại lơ đễnh không chút để ý. Trong nhận định của hai người, nếu như không phải vì Dương Tiêu thứ đồ xui xẻo này, thì nhà của bọn họ cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Triệu Cầm oán hận liếc mắt nhìn Dương Tiêu, sau đó nhìn sang Đường Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết, chút chuyện giữa con cùng Lý Công Tử, chúng ta sớm đã biết rồi, căn biệt thự này là do Lý Công Tử tặng cho con đúng không? Sau này nhất định phải khiến cho Lý Công Tử hài lòng, nói không chừng sau này tâm trạng Lý Công Tử vui vẻ liền có thể cho con vài trăm triệu, đến lúc đó nhà chúng ta liền phát tài rồi. Trong mắt của Triệu Cầm, căn biệt thự này chính là Lý Minh Hiên xây cho Đường Mộc Tuyết, không chút quan hệ gì với Dương Tiêu. Cái tên phế vật này ngoại trừ ăn bám ra thật sự không biết chút gì. So với một thứ rác thải thì có gì khác biệt, trong trên thế giới này đơn giản chính là đang lãng phí không khí mà thôi. Mẹ, cho đến hiện tại, mẹ vẫn còn nghi ngờ con có quan hệ mờ ám với Lý Công Tử hay sao? Con nói cho hai người biết một chuyện, Đường Mộc Tuyết này dù cho vất vả trong 10 năm, nhưng tuyệt đối không chịu nữa phần uất ức. Nếu như các người vẫn còn có suy nghĩ mờ ám về mối quan hệ giữa con cùng Lý Công Tử, vậy thì đừng trách con trở mặt với hai người. Đường Mộc Tuyết thái độ kiên quyết nói. Cô thật sự cảm thấy tức giận, người khác sỉ nhục cô cùng Lý Minh Hiên có mối quan hệ mờ ám, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết vô cùng khó chịu, nếu như ba mẹ ruột cũng suy nghĩ mình như vậy, tinh thần của Đường Mộc Tuyết tuyệt đối sẽ sụp đổ. Nhìn thấy con gái của mình thật sự nổi giận, Triệu Cầm liền muốn phản bác vài câu, nhưng lại bị Đường Kiến Quốc kịp thời ngăn cản, được rồi, Cầm Cầm, bà nói ít vài câu không được sao? Tôi nói có gì sai sao? Chuyện Mộc Tuyết có quan hệ mờ ám với Lý Công Tử không phải là chuyện ai cũng biết rồi sao? Nếu không căn biệt thự này từ đâu mà cớ? Triệu Cầm không phục, tức giận nói. Nghe đến câu nói này của bà, những giọt nước mắt ủy khuất của Đường Mộc Tuyết giống như nước sông Hoàng Hà lã chã tuôn rơi, cô thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng đối với Triệu Cầm, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi. Nhìn theo bóng lưng rời khỏi căn biệt thự của Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm ngây người. Con chấm con nha đầu này còn không cho người khác nói gì hay sao? Đường Kiến Quốc tức giận nói, bà nói như vậy thì mặt mũi con gái biết để đâu. Mộc Tuyết chính là một người con gái mạnh mẽ, tôi tin rằng Mộc Tuyết cùng Lý Minh Hiên không có bất kỳ quan hệ gì với nhau. Đường Mộc Tuyết sau khi chịu uất ức liền chạy ra ngoài, điều này khiến cho trái tim của Dương Tiêu đột nhiên trầm xuống, sắc mặt trầm trọng nhìn về phía Triệu Cầm, từ nay về sau tôi không cho phép bà lăng nhục đến Mộc Tuyết. Mộc Tuyết cô ấy ở bên ngoài đã chịu nhiều uất ức như vậy, nếu như quay về nhà còn phải tiếp tục chịu uất ức, thì tôi không để yên cho bà đâu. Sinh ra làm mẹ người ta, bà không cảm thấy có lỗi hay sao? Vừa dứt lời, Dương Tiêu lập tức đuổi ra bên ngoài. Nghe thấy những lời nói này, Triệu Cầm tức giận phừng phừng nói, hừ. Tên vô dụng phế vật kia còn dám trước mặt tôi to tiếng hay sao? Đúng là lật cả ông trời mài. Dương Tiêu. Cậu cũng không xem thử bản thân có đức hạnh gì, thật sự cho rằng căn biệt thự này là của cậu hay sao? Có tin bà đây lập tức đuổi cậu ra ngoài. Đồ phế vật. Dương Tiêu tự xem những lời nói này của Triệu Cầm như gió thổi qua tai, sau này nếu như Triệu Cầm còn lăng nhục Đường Mộc Tuyết, thì hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với bà nữa. Long Du nghịch lân, chỉ cần vừa chạm vào liền tức giận, Đường Mộc Tuyết chính là nghịch lân của Dương Tiêu, bất kỳ ai cũng không được sỉ nhục đến cô, ngay cả Triệu Cầm cũng không được. Hắn thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng về Triệu Cầm, bản thân chính là mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, vậy mà lại có thể nghi ngờ cô cùng người đàn ông khác có mối quan hệ mờ ám, điều này cũng thật quá đáng. Đường Kiến Quốc lạnh giọng nói,
nhìn chuyện tốt bà làm kìa, con gái ruột của mình để cho bà sỉ nhục hay sao? Tôi, những gì tôi nói đều là sự thật. Hừ, Triệu Cầm căn bản không đem chuyện này để vào trong lòng, bà lập tức cầm lấy sổ nhà đất chụp hình đăng trong vòng bạn bè khoe khoang một phen. Sau đó, Triệu Cầm trực tiếp chiếm lấy phòng ngủ chính, ngân nga điệu nhạc, tận hưởng cảm giác của người có tiền. Đường Mộc Tuyết đến ven bờ hồ hòn đảo nhỏ không ngừng khóc thút thít, Dương Tiêu hít sâu một hơi, sau đó bước lên an ủi cô, Mộc Tuyết, đừng đau lòng. Trong lòng Đường Mộc Tuyết lúc này không còn chút tư vị nào, cô đứng lên lao vào vòng tay Dương Tiêu, hai mắt đỏ ửng nghẹn ngào nói, tại sao tất cả bọn họ đều không tin tưởng em. Dương Tiêu im lặng thở dài một tiếng, bản chất chuyện này không phải do mọi người ở Đường gia không tin tưởng Đường Mộc Tuyết mà cũng vì không có một ai tin tưởng vào năng lực của hắn mà thôi. Dương Tiêu vỗ nhẹ lên bờ vai của cô sau đó dịu dàng nói, Mộc Tuyết, chuyện này chỉ có thể trách anh mà thôi, đều do anh làm không tốt. Chuyện này vốn dĩ là một chuyện tốt đẹp, nhưng lại khiến cho Đường Mộc Tuyết trở thành đối tượng bị nghi ngờ, trong lòng Dương Tiêu cũng vô cùng khó chịu. Không trách anh đã vì em làm nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể trách anh được chứ? Hai mắt Đường Mộc Tuyết ửng hồng. Mặc dù tất cả mọi người đều đang nghi ngờ cô, nhưng Dương Tiêu lại tin tưởng cô, điều này khiến cho trong lòng Đường Mộc Tuyết như có một dòng nước ám đang chảy qua. Cô cũng biết rằng Dương Tiêu từng là quân nhân, khẳng định trước khi xuất ngũ đã phải ký hợp đồng bảo mật gì đó, cho nên không được bộc lộ thân phận của mình, do đó Đường Mộc Tuyết cũng vô cùng có thể lý giải được. Đến mức, thời gian gần đây những gì Dương Tiêu làm đều khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng cảm động, cô vô cùng tin tưởng Dương Tiêu. Khi tất cả mọi người đều không tin tưởng cô, từ đầu đến cuối chỉ có Dương Tiêu ở bên cạnh cô, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào Dương Tiêu. Dương Tiêu an ủi nói, Mộc Tuyết, em phải biết rằng, có một số người đã định sẵn sẽ sa ngã, bất kể người đó đã từng ở đâu, hiện tại ở đâu, cũng có những người, cả đời trong sạch, bất kể người đó đã từng như thế nào, hiện tại như thế nào. Vâng, Đường Mộc Tuyết lúc này mới lau nước mắt. Tâm trạng cô kích động như vậy cũng vì đến từ những lời của Triệu Cầm. Cô chịu 10 phần cực khổ, nhưng lại không chấp nhận được nửa điểm uất ức, đặc biệt chính là uất ức mà người nhà mang đến. May mắn, Dương Tiêu không chút chần chừ nào mà tin tưởng cô, điều này khiến cho trong lòng Đường Mộc Tuyết bình yên hơn rất nhiều. Dương Tiêu híp hai mắt, đối với Triệu Cầm thất vọng không gì sánh bằng. Thiện ác đến đầu cuối cùng sẽ bị báo ứng, chính đạo nhân gian chính là bể dâu. Triệu Cầm, bà đến con gái ruột của mình còn có thể buông lời ác độc làm tổn thương người khác như vậy, không lẽ không sợ gặp báo ứng hay sao? Chúng ta đến Nạc Lan Sơn Trang thu dọn đồ đạc đi. Đường Mộc Tuyết lau nước mắt nói. Dương Tiêu gật đầu, hắn liền lái xe dẫn Đường Mộc Tuyết quay trở về Nạc Lan Sơn Trang đem tất cả đồ đạc thu dọn, sau đó liền quay về khu biệt thự hòn đảo nhỏ. Sau khi trở về, Triệu Cầm trước mặt Đường Mộc Tuyết cũng không nhắc lại ba chữ Lý Minh Hiên. Triệu Cầm chính là e sợ Đường Mộc Tuyết trở mặt với bà, sau đó đuổi bà ra khỏi căn biệt thự xa hoa này. Nếu như cảm xúc Đường Mộc Tuyết mất khống chế, sau đó đi tìm Lý Minh Hiên cáo trạng, có lẽ Lý Minh Hiên sẽ đích thân đến tìm bà gây rắc rồi, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhưng trong lòng Triệu Cầm, Đường Mộc Tuyết chính là đã ngoại tình, cùng Lý Minh Hiên nhất định có một chân. Căn biệt thự này khẳng định không phải là Dương Tiêu mua, bà không tin một tên phế vật có thể mua được một hòn đảo nhỏ giá trị lên đến 100 triệu nhân dân tệ, còn xây được một căn biệt thự xa hoa như vậy. Ý thức được tâm trạng con gái không tốt, căn bản muốn mắng giận Dương Tiêu một trận, Triệu Cầm lúc này chỉ đành kiềm chế cơn phẫn nộ. Sau khi lấy đồ đạc quay về, Đường Mộc Tuyết rửa mặt, liền nói với Dương Tiêu, đưa em về công ty. Được, Dương Tiêu biết rõ Đường Mộc Tuyết tạm thời không muốn ở trong nhà, cũng không muốn nói quá nhiều với Triệu Cầm. Cả gia đình người có thể hiểu rõ Đường Mộc Tuyết có lẽ cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Cũng vào ngay lúc này, Đường Lão Thái Thái cùng đám người Đường Hạo, Đường Dĩnh đã quay về công ty. Đường Lão Thái Thái tức giận phẫn nộ nói, tên Dương Tiêu đó cũng thật quá đáng, vậy mà lại dám đuổi lão thân ra ngoài, hắn không biết rằng cả Đường gia này vẫn do. Lão thân này ra quyết định hay sao? Hắn có tin rằng chỉ cần một câu nói của lão thân cũng có thể đuổi cả nhà hắn ra ngoài. Đường Dĩnh châm chọc nói, bà nội, người cũng không cần tức giận, tên phế vật Dương Tiêu kia có thể lớn lối như vậy, nhất định là do Đường Mộc Tuyết mớm lời phía sau, Đường Mộc Tuyết là tiểu tiện nhân xảo quyệt, gian trá tất cả chúng ta đều khinh thường cô ta, nếu như không phải hôm nay có dê rê, chỉ e rằng tiểu tiện nhân đó nhất định sẽ sỉ nhục chúng ta một phen. Đường Lão Thái Thái cùng Đường Hạo không ngừng gật đầu,
bọn họ đều khẳng định không tin rằng Dương Tiêu tại sao lại đột nhiên trở nên phách lối như vậy, nhất định có Đường Mộc Tuyết bày mưu đặt kế phía sau. Đường Lão Thái Thái lạnh giọng nói, bà nội quả thật không cách nào nuốt được cục tức này, Đường Mộc Tuyết thật sự quá tâm kế, trước khi đến đó cô ta nhất định đã nghĩ ra cách nào để sỉ nhục chúng ta rồi. Đường Mộc Tuyết sở hữu căn biệt thự ven hồ Nhạn Minh, điều này khiến cho Đường Hạo tức đỏ mắt. Hiện tại, Đường Lão Thái Thái không cách nào nuốt trôi cục tức này, Đường Hạo hắn tất nhiên cũng không cách nào nuốt trôi cơn tức giận này. Đường Dĩnh châm chọc nói, bà nội, đợi lát nữa tên tiểu nhân Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ quay lại công ty, lát nữa cháu cùng anh trai versus Zere sẽ cùng nhau đứng trước cổng công ty sỉ nhục Đường Mộc Tuyết một phen, cô ta không phải ở bên ngoài lăng nhăng hay sao? Đợi lát nữa chúng ta sẽ xuống tay từ chuyện này. Đường Lão Thái Thái chấp nhận gật đầu, chuyện ngày hôm nay khiến cho Đường Lão Thái Thái cảm thấy căm ghét Đường Mộc Tuyết đến cùng cực. Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết vừa đến trước cổng công ty, liền nhìn thấy Đường Đình, Đường Hạo cùng Zere đang từ từ bước đến. Đường Mộc Tuyết vừa bước xuống xe, Đường Dĩnh liền cười lạnh nói, yo, tôi còn cho rằng cô này đã mọc cánh cứng cáp, sẽ không đến công ty nữa chứ. Đường Mộc Tuyết, cũng chỉ vì muốn có được căn biệt thự đó mà cô cũng không ít lần cùng Lý Minh Hiên khám phá ra các tư thế mới đâu. Lý Minh Hiên dù sao cũng là đệ nhất thế gia đến từ Đông Hải, có phải hay không rất biết cách chơi, khiến cho cô muốn ngừng mà không được. Đường Dĩnh, hy vọng cô giữ mồm miệng sạch sẽ một chút. Khuôn mặt Đường Dĩnh châm chọc nói, chậc, bản thân đã làm ra những chuyện gì không thể nhìn mặt người khác hay sao, nên không muốn người khác nói hay sao. Đường Mộc Tuyết, cô chính là đồ tiện nhân, chính là tiện nhân chỉ biết đi quyến rũ người khác mà thôi, Lý Minh sớm đã có gia đình, chuyện này cô có biết hay không? Cô đi quyến rũ người khác, so với Tiểu Tam có gì khác biệt? So với những gái làng chơi hành nghề trên đường thì sao? Tôi nhổ vào. Vừa dứt lời, Đường Dĩnh liền phun một bãi nước bọt vào người Đường Mộc Tuyết, giống như việc cùng Đường Mộc Tuyết là người một nhà, chính là sự sỉ nhục cả đời này của cô ta. Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức nắm chặt hai bàn tay, vừa rồi khi còn ở nhà đã bị những lời mẹ mình nói khiến cho cô tức giận không thôi, hiện tại Đường Dĩnh lại chạy đến kiếm chuyện, điều này khiến cho cảm xúc của Đường Mộc Tuyết càng gần đến mép rìa muốn nổ tung. Đường Mộc Tuyết tức giận nhìn Đường Dĩnh, Đường Dĩnh, tôi không muốn ở đây lãng phí lời nói với cô. Sau này yêu cầu cô tự chú ý lấy lời ăn tiếng nói của mình, nếu không, đừng trách tôi không khách khí với cô. Bản thân là lãnh đạo cấp cao của công ty, Đường Mộc Tuyết tất nhiên cũng có tính khí thuộc về riêng mình. Chỉ có điều, tính tình Đường Mộc Tuyết trước giờ vẫn rất tốt, cô cũng ít khi nổi nóng, nhưng ít khi nổi giận không có nghĩa là Đường Mộc Tuyết không có tính khí riêng của mình. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết không muốn cùng cô tranh luận, Đường Dĩnh cười châm chọc nói, như thế nào? Không còn gì để nói rồi hay sao? Đường Mộc Tuyết, cô chính là đồ hồ ly tinh, trừ việc biết dụ dỗ đàn ông ra, cô còn biết làm gì nữa chứ? Tôi xem ra cô hiện tại ngoài việc mở rộng hai chân cho đàn ông ra, cũng đã không biết làm gì khác nữa rồi. Đường Dĩnh khí thế kiêu ngạo, hận không thể lập tức trà đạp Đường Mộc Tuyết dưới chân. Đường Mộc Tuyết từ trước đến nay chưa từng bị sỉ nhục qua trước mặt đám đông, lúc này cô tức giận đến mức run rẩy toàn thân. Sự sỉ nhục như vậy, nếu đặt trên bất kỳ người phụ nữ bình thường cũng đều khiến người khác khó lòng chấp nhận được. Dĩnh Dĩnh, trừ lại chút mặt mũi cho người khác. Đường Hạo cả khuôn mặt châm chọc bước đến. Đường Dĩnh khinh thường nói, anh trai, còn giữ mặt mũi cho loại hồ ly tinh này làm gì cơ chứ? Không lẽ sau này để người khác đến nhận xét người Đường gia chúng ta là động gái làng chơi hay sao? Dương Tiêu sớm đã đoàn được hai anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh sẽ không tuyệt đối khoanh tay chấp nhận như vậy. Chỉ là hắn không ngờ được hai người này lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy. Các người có chứng cứ không? Nếu không thì đừng ở nơi này phun phân nữa. Dương Tiêu trầm giọng nói. Trước đây Dương Tiêu mặc kệ người đánh mắng, cũng vì hắn thật sự không có năng lực cũng như sức lực, nếu như bản thân tùy tiện xen vào một câu, không những không bảo vệ được Đường Mộc Tuyết, còn khiến cô trở nên khó coi. Nhưng Dương Tiêu của giây phút này đã khôi phục lại phần nào công lực, tình huống hiện tại không cho phép. Dương Tiêu hắn tiếp tục khiêm tốn nữa rồi. Những năm này, Dương Tiêu quả thật thể hiện ra tính cách yếu hèn, cho đến hiện tại khi Dương Tiêu đứng trước mặt Đường Mộc Tuyết cũng rất sợ sệt, vô cùng sợ hãi khiến cô tức giận. Nhưng có điều sợ vợ cũng không mất mặt. Chỉ là, nếu như vợ của anh bị người khác ức hiếp, mà anh chỉ biết đứng khờ khạo một bên, vậy thì điểm này khó giải thích được rồi. Nhìn thấy Dương Tiêu từ trên xe bước xuống, Đường Dĩnh tức giận nói, tên phế vật này, anh nói ai miệng toàn phun phân. Có biết Đường Mộc Tuyết đã đổi cho anh bao nhiêu danh ngoại tình hay không?
Anh không lẽ đội nón xanh, đội đến nghiện rồi sao? Thật sự là một người đàn ông vô dụng, nếu tôi mà là anh, thì sớm tìm một miếng đập phụ đập đầu chết rồi. Đường Hạo khinh thường nói, nhất định là do tên phế vật này không cách nào thỏa mãn được Đường Mộc Tuyết, nếu không Đường Mộc Tuyết làm sao lại ở bên ngoài tìm đàn ông khác chứ? Các người cũng đừng ức hiếp người quá đáng. Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức thát khiếu bốc khói. Đứng trước mặt cô không những sỉ nhục cô, còn sỉ nhục cả Dương Tiêu, chuyện này quả thật khiến cô có một xúc động muốn lật tung cả chiếc bàn. Đường Hạo, Đường Dĩnh không chút nghi ngờ nào đã dẫm đạp lên tôn nghiêm của hai người bọn họ, nhưng tương phản chính là, Đường Mộc Tuyết cô chính là một người vô cùng có lòng tôn nghiêm. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Đường Mộc Tuyết, Đường Dĩnh cười khinh thường nói, tôi chính là ức hiếp người quá đáng thì như thế nào? Đường Mộc Tuyết, cô chính là đồ hồ ly tinh, bản thân làm ra những chuyện không thể mang ra ánh sáng được còn không cho người khác nói hay sao? Đồ hồ ly tinh, người phụ nữ hạ tiện. Đường Dĩnh, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, tốt nhất quản tốt miệng lưỡi của mình, nếu như còn dám sỉ nhục Mộc Tuyết, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Dương Tiêu lạnh giọng nói. Nhìn thấy Dương Tiêu đang bảo vệ lợi ích của Đường Mộc Tuyết, Đường Dĩnh khinh bỉ nói, thế nào? Tên phế vật vô dụng Dương Tiêu nhà anh không phục sao? Không phục thì đến đánh tôi đi này. Anh chính là tên đàn ông vô dụng, bản thân không có năng lực quản được người phụ nữ của mình, còn không cho người khác nói hay sao? Trong mắt Đường Dĩnh, Dương Tiêu chính là một tên vô dụng phế vật, không có chút cảm giác tồn tại nào khi ở Đường gia, trong nhà càng không có chút địa vị hay chỗ đứng nào. Cô hôm nay chính là muốn hung hăng sỉ nhục Đường Mộc Tuyết một phen, cô chính là không tin Dương Tiêu còn dám động tay động chân với cô. Dương Tiêu sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, tôi không đánh phụ nữ, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không đánh độc phụ. Đường Dĩnh lúc này đang hăng máu, hai tay chống lên eo, hung hãn nói, anh dám thử đụng đến một ngón tay tôi thử xem, có tin tôi nói lại với bà nội sau đó tổng cả người nhà các người ra khỏi Đường ra hay không? Anh chính là thằng đàn ông vô tích sự, tôi chính là mắng Đường Mộc Tuyết chính là đồ hồ ly tinh thì đã sao nào? Anh đánh tôi đi, anh nêu như là đàn ông thì cứ đến đánh tôi đi. Nhẫn nhịn 5 năm nay, tâm thái của Dương Tiêu sớm đã được rèn luyện vô cùng bình tĩnh, dù cho gặp phải bất kỳ chuyện gì thì hắn cũng sẽ không một chút hoảng hối. Bản thân hắn đã từng là bảo đao của Tổ quốc, không ít lần vượt qua mưa đạn bom mìn, không biết bao nhiêu lần cùng thần chết lướt qua nhau, tâm thái hắn vô cùng bình tĩnh. Chỉ có điều, mỗi lần nhìn thấy Đường Mộc Tuyết bị người khác sỉ nhục, Dương Tiêu không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Hắn đã từng hứa với Đường Mộc Tuyết, chỉ cần cô vẫn còn ở Đường ra sẽ khiến cho tất cả mọi người nhìn cô bằng cặp mắt khác, hắn cũng đã từng hứa với Đường Mộc Tuyết, sẽ không để cô chịu nữa phần uất ức. Đường Dĩnh, cô quá đáng lắm rồi đây. Đường Mộc Tuyết tức giận nắm chặt hai bàn tay lại. Dương Dĩnh giễu võ Dương Oai nói, hừ, nhìn cũng thấy. Được tên phế vật này không dám ra tay với cô. Đường Mộc Tuyết, cô nói thử xem, bình thường cô đã hầu hạ Lý Minh Hiên như thế nào. Đến đây. Dạy cho tôi làm sao giải khóa được những tư thế mới. Cô, Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô xem như đã nhìn rõ, Đường Dĩnh này chính là muốn đem cô sỉ nhục đến không đáng một đồng. Đường Mộc Tuyết càng tức giận, trong lòng của Đường Dĩnh càng cảm thấy thoải mái, cô ta cười châm chọc nói, thứ phụ nữ hạ tiện, mau nói đi. Cũng để chúng tôi học hỏi, mở mang tầm mắt. Sắc mặt hưng phấn trên mặt Đường Dĩnh càng ngày càng nồng đậm. Giống như cô rất nhất có thể hung hăng chà đạp Đường Mộc Tuyết dưới chân. Chát! Ngay giây phút Đường Dĩnh vẫn còn đang dương dương đắc ý, một cú tát như trời giáng đánh xuống. Đường Dĩnh không chút đề phòng nào, liền bị một cú tát đánh thẳng lên mặt, trong nhát thời mất thăng bằng, cả người đều té ngã trên nền đất. Lực đánh của cú tát này cũng không quá nặng, khi vừa ngã trên đất, nửa bên mặt Đường Dĩnh lập tức bầm tím lên một cách nhanh chóng. Đường Dĩnh chỉ cảm thấy giây phút vừa rồi giống như có một con bò được tông thẳng vào khuôn mặt mình, khiến cho đầu óc cô nhất thời lâm vào khoảng trắng xóa. Ngay sau đó, Đường Dĩnh lúc này mới phản ứng lại liền phẫn nộ điên cuồng nhìn về phía Dương Tiêu, a, à, Dương Tiêu tên phế vật vô dụng này dám đánh tôi sao? Những người có mặt ở hiện trường đều kinh hoàng khiếp sợ, không ai có thể nghĩ đến rằng Dương Tiêu vậy mà lại hung hăng đánh Đường Dĩnh một cú tát. Đường Hạo cùng người thanh niên tóc vàng mắt xanh Zere sắc mặt đại biến, Zere chỉ ngón tay về phía Dương Tiêu trách móc, anh có phải là đàn ông hay không? Không lẽ không biết rằng hành vi đánh phụ nữ không phải là hành vi lịch thiệp hay sao? Lịch thiệp, thật ngại quá, bản thân tôi tự đặt vị trí cho bản thân cũng không phải là người tốt gì, tôi nói cho anh biết, anh không phải là người tốt,
cũng không phải là kẻ xấu, nếu như ai dám ức hiếp người thân yêu nhất của tôi, vậy thì tôi sẽ ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Dương Tiêu lạnh giọng cảnh cáo. Ngay giây phút này, từ trên người Dương Tiêu tỏa ra khí thế hung hãn, giống như hắn ta chính là một con dã thú, nếu ai dám sỉ nhục đến Đường Mộc Tuyết, vậy thì hắn sẽ dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ lấy tôn nghiêm của cô. Nhìn thân thể thẳng tắp của Dương Tiêu, đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết không ngừng gợn sóng, cô thật sự không ngờ đến rằng Dương Tiêu vậy mà lại thật sự động tay đánh Đường Dĩnh. Dương Tiêu vậy mà lại trước mắt Đường Hạo đánh em gái của hắn, hai mắt Đường Hạo như muốn nứt ra, nhìn về phía Dương Tiêu nói, Dương Tiêu, anh dám đánh em gái tôi. Tôi mẹ nó phải đánh nát đầu chó nhà anh. Lời này vừa nói ra, Đường Hạo liền tung một đường quyền về phía đầu của Dương Tiêu. Muốn mạng của tôi sao? Vậy sao, tôi cả đời này luôn cô độc, chỉ có cái đầu này là luôn làm bạn với tôi, anh hiện tại muốn đánh nát nó, cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Ánh mắt Dương Tiêu lóe lên một tia rét lạnh. Hôm nay, Dương Tiêu lập lời thề. Đường Mộc Tuyết, hắn nhất định phải dùng mạng sống để bảo vệ. Đường Hạo cùng Đường Dĩnh nhất định phải bị nghiền nát. Nhìn thấy đường quyền đang giáng xuống, Đường Mộc Tuyết gấp gáp hét lên, Dương Tiêu, mau tránh ra. Ngay giây phút cú đấm gần chạm đến mũi của Dương Tiêu, tay trái của hắn liền nhanh như chớp cản lại nắm đấm của Đường Hạo, đột nhiên dùng lực, Đường Hạo ngay lập tức ngã liếng xiềng. Vấp ngã cả mặt mũi đầu bụi, Đường Hạo kinh ngạc không thôi, thân thủ của tên phê vật này càng lúc càng lợi hại rồi. Ngay giây phút Đường Hạo chuẩn bị nhấc thân đứng lên, một lần nữa hướng về phía Dương Tiêu, thì Dương Tiêu đã tung mình ra chiêu trước, một chân đạp thẳng lên ngực Đường Hạo. Bị Dương Tiêu đạp thẳng lên người, thân thể Đường Hạo giống như con diều đứt dây, lại một lần nữa té ngã trên nền đất. Lần đầu tiên, Dương Tiêu còn có thể nương tay, nhưng sang lần thứ hai thì hắn tuyệt đối không nể nang. Mẹ nó, tên phế vật nhà anh lại dám đánh tôi, có tin tôi lầy đi cái mạng chó của anh không? Ôm chặt lấy lồng ngực, cả khuôn mặt Đường Hạo cực kỳ thống khổ. Giây phút vừa rồi khi bị Dương Tiêu hạ thủ, Đường Hạo chỉ cảm thấy như có một chiếc xe tải hung hăng cắn qua người mình, suýt chút nữa đập nát xương sườn của hắn. Dương Tiêu nhìn Đường Hạo lạnh lùng nói, có tin hay không nếu anh còn dám ra tay, tôi sẽ giết chết anh. Một cỗ khí thể lạnh lẽo khóa chặt người Đường Hạo, khiến hắn sợ hãi run rẩy từ đầu ngón chân đến thiên linh cái. Những lời đe dọa muốn lấy tính mạng Dương Tiêu vừa rồi chỉ là những lời cố làm ra vẻ mà thôi. Còn lời Dương Tiêu nói muốn giết hắn thì phải nói rằng tên Dương Tiêu này quả thật có năng lực đó. Trước đây hắn đã không ít lần ăn trái đắng trong tay Dương Tiêu, lần trước Dương Tiêu cũng dám lái xe đụng chiếc xe Ferrari của hắn, khiến cho Đường Hạo sợ hãi, hắn triệt để sợ hãi, hắn chính là e sợ một khi kích động Dương Tiêu, liền sẽ bị người này hạ thủ. Sắc mặt Đường Dĩnh cực kỳ âm hiểm, cô chỉ về phía Dương Tiêu hét lên, Zere, nhanh, Zere, mau giúp em hung hăng giáo huấn hắn. Cảm nhận được hàn ý không ngừng tỏa ra từ người Dương Tiêu, Zere rụt cổ liên tục nói, đánh nhau chính là hành động của mãng phu, lịch thiệp, chúng ta phải lịch thiệp. Zere vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy thân thủ của Dương Tiêu, vô cùng dũng mãnh, hơn nữa ra tay nhanh gọn, đây tuyệt đối không phải năng lực của người bình thường. Hắn bình thường cũng luyện thể hình, mặc dù có 8 khối cơ bắp, nhưng cơ bắp trước mặt người có thực lực căn bản không đáng nhắc đến. Lại nói, hắn cũng chỉ là vui chơi qua đường với Đường Dĩnh mà thôi, nhưng ai lại ngờ rằng Đường Dĩnh này lại nghiêm túc như vậy. Từ trong xương cốt của Đường Dĩnh vô cùng lẳng lơ, trên phương diện kia cũng rất hoang dã, dù sao cũng có thể thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Chơi bời chính là chơi bời, hồ nháo chính là hồ nháo, nhưng cũng không thể lấy cái mạng nhỏ này ra làm trò đùa được. Zere mới không ra mặt cho Đường Dĩnh, hắn cùng lắm chỉ cùng Dương Tiêu nói vài câu nặng lời mà thôi. Dương Tiêu liếc mắt nhìn Zere, sau đó châm chọc Đường Dĩnh, đây chính là người đàn ông có tiền đồ mà cô nói hay sao? Tôi xem thì cũng chỉ được như vậy mà thôi, cô cũng đã bị người khác đánh rồi, nhưng hắn ngược lại không dám đứng ra bảo vệ cô, tôi xem tình cảm của hai người cũng như một tờ giấy mỏng mà thôi, chỉ cần vừa đâm liền hỏng. Thả dám, Đường Dĩnh giống như sư tử cái nổi giận hét lên, lịch thiệp, anh không nghe Zere nói lịch thiệp hay sao? Anh chính là đồ mãng phui. Dù sao Zere không ra tay, thì Đường Dĩnh cũng sẽ không có ý trách cứ Zere, trong mắt của cô ta, Zere chính là một người đàn ông lịch thiệp vẹn toàn, còn Dương Tiêu chính là thứ đồ thô lỗ không đáng nhắc đến. Đường Hạo hận đến mức ngứa răng, nhưng đáng tiếc hắn không phải là đối thủ của Dương Tiêu. Em gái, hiện tại nên làm sao đây? Đường Hạo căm hận nói. Đường Dĩnh tức giận đến mức toàn thân run rẩy,
cô thật sự không ngờ đến Dương Tiêu vậy mà lại ra tay đánh cô. Zere, anh nói chúng ta phải làm như thế nào đây? Đường Dĩnh nhìn sang Zere. Zere nhất định sẽ không cứng rắn chống chọi lại với Dương Tiêu, hắn liền thấp giọng nói, đợi lát nữa anh sẽ cho gọi vệ sĩ tư nhân của mình đến đây, nhất định sẽ đánh cho tên này răng rơi đầy đất. Được, tất cả đều nghe anh Zere. Đường Dĩnh hận không thể ngay lập tức giết chết Dương Tiêu. Còn Đường Hạo đồng dạng hận đến mức không thể trừ khử được Dương Tiêu, nhưng hai người bọn họ lại không phải là đối thủ của Dương Tiêu, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi vệ sĩ của Zere đến đây. Zere xuất thân dù sao cũng từ gia tộc Chris đến từ nước Anh, vệ sĩ thân cận toàn bộ đều là cao thủ cấp cao, trong mắt hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh, tùy tiện một người vệ sĩ của Zere cũng có thể đánh Dương Tiêu nát tan. Đường Dĩnh hung hãn hét lớn về phía Dương Tiêu nói, tên phế vật kia, anh đừng đắc ý vội, đợi lát nữa sẽ có người đến thu thập anh. Mãng phu, anh dám đánh Đường Dĩnh, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh đâu. Zere cũng không quên buông lời hung hãn. Cứ đợi chết đi thằng kia, Đường Hạo hung hăng nói. Dương Tiêu lúc này liền sắn ống tay áo lên, cười lạnh lùng nói, vậy sao? Mau chạy thôi. Nhìn thấy Dương Tiêu bắt đầu sắn ống tay áo lên, sắc mặt Zere lập tức thay đổi, sau đó gấp gáp hồi thúc. Cả ba người không một ai là đối thủ của Dương Tiêu, ngay tức khắc cả ba người liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi ba người kia rời khỏi, Dương Tiêu lúc này mới bình tĩnh lại sự phẫn nộ xao động trong lòng. Nếu như ba tên này còn muốn kiếm chuyện, Dương Tiêu nhất định sẽ không ngại mà cho ba kẻ này một bài học máu me đầy người. Mộc Tuyết, em không sao chứ? Dương Tiêu thu lại sự phẫn nộ trên mặt, sau đó dịu dàng hỏi han cô. Trên khuôn mặt Đường Mộc Tuyết lúc này tràn ngập nụ cười hạnh phúc, Dương Tiêu, cảm ơn anh. Vừa rồi Dương Tiêu có thể vì cô mà bước ra, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm động suýt chút bật khóc. Đường Dĩnh ức hiếp người quá mức, những lời nói ra lại khó nghe như vậy, khiến cho Đường Mộc Tuyết phẫn nộ không gì sánh băng. May mắn, ngay khoảnh khắc Đường Mộc Tuyết bàng hoàng bất lực, Dương Tiêu đã xuất hiện kịp thời, giúp cô hóa giải nguy hiểm. Mặc dù Dương Tiêu đã đánh Đường Dĩnh một cái tát, cũng như việc đánh phụ nữ là không đúng, nhưng Đường Mộc Tuyết chỉ muốn nói, cái tát đó đánh cũng thật phong độ đẹp trai. Đối với loại đàn bà chanh chua như Đường Dĩnh, nhất định phải dạy cho cô ta một bài học, nếu không loại người này vẫn cứ hắt mũi lên trời. Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết em cũng quá khách sáo rồi, anh đã từng hứa với em, nhất định sẽ không để em phải chịu nửa điểm ủy khuất. Nghe đến câu nói này của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết liền cảm thấy ấm áp. Ánh mắt cô nhìn Dương Tiêu càng lúc càng trở nên dịu dàng hơn. Có điều, sau này tuyệt đối không được vì em mà đánh phụ nữ. Đường Mộc Tuyết nhắc nhở. Ánh mắt Dương Tiêu tràn ngập sủng nịch, Mộc Tuyết, chỉ cần có người ức hiếp em, anh nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ. Tôn Ngộ không đợi Đường Tăng 500 năm, Phong Tình Tuyết đợi Đồ Tô 900 năm, Vũ Văn Thác đợi Ninh Kha 500 năm, Long Quỷ đợi Long Dương ngàn năm, Dịch Tiểu Xuyên đợi Ngọc Thấu 2000 năm, Tịch Giao đợi Phi Bồng vài ngàn năm. Tử Huyên đợi Từ Trường Khanh ba đời ba kiếp, còn anh lại may mắn trong những năm tháng tốt đẹp này có thể gặp được em tốt đẹp nhát, anh làm sao có thể khiến em bị người khác ức hiếp chứ? Nghe vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết như được nếm phải mật ngọt. Đường Mộc Tuyết tính nghịch bĩu môi nói, anh từ khi nào lại biết nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy chứ? Có phải khi anh còn trong quân ngũ hay nói qua với các chị gái xinh đẹp hay không? Đường Mộc Tuyết không thể không thừa nhận, bộ dạng Dương Tiêu lớn lên không tệ. Thân thể ưu việt nếu như chăm chút một phen, làm lại đầu tóc, mặc lên một bộ âu phục, nhất định có thể khiến cho bao nhiêu thiếu nữ âm thầm để ý đến. Điều quan trọng nhất chính là, trên người Dương Tiêu rất có hương vị của đàn ông, điểm này càng thu hút người khác hơn. Cộng thêm việc Dương Tiêu trước đây từng là quân nhân, nói thật lòng, nếu như không phải 5 năm nay Dương Tiêu sống cũng sống quá vô dụng, thì chỉ cần đặt ở bên ngoài nhất định sẽ giống như một cái bánh thơm ngon bị người khác tranh giành. Trước đây, Đường Mộc Tuyết cho rằng gặp được Dương Tiêu, chính là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời này của mình. Nhưng hiện tại, Đường Mộc Tuyết cho rằng gặp được Dương Tiêu chính là may mắn nhất cuộc đời này của cô. Không sai, Dương Tiêu, em vô cùng cảm ơn anh trong những năm tháng tươi đẹp của mình có thể gặp được anh tốt nhất, cho dù anh có vài điểm khiếm khuyết, dù cho 5 năm nay cũng vì anh đã khiến em phải chịu biết bao điều uất ức. Nhưng hiện tại em cảm thấy vô cùng hài lòng với tất cả mọi thứ. Được anh bảo vệ, em cảm thấy rất hạnh phúc. Khóe môi Dương Tiêu nhét lên, châm chọc nhìn Đường Mộc Tuyết có hứng thú nói, Mộc Tuyết, từ trước đến nay. Anh có thể nói ra những lời ngon tiếng ngọt như vậy, cũng vì anh có siêu năng lực. Siêu năng lực gì?
Đường Mộc Tuyết tò mò nhìn sang Dương Tiêu. Siêu thích em. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, mặc dù đây là những lời nói tán tỉnh lỗi thời, nhưng đối với một Đường Mộc Tuyết chưa từng yêu Đường lại vô cùng có tác dụng. Vậy sao, anh hôm nay cũng có chút kỳ lạ, Đường Mộc Tuyết biểu môi nói. Dương Tiêu kinh ngạc nói, kỳ lạ sao? Có chỗ nào kỳ lạ sao? Đáng yêu một cách kỳ lạ, Đường Mộc Tuyết phì cười nói. Dương Tiêu dở khóc dở cười, ông trời ơi, những lời tán tỉnh yêu đương này Đường Mộc Tuyết cũng học thật là nhanh. Trong lòng Đường Mộc Tuyết vui mừng nói, anh cứ quay về nhà trước đi, em phải tiếp tục làm việc. Cẩn thận một chút, em cảm thấy Đường Dĩnh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Được, Dương Tiêu gật đầu. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết dần dần bước vào công ty, trên khuôn mặt Dương Tiêu lúc này chỉ còn lại nụ cười dịu dàng. Mộc Tuyết, bắt đầu từ hôm nay, nếu em muốn mây bay, anh liền làm mây bay cho em, nếu như em muốn thủy triều hạ, anh liền khiến cho nước triều tĩnh lặng. Hai vai Dương Tiêu lúc nãy đã gánh vác lên trách nhiệm thật sự của một người chồng, ai bảo Đường Mộc Tuyết chính là vợ của hắn chứ, sau này bất kỳ kẻ nào dám ức hiếp Đường Mộc Tuyết thì hắn cũng sẽ liều mạng để bảo vệ cô. Sau khi lái chiếc xe Maserati xuất phát về hướng khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, khi vừa đến ngã tư đầu tiên, Dương Tiêu thông qua gương chiếu hậu liền nhìn thấy có 4 chiếc xe đang đuổi theo phía sau. Đúng thật là âm hồn không tan mà, ánh mắt Dương Tiêu lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Vốn dĩ chỉ muốn Đường Hạo, Đường Dĩnh một chút chấn động để hai người bọn họ thành thật một chút, nhưng lại không nghĩ đến hai kẻ này lại gây chuyện. Dương Tiêu cũng rất rõ ràng, hiện tại Đường Dĩnh đã kiếm được một người bạn trai người nước ngoài, tên Jere này. Đến từ gia tộc Chris, gia tộc tài phiệt châu Âu. Điều khiến Dương Tiêu không nghĩ đến chính là tên Jere này cứ nhất định phải tham gia vào chuyện này. Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi không khách sáo với các người. Dương Tiêu đeo lên tai nghe Bluetooth mà Đường Mộc Tuyết tặng cho mình, sau đó gọi đến một số điện thoại. Một ông già với bộ râu bạc trắng đang thoải mái tắm nắng trong khu vườn có cỏ xanh và muôn hoa đua nở ở nơi nào đó ở châu Âu. Chính vào ngay lúc này, một người hầu vội vàng chạy đến trước mặt ông lão này, gấp gáp nói, tiên sinh, ngài có điện thoại. Ông lão râu bạc trắng tức giận, trừng mắt người hầu đó nói, không lẽ cậu không biết khi tôi đang tắm nắng thì không được làm phiền đến sao? Người hầu sợ đến mức co rụt cả người, ông ta bất an nói, điện thoại từ Thiên Phủ Chi Quốc gọi đến. What, Thiên Phủ Chi Quốc, ông lão râu bạc trắng hoảng sợ lập tức ngồi dậy từ trên ghế, thân sắc kích động nói, nhanh đưa điện thoại cho tôi. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị phía trên quả thật chính là số điện thoại gọi từ Thiên Phủ Chi Quốc, ông lão râu bạc trắng lập tức nói vào trong điện thoại, điện hạ, ngài là điện hạ sao? Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, lão Ronan này. Lúc này ông đang phơi nắng có đúng không? Tôi có làm phiền gì đến ông không? Không, Ronan này cùng với gia tộc Chris nguyện vì điện hạ phục vụ 24 tiếng đồng hồ. Ông lão râu bạc trắng kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Ông lão này tên là Ronan Chris, cũng chính là tộc trưởng gia tộc Chris tại phiệt châu Âu. 6 năm trước, Dương Tiêu lần đầu tiên đến châu Âu đã quen biết được với Ronan, lúc đó Ronan cũng chỉ là một thợ lau giày bình thường ở nước Anh. Chỉ có điều Dương Tiêu nhìn dáng vẻ đầu óc tràn đầy trí tuệ, ăn nói bất phàm của Ronan, thông qua điều tra của Dương Tiêu, hãn mới biết được Ronan xuất thân từ một gia tộc quý tộc ở nước Anh. Chỉ đáng tiếc, dù cho Ronan là dòng chính trong gia đình quý tộc này, nhưng tộc trưởng mới nhậm chức đã đẻ ép, sau đó vô tình trục xuất Ronan ra khỏi gia tộc. Số phận của Dương Tiêu cùng Ronan có vài điểm tương đồng, đối diện với hoàn cảnh khó khăn của Ronan liền cảm thấy có vài điểm tương đồng. Cũng vì vậy, Dương Tiêu liền ra tay giúp đỡ Ronan, giúp ông giành lại những thứ thuộc về mình, đồng thời nâng đỡ Ronan trở thành tộc trưởng hiện tại của gia tộc Chris. Không thể không nói, người đàn ông Ronan này quả thật có thực tài, cũng rất biết cách nắm chắc cơ hội. Dương Tiêu chỉ vừa cho ông ta một cơ hội, sự phồn vinh của gia tộc Chris hiện tại đều dựa vào một tay Ronan gây. Dựng nên, mặc dù chỉ là một cơ hội, nhưng cũng đủ khiến cho Ronan cảm kích Dương Tiêu không ngừng. Ronan cũng vô cùng hiểu rõ, nếu như không phải do Dương Tiêu ban tặng cho ông cơ hội này, e rằng cả đời này của ông cũng không thể nào lấy lại được những thứ thuộc về mình, chứ đừng nói đến việc gây dựng được gia tộc Chris như hiện tại. Điều quan trọng nhất chính là, Ronan vô cùng hiểu rõ được thủ đoạn của Dương Tiêu, đây rõ ràng chính là một tuyệt thế cao thủ có thể lấy tay xoay chuyển mọi thứ. Trận chiến năm đó, 10 đại kiếm khách nổi danh của Âu Châu đều bỏ mạng trong tay Dương Tiêu. Ronan biết rõ.
nếu như bản thân ông dám phản kháng lại mệnh lệnh của Dương Tiêu, chỉ cần Dương Tiêu nổi giận, vậy thì bất kỳ ai trong gia tộc Chris cũng đều không phải là đối thủ của Dương Tiêu. 6 năm trước, không biết bao nhiêu gia tộc lâu đời ở châu Âu đều táng mạng trong tay Dương Tiêu. Ở vùng đất châu Âu này Dương Tiêu có một biệt hiệu, gọi là Diêm Vương. Châu Âu lưu truyền một câu nói truyền miệng nhau chính là, Diêm Vương nổi giận, máu chảy tràn lan, xác chết chất chồng, huyết tinh ngập tràn. Dương Tiêu không thể không thừa nhận, bản thân mình 6 năm trước lần đầu đến châu Âu thi hành nhiệm vụ, đã diệt không ít các gia tộc lâu đời ở châu Âu, tất nhiên cũng đã kết giao với không ít gia tộc quốc tế. Thái độ của Ronan khiến cho Dương Tiêu vô cùng hài lòng, hắn thấp giọng nói, tôi hiện tại đang lái xe, không thể nói nhiều với ông được, trong gia tộc Chris có một người thanh niên tên là Jere, hành động của hắn ta khiến tôi cảm thấy vô cùng phản cảm, chuyện này giao cho ông giải quyết, đừng khiến tôi cảm thấy thất vọng. Cái gì, thứ không có mắt nhìn Jere vậy mà lại đắc tội với điện hạ ngài hay sao? Thật sự là đáng chết, nghe thấy những lời này, Ronan đặc biệt tức giận. Giống như việc đắc tội với Dương Tiêu chẳng khác nào chọc phải tổ ong, uy nghiêm của Dương Tiêu căn bản không thể khinh thường. Jere tên đầy đủ là Jere Chris, chính là con trai của em trai Ronan, gần đây Jere có du lịch đến Thiên Phủ Chỉ Quốc, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình của đất nước phương Đông. Ronan thật không ngờ được tên hỗn đản Jere này vậy, mà lại chọc đến trên đầu Dương Tiêu. Điện hạ xin hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Ronan tức giận nói, ngừng một lát, Ronan quan tâm hỏi, điện hạ, to gan hỏi một câu, trong 5 năm nay điện hạ ngài đã đi nơi nào, đám lão bộc chúng tôi kiếm ngài thật vất vả. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, trước mắt không nói những chuyện này, đợi sau này tôi đến châu Âu sẽ nói với các người. Vâng, điện hạ, Ronan cung kính nói. Nghĩ đến trận ám sát 5 năm trước đây, trái tim Dương Tiêu không ngừng hung hăng rỉ máu. Chiến hữu của hắn chết hơn 2/3, phó đội trưởng mà hắn xem như em gái ruột thịt Lăng Ảnh Huyên thì không rõ tung tích. Món nợ máu 5 năm trước, Dương Tiêu nhất định sẽ tìm cách đòi lại, hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng kẻ đứng sau bức màn âm mưu năm xưa. Hiện tại, thực lực Dương Tiêu không những đã khôi phục được vài phần, nhưng vẫn còn cách xa so với thời kỳ đỉnh cao, hắn thật sự vẫn cần chút thời gian. Đợi đến khi thực lực của hắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, hắn nhất định sẽ điều tra lại sự việc ám sát năm xưa, hắn thề rằng, nhất định phải báo thù cho những người đồng đội chết trận năm xưa. Jere, tên chó má Dương Tiêu sắp đến nơi rồi, nhanh chóng chặn hắn lại. Đường Hạo lái chiếc xe Ferrari đuôi theo phía sau điên cuồng hét lên trong điện thoại. Jere lúc này nhận được điện thoại của Đường Hạo, sau khi trả lời ok với hắn, liền ngắt điện thoại rồi giơ tay ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau, go. Go, go. Zoom zoom zoom. Khi Dương Tiêu vừa đến một con đường khá vắng vẻ, thì 3 chiếc xe phía trước lập tức chặn lại con đường trước mặt Dương Tiêu. Làm tốt lắm, nhìn thấy đám người được Jere sắp xếp phía trước đã chặn lại được Dương Tiêu, Đường Hạo như, được thêm máu vô cùng hưng phán. 4 chiếc xe lúc này đã chặn lại cả 2 chiều tiến lùi của xe Dương Tiêu, 3 người Jere, Đường Hạo, Đường Dĩnh từ trên xe bước xuống. Ánh mắt cả 3 nhìn Dương Tiêu lúc này đang ngồi trên ghế lái trên chiếc xe Maserati tràn ngập sự căm hờn. Đường Hạo trong tay cầm lấy ông cậy gậy đánh bóng, bước lên phía trước hung hăng đập lên cánh cửa kính xe Maserati, đồng thời chỉ thẳng vào mũi Dương Tiêu dữ tợn nói, Dương Tiêu cái đồ tạp nham này, còn không bước xuống nhận cái chết. Đường Dĩnh hận thù nhìn chằm chằm về phía Dương Tiêu, vừa rồi anh đánh tôi một cái tát, lát nữa đây tôi nhất định phải đòi lại gấp 10 lần, tôi muốn anh phải nhận lấy 10, 100 cái tát. Tôi muốn đem mặt anh đánh đến mức sưng đỏ, tôi muốn đem mặt anh đánh tan nát. Dĩnh Dĩnh, em nói như vậy cũng quá dễ dàng cho hắn quá rồi, nhìn xem lát nữa anh sẽ thu thập hắn ta như thế nào. Đường Hạo trong đầu lúc này đã suy nghĩ ra được hơn 100.000 cách sỉ nhục Dương Tiêu. Người thanh niên tóc vàng mắt xanh Jere cũng khinh thường nói, đồ mọi dợ. Không phải rất biết đánh nhau sao, đợi lát nữa cho anh ta diện kiến thân thủ của các dũng sĩ châu Âu chúng tôi. Lần này du lịch đến Thiên Phủ Chi Quốc, Jere mang theo hơn 20 vệ sĩ, người nào cũng là cao thủ cấp cao trong nội bộ khu vực châu Âu. Không chút khách khí mà nói, đám vệ sĩ này của hắn tùy. Tiện lấy ra một người cũng đều có dũng khí 10.000 người không ai ngăn cản được, toàn bộ đều là cao thủ lầy 1 địch 10. Mặc dù Dương Tiêu có thể đánh nhau, nhưng lần này hắn mang theo toàn bộ hơn 20 vệ sĩ, chính là muốn chơi lớn một phen. Giống như Dương Tiêu đứng trước đám tráng sĩ châu Âu này không đáng nhắc đến. Đám vệ sĩ của Jere này toàn bộ đều là tinh anh được lựa chọn, có rất nhiều người đã từng giết người, thấy qua máu.
May mắn cửa sổ chắn gió chất lượng không tệ, nếu không sớm đã bị gậy đánh bóng của Đường Hạo đánh tan nát. Có hơn 20 vệ sĩ của Zere làm hậu thuẫn, Đường Hạo đường hoàng không chút khiếp sợ, hắn lại lần nữa dùng gậy đánh bóng đập lên cửa kính chắn gió của chiếc. Xe Maserati nói, Dương Tiêu, anh chính là thứ đồ không có tiền đồ, cho rằng trốn trong xe liền có thể bình an vô sự hay sao? Bạch bạch. Tiếp theo sau đó, một đám vệ sĩ châu Âu trong tay đều cầm theo gậy đánh bóng chắc chắn tiến lên về phía trước. Giống như chỉ cần Dương Tiêu không bước ra, bọn họ liền đem xe đập tan nát, sau đó lôi người ra khỏi xe. Lạch cạch. Cửa xe bật mở, Dương Tiêu sắc mặt thâm trầm bước ra. Nhìn thấy Dương Tiêu vừa bước xuống xe, Đường Hạo bắt giác lùi lại vài bước, chính là sợ Dương Tiêu lại tóm lấy hắn đánh cho một trận. Tôi còn cho rằng anh sẽ như rùa rút đầu trốn trong xe không bước ra ngoài chứ. Trên mặt Đường Dĩnh đầy sự thù hận nói. Từ nhỏ đến lớn, cô được nuôi lớn trong sự bảo bọc của Đường gia, Đường lão thái thái là bà nội ruột của cô, Đường gia có ai mà không phải nhìn sắc mặt cô để làm việc. Cũng vì Dương Tiêu, khiến cho người bạn trai Đông Hải cô quen bỏ cô mà chạy. Hôm nay, bản thân cô đến để sỉ nhục Đường Mộc Tuyết, ngược lại còn bị tên phế vật này đánh cho một cái tát, đừng nhắc đến trong lòng Đường Dĩnh có bao nhiêu phẫn nộ, giây phút này suy nghĩ muốn giết chết Dương Tiêu cũng đã có rồi. Zere bắt tay ngang cổ Đường Dĩnh, châm chọc nói, Dĩnh Dĩnh, lát nữa em cứ xem thử anh đây làm thế nào để sỉ nhục tên lỗ mãng này, nếu xảy ra chuyện gì đã có anh chịu trách nhiệm. Tại khu vực nước Anh kia, chỉ dựa vào thủ đoạn của gia tộc Chris, giết chết một con người với việc giết chết một con chó, cũng không có gì khác biệt. Dù cho lát nữa đây Dương Tiêu bị đánh chết, cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Hắn là người châu Âu, phía sau có gia tộc Chris hùng mạnh, dù cho cảnh sát có đến đây cũng không thể làm gì được hắn. Hắn có hộ chiếu, có thẻ xanh, đến lúc đó cùng lắm chỉ cần gọi điện thoại cho gia tộc liền có thể tại ngoại. Vừa rồi Dương Tiêu khiến hắn khiếp sợ, điều này khiến Zere vô cùng không thoải mái. Bản thân là dòng chính của gia tộc tài phiệt châu Âu, Zere đi đến đâu cũng như sao quanh trăng sáng, vô cùng chói mắt. Hành vi vừa rồi của Dương Tiêu quả thật đã chọc giận đến hắn. Dương Tiêu nhìn sang ba người Zere, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh nói, xem ra các người nếu không tìm tôi gây chuyện thì không thoải mái rồi, nói đi, các người muốn như thế nào. Nội tâm Dương Tiêu lúc này vô cùng căm phẫn, hắn hôm nay nhất định phải cho Đường Hạo, Đường Dĩnh chút sắc mặt mới được. Lão hỗ không phát huy, thì các người xem như mèo Hello Kitty hay sao? Phải biết rằng, lùi một bước trời cao đất rộng, lùi hai bước thì chân đạp xuống biển rơi. Nhẫn nhịn thích hợp có thể giải quyết mâu thuẫn, nhưng kết cục của việc không ngừng ép mình cầu toàn chỉ giành lấy được sự được voi đòi tiên của đối phương mà thôi, tạo cơ hội cho đối phương hung hăng đạp mình xuống dưới chân. Nếu đã như vậy, không bằng tự mình vùng lên phản kháng, dù cho lưỡng bại câu thương cũng còn hơn anh thắng tôi bại, cùng lắm thì cá chết rách lưới. Cũng phải cho đối phương biết bản thân không phải là kẻ yếu hèn. Đường Hạo nhìn Dương Tiêu châm chọc nói, muốn làm cái gì sao? Tất nhiên là phải đánh cho anh một trận rồi. Dương Tiêu, tôi nói cho anh biết, tôi nhẫn nhịn anh lâu lắm rồi đây, anh cảm thấy mình rất lợi hại sao? Anh cảm thấy bản thân điên cuồng tỏ ra ngầu như vậy có thể nổ tung trời hay sao? Dám đánh tôi, còn dám đánh cả Dĩnh Dĩnh, anh như thế nào lại lợi hại như vậy? Tôi thật sự cho anh mặt mũi rồi đúng không? Nghĩ đến những uất ức trước đây Dương Tiêu dành cho mình, Đường Hạo một bụng lửa giận liền lập tức phun trào. Đường Dĩnh cười châm chọc nói, Dương Tiêu, anh thật sự cho rằng mình là thứ gì? Anh cùng lắm chỉ là tên phế vật ở rẻ tại Đường gia, chỉ là một tên phế vật vô dụng chỉ biết ăn bám. Những hành động trong thời gian gần đây của anh đều do Đường Mộc Tuyết sắp xếp có đúng không? Đường Mộc Tuyết ả hồ ly tỉnh này, thật sự là quá tâm kế rồi. Thật ngại quá. Tôi thật sự không có thói quen nghe người khác thả rắm. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Dương Tiêu vẫn còn phách lối như vậy, Đường Hạo nắm chặt cây gậy đánh bóng trong tay tức giận nói, hừ. Anh mẹ nó sắp chết đến nơi rồi còn dám hênh hoang. Được, rất tốt, Dương Tiêu, hôm nay chỉ cần anh ngoan ngoãn phối hợp, tôi nhất định sẽ tha tội cho anh. Ồ, vậy anh muốn tôi ngoan ngoãn phối hợp như thế nào? Dương Tiêu cười lạnh nói. Đường Hạo bày ra dáng vẻ muốn giết chết cả Dương Tiêu, cười đáng sợ nói, cũng đơn giản thôi, lát nữa để Dĩnh Dĩnh tát anh 10 bạt tai, sau đó quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, gọi tôi một tiếng ông nội, gọi Dĩnh Dĩnh một tiếng bà nội, sau đó chui qua ống quần của tôi, kế đó để tôi tiểu lên mặt anh, cuối cùng thì học 3 tiếng chó sủa, như thế nào? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Dương Tiêu càng trở nên âm trầm,
tên Đường Hạo này cũng thật quá đáng. Hai mắt Đường Dĩnh lóe sáng, cô ta cũng đồng ý nói, Dương Thiêu, anh có nghe rõ hay không, nếu như không muốn chết thì làm theo cách mà anh tôi vừa nói. Có Dê Rê chống lưng, hai anh em nhà họ căn bản không đem Dương Thiêu để vào mắt. Lúc này, bọn họ là dao bén, còn Dương Thiêu chỉ là thịt cá, nếu như Dương Thiêu không tuân theo chỉ thị của bọn họ, thì hôm nay hai người họ ít nhất cũng sẽ đem Dương Thiêu đánh đến nửa thân tàn phế. Quỳ xuống, Đường Hạo tức giận hét lên. Hắn đã lấy ra điện thoại, chuẩn bị đem toàn bộ hình ảnh Dương Thiêu bị sỉ nhục quay phim lại, sau đó sẽ gửi vào hệ thống nội bộ công ty, khiến cho toàn bộ người nhà Đường gia đều có thể tận mắt nhìn thấy hình ảnh Dương Thiêu mất mặt này. Đồng thời, đây cũng là sự chấn động mà Đường Hạo chuẩn bị cho Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết, có nhìn thấy không, tên đàn ông phế vật nhà cô ở trước mặt tôi so với một con chó cũng không có gì khác biệt. Nếu tôi không làm theo thì sao? Dương Thiêu khinh thường cười một tiếng. Đường Dĩnh tức giận nhìn Dương Thiêu, đừng có được người khác cho chút mặt mũi mà không cần, nếu như đợi lát nữa chọc giận đến Dê Rê, vậy thì hôm nay anh chết chắc rồi, gia tộc Chris có từng nghe qua hay chưa? Dê Rê muốn giết chết anh đơn giản như giết chết một con kiến. Nhìn dáng vẻ chó cậy mặt chủ của Đường Dĩnh, Dương Thiêu cười lạnh nói, độ xem ra sử dụng qua vũ khí nhập khẩu có khác, khẩu khí nói chuyện cũng trở nên tự tin hơn rồi. Nghe thấy lời này, Đường Dĩnh tức đến mức dẫm chân. Đáng ghét, tên Dương Thiêu này quả thật đáng căm ghét. Dê Rê, anh xem tên tạp nham này có quá đáng hay không, anh nhất định phải thay em chút cơn giận này. Đường Dĩnh ôm lấy cánh tay của Dê Rê, không ngừng xoa nắn lồng ngực hắn. Nghe thấy giọng nói nũng nịu này của Đường Dĩnh, trái tim Dê Rê như muốn nhữ cả ra. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tên Dương Thiêu phiền phức này, sau đó mang Đường Dĩnh quay trở về khách sạn phóng túng một phen. Dê Rê nhìn sang Dương Thiêu, toàn thân phát ra tư thế của kẻ trên lạnh giọng nói, mãng phu, nhanh quỳ xuống cho tôi. Quỳ xuống, Dương Thiêu cười khinh thường, hai đầu gối này của tôi không quỳ trời, không quỳ đất, chỉ quỳ trước mặt mẹ cha, anh có tư cách gì mà muốn tôi quỳ xuống. Đường Hạo lửa giận bốc lên, Dê Rê, anh xem tên tiểu tử này có bao nhiêu phách lối. Đến cả anh cũng không đặt vào trong mắt, nhất định phải hung hăng thu thập hắn ta. Khiến cho hắn biết như thế nào gọi là trời cao đất dày, khiến cho hắn biết rằng uy nghiêm của gia tộc Chris không thể bị sỉ nhục được. Đường Dĩnh tức giận nói, Dê Rê, anh nhất định phải chút cơn giận này cho Imo. Dưới sự thúc giục của hai người, sắc mặt Dê Rê càng trở nên lạnh lẽo, hắn tức giận nhìn Dương Thiêu vẫy ta ra hiệu, căm phẫn nói, thái độ hống hách của anh thật khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, người đâu, lên hết cho tôi muốn tên mãng phu này trong vòng 30 giây phải quỳ trước mặt tôi. Vâng, một đám tráng sĩ châu Âu ma sát hai tay vào nhau, khuôn mặt bắt lương nhìn về phía Dương Thiêu. Ngay vào giây phút đám vệ sĩ châu Âu kia chuẩn bị đánh đấm với Dương Thiêu thì điện thoại của Dê Rê vang lên. Người gọi điện thoại đến chính là Ronan, gia chủ của gia tộc Chris. Oh no, stop, nhìn rõ số điện thoại gọi đến, cả khuôn mặt Dê Rê lập tức thay đổi, ra lệnh cho cả đám vệ sĩ dừng tay lại. Đường Dĩnh kinh ngạc nói, Dê Rê, có chuyện gì vậy? Tộc trưởng gọi điện thoại đến, không thể không nghe. Dire giải thích, Ronan chính là tộc trưởng của gia tộc Chris, cũng là bác trai của Dê Rê, phụ thân của Dê Rê chính là em trai ruột của Ronan. Trong gia tộc Chris, nhất cử nhất động cùng lời nói của Ronan vô cùng có sức ảnh hưởng, không ai có thể kháng cự được. Tộc trưởng gia tộc Chris, Đường Dĩnh cùng Đường Hạo lần lượt hốt hoảng. Bọn họ cũng biết rằng gia tộc Chris chính là gia tộc tài phiệt châu Âu, cũng là một đại gia tộc thế gia nổi danh. Tộc trưởng gia tộc Chris càng là đại nhân vật quyền lực bậc nhất trong khu vực châu Âu này. Hai người nhanh chóng im miệng, không dám làm phiền. Dê Rê đối với Ronan có một loại sợ hãi trời sinh, Ronan vô cùng uy nghiêm, xử lý công vụ từ trước đến nay chưa từng bao che cho bất kỳ người nào trong tộc. Hình tượng thiết diện vô tư khiến cho mỗi người trong gia tộc Chris đều không dám lộng hành, việc gì cũng theo quy tắc làm việc. Nếu như để Ronan biết được hắn vì một cô gái mà đánh nhau tại Thiên Phủ Chi Quốc, Ronan nhất định sẽ nổi trận lôi đình với hắn. Nhằm tìm một vị trí bốn bể yên tĩnh một chút, Dê Rê sau khi rời khỏi hiện trường mới nhắc máy nghe điện thoại. Bác trai, lão nhân gia người như thế nào lại có thời gian gọi điện cho cháu chứ? Cuộc sống của Ronan vô cùng có quy luật, bình thường mà nói, thì thời điểm này chính là lúc bác trai Ronan của hắn đang sưởi nắng. Nghe thấy giọng nói của Dê Rê, Ronan gần như tức giận hét lên, Dê Rê, có phải cháu không muốn sống nữa không? Vậy mà lại chọc giận lên trên đầu Diêm Vương Điện Hạ, ta nói cho cháu biết,
hôm nay cháu nếu không nhận được sự tha thứ từ Diêm Vương Điện Hạ, vậy thì cháu cứ lấy cái chết mà đền tội đi. Cái gì? Đắc tội đến Diêm Vương Điện Hạ. Nghe đến đây, Jere hai chân mềm nhũ, suýt chút nữa ngã ngửa trên mặt đất. Hắn dù sao cũng là dòng chính của gia tộc Chris, tất nhiên vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của Diêm Vương Điện Hạ. 6 năm trước, Diêm Vương Điện Hạ đến châu Âu, trận chiến đầu tiên đã giết chết kiếm khách xếp hạng thứ 9 trên bảng xếp hạng quốc tế. Sau đó, Diêm Vương Điện Hạ ngài ấy ở khu vực châu Âu gây nên một trận huyết tinh mưa máu, hai đại gia tộc có lịch sử lâu đời cũng bị Diêm Vương Điện Hạ liên tiếp nhổ sạch gốc rễ. Dưới sự hỗ trợ cùng nâng đỡ của Diêm Vương Điện Hạ, gia tộc Chris mới có thể trong thời gian ngắn ngủi 6 năm trở nên hưng thịnh, đàn áp lên những gia tộc cổ xưa hàng trăm năm. Nếu như không có Diêm Vương Điện Hạ, bọn họ có lẽ vẫn đang sinh sống trong khu ổ chuột ở nước Anh xa xôi. 5 năm trước, Diêm Vương Điện Hạ mất tích rời đi, nghe nói Diêm Vương Điện Hạ gặp phải ám toán của sát thủ cấp toàn cầu, mệnh táng Hoàng Tuyền. Điều khiến Jere hoảng sợ chính là, bác trai vậy mà lại nói với hắn rằng hẳn đã chọc giận đến Diêm Vương Điện Hạ, điều này khiến cho một cỗ lạnh lẽo từ đầu ngón chân truyền lên đến trên tận đầu của Jere. Không lẽ người vừa rồi chính là Diêm Vương Điện Hạ? Nhìn sang Dương Tiêu, hai mắt Jere nói không hết sự sợ, hãi nồng đậm. Nhằm xác định lại thân phận của Dương Tiêu, Jere nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ hỏi, bác trai, Diêm Vương Điện Hạ tên gì? Diêm Vương Điện Hạ tên là Dương Tiêu. Ta nói cho cháu biết, nếu như không nhận được sự tha thứ của ngài ấy, Diêm Vương Điện Hạ không giết chết cháu, thì khi quay trở về châu Âu lão phu cũng sẽ đích thân ra tay kết liễu cháu. Ronan lạnh giọng nói. Vâng, vâng, vâng. Cảm nhận được sát ý từ giọng nói của bác trai Ronan nhà mình, Jere sợ đến mức muốn bật khóc. Mẹ nó, hại chết người. Đường Dĩnh cái đồ tiện nhân nhà cô, vậy mà lại khiến tôi đắc tội đến Diêm Vương Điện Hạ, tôi thật sự phải hỏi thăm tổ tông 8 đời nhà cô mà. Sự tồn tại của Diêm Vương Điện Hạ trong gia tộc Chris như sự tồn tại của thần thánh, bất kỳ ai cũng không được xúc phạm. Trong lòng Jere, Diêm Vương Điện Hạ giống như thần minh, chỉ có thể đứng từ xa nhìn không được khinh nhờn đến. Nghĩ thử xem nên giải thích với Diêm Vương Điện Hạ như thế nào đi, đắc tội với Diêm Vương Điện Hạ, không có mấy người có thể bao che cho cháu được đâu. Ronan tức giận, cúp điện thoại. Nhìn thấy thuộc hạ mình đang bao vây lấy Dương Tiêu, sau ót Jere không ngừng tuôn mồ hôi lạnh. Hắn không biết tên đầy đủ của Diêm Vương Điện Hạ là Dương Tiêu, hắn chỉ biết Diêm Vương Điện Hạ họ Dương. Điều khiến cho hắn muốn khóc hết nước mắt chính là người tên Dương Tiêu này vậy mà lại là Diêm Vương Điện Hạ. Vào ngay giây phút này, Jere nổi cả da gà, sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu. May mắn cuộc điện thoại vừa rồi đến kịp thời, nếu không bọn họ toàn bộ đều tiêu đời rồi. Nỗi sợ hãi về Diêm Vương Điện Hạ khắc sâu trong tim của mỗi một gia tộc lâu đời ở châu Âu, một đám người bọn họ trước mặt Diêm Vương Điện Hạ không khác nào chó gà, chênh lệch thực lực giống như đom đóm cùng ánh trăng. Jere, anh như thế nào lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Vừa nhìn thấy Jere quay trở lại, Đường Dĩnh vội vã lấy ra một tờ khăn giấy lau mồ hôi cho Jere. Chát! Không đợi đến lúc Đường Dĩnh lau sạch mồ hôi, Jere liền vung tay hung hăng tát lên khuôn mặt Đường Dĩnh. Cú tát này giáng xuống, khiến cho đầu óc của Đường Dĩnh lâm vào trạng thái trống rỗng. Đường Hạo đứng một bên khiếp sợ một phen, hắn trổ mắt nhìn nói, Jere, anh chấm ANS có phải đã đánh nhầm người rồi hay không? Đánh hắn kìa. Đường Hạo chỉ về phía Dương Tiêu, giống như đang nói Jere đã đánh sai người. Nhìn thấy Đường Hạo ra lệnh cho mình đánh Dương Tiêu, Jere phát giận, tung một cước đá lên thân thể hắn. Đường Hạo nào dám phản kháng, bị Jere đá lên thân người, choáng váng ngã trên mặt đất. Ánh mắt Jere khi nhìn Đường Hạo tràn ngập hận ý nồng đậm. Nếu như không phải do hai anh em nhà họ Đường xúi giục, hắn căn bản cũng sẽ không chọc giận đến Diêm Vương Điện Hạ. Đường Hạo hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy tên Jere này điên rồi. Không phải đã nói rõ ràng sẽ đánh Dương Tiêu hay sao? Hiện tại như thế nào lại đánh trên người hai anh em nhà bọn họ? Đây không phải là thế giới đảo điên rồi sao? Cả đám vệ sĩ của Jere cũng sợ đến ngây người, đây là đang làm chuyện gì chứ? Bọn họ thật sự không hiểu rõ. Không phải đã nói phải gây chuyện với tên tiểu tử hồng hách kia hay sao? Jere vẫy tay ra hiệu, một người vệ sĩ châu Âu lập tức đưa lên cây gậy đánh bóng trong tay đưa đến trước mặt Jere. Mặc dù chuyện này diễn ra quá bất ngờ, nhưng cả đám vệ sĩ vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, căn bản không hỏi nhiều. Trách nhiệm của bọn họ chính là bảo vệ an toàn cho Jere,
còn những chuyện còn lại tuyệt sẽ không quan tâm hỏi đến. Jere cầm gậy đánh bóng trong tay, hiện tại suy nghĩ muốn giết chết Đường Hạo cùng Đường Dĩnh cũng xuất hiện trong tim, hắn biết rằng bác trai Ronan không hề có ý đùa giỡn với hắn. Nếu như hôm nay hắn không nhận được sự tha thứ của Diêm Vương Điện Hạ, vậy thì hắn sẽ chết chắc. Nhằm giữ gìn uy nghiêm của Diêm Vương Điện Hạ, bác trai Ronan nhất định sẽ đích thân giết chết hắn. Nhìn thấy Jere cầm gậy đánh bóng hướng về phía mình, Đường Hạo kinh ngạc thốt lên, Jere, Jere, có gì thì bình tĩnh nói chuyện, có gì thì cứ bình tĩnh nói chuyện, anh không phải giúp chúng tôi thu thập Dương Tiêu tên tạp nham kia hay sao? Em gái tôi chính là bạn gái của anh làm sao có thể ra tay chống đối lại chúng tôi chứ? Đường Hạo nghĩ nứt cả đầu cũng không hiểu rõ được, tại sao đang yên đang lành, Jere sau khi nhận được một cuộc điện thoại liền lật mặt không nhận người nữa chứ? Nghe thấy chính miệng Đường Hạo mắng Dương Tiêu là đồ tạp nham. Jere triệt để mắt khống ché. Tạp nham, mày mới là đồ tạp nham, hai anh em bọn mày mới là đồ tạp nham. Mờ lờ Jere cầm gậy đánh bóng hung hăng đánh lên trên đùi của Đường Hạo. Giây kế tiếp, một tiếng thét như giết heo vang lên khắp bốn phía. Jere dốc toàn lực xuống tay, tư vị đó khiến cho Đường Hạo không cách nào chịu đựng được. Đường Hạo miễn cưỡng xúc động muốn ngắt xỉu, gấp gáp nói, Jere, anh đánh nhầm người rồi, đánh hắn ta chứ không phải đánh tôi. Trong mắt Jere toàn là tia máu, cầm gậy đánh bóng không ngừng điên cuồng đánh xuống người Đường Hạo. Đường Hạo càng chống cự, Jere càng hung hăng, cuối cùng Đường Hạo chỉ đành ôm lấy đầu mặc cho Jere đánh hắn tan ra nát thịt. Điên rồi, nhìn thấy anh trai mình bị đánh đến mặt mũi bầm tím, Đường Dĩnh không rét mà run. Khi không còn sức đánh người nữa, Jere mới từ từ đi về phía Dương Tiêu. Đường Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó tức giận hét lên, Jere anh đánh nhầm người rồi, đánh hắn, chính là đánh tên tạp nham kia. Nhìn thấy Jere đi về phía Dương Tiêu, Đường Dĩnh vui mừng không thôi, cuối cùng cũng ra tay với tên Dương Tiêu hỗn đản kia rồi sao? Thật sự là quá tốt rồi. Dưới sự chờ đợi hy vọng của hai người bọn họ, chỉ thấy Jere đi đến trước mặt Dương Tiêu sau đó quỳ gối xuống, thần sắc cung kính nói, Jere thuộc gia tộc Chris, tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Bùm. Lúc này, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh chỉ cảm thấy như có một đạo sấm sét bổ xuống đỉnh đầu của hai người bọn họ, đánh đến mức hai người bọn họ ngoài khét trong mền. Con người của hai người không ngừng co rút, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt giống như một giấc mơ, hung hăng véo lên người mình một cái, nỗi đau truyền đến từ thân thể nói cho hai người bọn họ biết rằng, những chuyện xảy ra trước mắt đều là sự thật, bọn họ không phải đang nằm mơ. Trong lòng Đường Hạo cùng Đường Dĩnh giống như mặt hồ yên tĩnh đột nhiên không ngừng gợn sóng, ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mặt. Đường Dĩnh hoảng hốt lên tiếng trước, Jere, anh đang làm gì vậy Jere? Đây rõ ràng chính là kẻ thù của chúng ta. Oh shit, motherfucker, đồ tiện nhân nhà cô ngậm miệng lại cho tôi. Tôi không cho phép cô khinh nhờn uy nghiêm của điện hạ. Jere thành kính nói. Ánh mắt Jere khi nhìn Dương Tiêu giống như giáo đồ đang nhìn thấy vị thần minh tôn kính nhát. Đường Dĩnh khó lòng tin tưởng được, cô vội vàng tiền lên phía trước có ý muốn nâng, Jere đứng dậy, nhưng không ngờ được, Jere lại vung tay đẩy ngã cô xuống nền đất. Đem tiện nhân này bắt lại cho tôi, Jere vô tình ra lệnh. Vâng, một đám vệ sĩ châu Âu lập tức đem Đường Dĩnh trói lại. Nhận thấy tình hình không ổn, Đường Hạo xoay người muốn chạy nhưng lại bị đám vệ sĩ này chặn lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sắc mặt Đường Hạo trắng bệch. Sợ đến toàn thân không ngừng run rẩy. Dire quỳ trên mặt đất tôn kính nói, điện hạ, ngài tính xử lý hai tên dã man mạo phạm đến ngài. Có cần tiểu nhân tìm một nơi không người sau đó xử lý sạch sẽ hai người bọn họ. Xử lý sạch sẽ. Nghe thấy lời nói này, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh hai người đều hoảng sợ không ngừng. Jere vậy mà lại vì Dương Tiêu muốn đem hai anh em bọn họ xử lý sạch sẽ, chuyện này cũng quá điên cuồng đi. Ngay vào giây phút này, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh trong đầu không ngừng vang lên từng trận ong ong, trong đầu càng tràn đầy những dấu chấm hỏi. Chẳng phải nói rõ rằng từ đầu Jere sẽ giúp hai người bọn họ thu thập tên phế vật Dương Tiêu này hay sao? Như thế nào lại trở thành giúp Dương Tiêu đối phó với hai người bọn họ chứ? Đứng lên nói chuyện đi, Dương Tiêu thấp giọng nói. Dire nào dám phản kháng lại mệnh lệnh của Dương Tiêu, liền lập tức ngoan ngoãn từ dưới đất đứng lên. Dương Tiêu cũng không ngờ rằng tên Jere này vậy mà lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình, cũng may mắn Đường Mộc Tuyết không có ở bên cạnh, nếu không chuyện này muốn giải thích cũng là một rắc rối to.
Jere cung kính nói, điện hạ, ngài dự tính xử lý hai tên này như thế nào? Jere của ngày hôm nay đối với Dương Tiêu chính là như, thiên lôi chỉ đâu đánh đó, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như, không thể khiến cho Dương Tiêu hài lòng, thì hắn tuyệt đối tiêu tùng. Nên xử lý Đường Hạo cùng Đường Dĩnh như thế nào, Dương Tiêu thật sự có chút khó nghĩ. Hai anh em Đường gia này hết lần này đến lần khác càng quá quất, điều này khiến cho Dương Tiêu đặc biệt bốc hỏa. Chỉ dựa theo tính cách những năm trước đây của Dương Tiêu, nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc, tránh cho hậu họa sau này. Nhưng Đường Dĩnh cùng Đường Hạo dù sao cũng là cháu nội ruột của Đường Lão Thái Thái, trước khi đến đây nhất định đã có đánh tiếng trước với bà ta. Nếu như hai người này đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian này, hoàn toàn có thể tưởng tượng được Đường Lão Thái Thái sẽ phát điên như thế nào, chuyện này cũng không có lợi đối với địa vị của Đường Mộc Tuyết tại Đường gia. Hơn nữa, Dương Tiêu dù sao cũng là một người niệm tình cũ. Đường Lão gia lúc còn sống, đã không ít lần giúp đỡ bản thân hắn, nếu như không nhờ Đường Lão gia, bản thân sẽ không có cách nào cưới được Đường Mộc Tuyết dung mạo như hoa, nếu như bản thân hắn giết chết hai anh em Đường Dĩnh, Đường Hạo, Đường Lão gia có linh thiêng trên trời nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Dưới sự khiếp sợ của Đường Hạo cùng Đường Dĩnh, Dương Tiêu lạnh nhạt nói, cứ xử lý dựa theo những gì vừa rồi hai người bọn họ vừa nói đi. Vâng, Jere vẫy tay ra hiệu. Lúc này một người vệ sĩ trên mặt không chút nể tình tát liên hồi lên khuôn mặt của Đường Hạo cùng Đường Dĩnh. Sau đó người vệ sĩ kia liền cưỡng ép Đường Hạo, Đường Dĩnh đều quỳ trên mặt đất, Đường Hạo vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Dương Tiêu tên phế vật này muốn làm gì chứ? Nếu như bà nội biết được anh dám đối với tôi như vậy, bà nội nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu. Sau khi bị tát liên tục 10 bạt tai, cả khuôn mặt Đường Dĩnh lập tức sưng đỏ, cô ta vừa tức giận vừa xấu hổ nói, Dương Tiêu, cái tên tạp nham này, tôi nhất định sẽ nói lại với bà nội, tôi sẽ kêu bà nội diệt chê anh. Jere phẫn nộ, nhanh như tên bắn chạy đến trước mặt hai người bọn họ hung hăng tát thêm một cái tát nữa. Sau khi bị Jere đánh, nước mắt ủy khuất của Đường Dĩnh không ngừng rơi, Jere, anh tại sao lại đối xử với em như vậy? Em có chỗ nào không đủ tốt hay sao? Jere lạnh lùng nói, tôi nói cho hai người các người biết, nếu như các người dám khinh thường điện hạ. Dù cho điện hạ không muốn mạng của cả hai người, thì tôi cũng sẽ đích thân lấy mạng của cả hêu. Cảm nhận được hàn ý đang tỏa ra từ người Jere, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh triệt để ngậm miệng lại. Bọn họ xuất thân từ Đường gia gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên, căn bản không phải là đối thủ của gia tộc cấp bậc thế giới như gia tộc Chris. Nếu như Jere thật sự đem hai người bọn họ trừ khử, vậy thì không khác gì giết chết một con kiến. Nhìn chằm chằm hai người đang căm như hến. Jere liền khiển trách vài câu, còn không nhanh gọi điện hạ một tiếng ông nội, sau đó chui qua đáy quần của ngài, để cho. Điện hạ tiểu tiện lên mặt các người. Vừa rồi Jere nghe vô cùng rõ ràng, chính miệng Đường Hạo lải nhải muốn Dương Tiêu quỳ gối dập đầu xin lỗi, muốn gọi bọn họ bằng ông nội, bà nội, còn muốn tiểu tiện lên mặt Đường Tiêu. Không cần đây, Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Mặc dù Đường Hạo, Đường Dĩnh vô cùng quá đáng, nhưng Dương Tiêu cũng không ác độc như Đường Hạo vậy. Dương Tiêu cả khuôn mặt lạnh lẽo bước về phía hai người bọn họ, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Dương Tiêu, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh liên tục sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Anh chấm ANS muốn làm cái gì chứ? Đường Dĩnh hốt hoảng nói. Dương Tiêu, tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám làm hại đến chúng tôi, bà nội nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu. Đường Hạo nuốt một ngụm nước bọt, cả khuôn mặt sợ hãi nói. Hiện tại Dương Tiêu đã có Jere chống lưng, hai người triệt để cảm thấy sợ hãi rồi. Giây phút này bọn họ chẳng khác nào cá thịt nằm trên thớt, còn Dương Tiêu chính là dao kéo, nếu như Dương Tiêu nói với Jere muốn thủ tiêu hai người bọn họ, vậy thì kết cục của hai người chỉ cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Dương Tiêu liếc mắt nhìn hai người bọn họ, lạnh giọng nói, Đường Hạo, Đường Dĩnh, ở nơi này tôi nhắc nhở, cảnh cáo hai người một câu, đừng đem sự vô tri của các người lấy ra để thách thức tôi, hôm nay tôi cũng nể mặt Đường Lão gia đã qua đời cho nên quyết định tha cho hai người. Nếu như sau này hai người còn tái phạm, đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình với các người. Trên đầu Bồ Tát còn có ba phần tức giận, chứ đừng nói đến người đó là Dương Tiêu. Còn không nhanh chóng đến xin lỗi điện hạ, Jere phẫn nộ nói. Sau khi bị Dương Tiêu giáo huấn, trong lòng hai người bí bách vô cùng, nhưng bọn họ căn bản không dám chống cự. Xin lỗi, đối diện với sống chết, Đường Dĩnh chỉ đành cúi thấp cái trán kiêu ngạo của mình. Đường Dĩnh đã suy nghĩ kỹ. Chỉ cần bản thân cô hôm nay có thể bình an vô sự trở về, bản thân nhất định sẽ có cơ, hội chỉnh chết Dương Tiêu.
giữ lại rừng xanh không lo không có củi đốt, Dương Tiêu, anh cứ chờ đó cho tôi. Nhìn thấy Đường Dĩnh em gái mình đã nhận sai, Đường Hạo cũng nhanh nhẹn nói, Dương Tiêu, xin lỗi, mong anh lượng thứ cho tôi. Đường Hạo cùng Đường Dĩnh chính là chung một suy nghĩ, chính là giải quyết phiền toái trước mặt này, sau đó quay về suy nghĩ ra cách báo thù Dương Tiêu. Sự sỉ nhục hôm nay, bọn họ xem như đã khắc ghi trong lòng, hai người đối với Dương Tiêu hận đến mức khắc sâu vào trong xương cốt. Bọn họ không tin những lời quỷ quái Dương Tiêu vừa nói, cái gì gọi là nể mặt Đường lão thái thái mới buông tha cho bọn họ chứ. Đây rõ ràng chính là lý do của Dương Tiêu, trên thực tế chính là Dương Tiêu vẫn nghi kỵ uy nghiêm của Đường lão thái thái, không dám đụng đến bọn họ mà thôi. Nhìn hai anh em Đường gia đang cúi đầu bên dưới, khuôn mặt Dương Tiêu không chút gợn sóng. Hắn biết rằng Đường Hạo, Đường Dĩnh từ trước đến nay chỉ biết ức hiếp kẻ yếu đuối, chỉ dám đấu đá trong địa bàn của mình, sau khi bước ra ngoài, người này so với người khác càng hèn nhát. Đối với hai anh em nhà bọn họ, Dương Tiêu thật sự không muốn để tâm đến, hôm nay chính là nể năng mặt mũi Đường lão gia, mới ban tặng cho hai người bọn họ một cơ hội khác. Nếu như còn tái phạm, vậy thì Dương Tiêu thật sự không thể tiếp tục khách khí với hai anh em bọn họ được nữa. Nơi này giao lại cho anh. Dương Tiêu đơn giản giao phó một tiếng, chuẩn bị bước lên xe rời khỏi. Tên Jere này mặc dù có chút càn quấy ngang ngược, nhưng cũng không phải là một kẻ ngốc, hắn vô cùng thông minh, tự biết phân nặng nhẹ, thân phận thật sự của mình hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người khác biết. Mắt thấy Dương Tiêu chuẩn bị rời khỏi, Jere nhanh chóng bước lên trước nói, điện hạ, hôm nay tiểu nhân vô ý xúc phạm đến ngài, ngài xem. Dương Tiêu tất nhiên hiểu rõ Jere này có ý gì, hắn lạnh nhạt nói. Tôi sẽ nói qua một tiếng với Ronan. Cung tiễn điện hạ, Jere giống như được đại xá. Hắn biết rằng Dương Tiêu lúc này đã khoan dung cho hắn, bản thân cuối cùng đã không cần phải chịu sợ hãi nữa rồi. Kính chắn gió bị Đường Hạo đập hai lần, mặc dù không bị đập vỡ nhưng lại xuất hiện vết tích bị phá hoại, nếu như để Mộc Tuyết nhìn thấy, e rằng cô sẽ tra hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dương Tiêu đơn giản liền lái xe đến tiệm 4S, chuẩn bị đổi lại cánh cửa chắn gió mới. Nhìn theo đuôi xe Maserati dần dần biến mất, ánh mắt Đường Hạo cùng Đường Dĩnh chỉ còn lại nét căm hận. Nếu như không phải vì Dương Tiêu, bọn họ cũng sẽ không rơi vào kết cục thảm khốc như thế này. Tất cả đều lên hết cho tôi, đem hai tên có mắt không tròng này đánh một trận tơi bời cho tôi. Jere tức giận hét lên. Cảm nhận được cơn phẫn nộ của Jere, Đường Dĩnh không rét mà run nói, Jere, anh chấm ANS muốn làm gì? Dương Tiêu rõ ràng đã buông tha cho chúng tôi. Jere điên cuồng hét lên, hai tên hỗn đản nhà các người, mặc dù điện hạ đã buông tha các người, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ buông tha cho hai người, lên, đánh một trận thật mạnh cho tôi. Nhìn hai anh em Đường ra trước mặt, Jere liền đùng đùng phẫn nộ. Hắn biết rằng, nếu như không vì cuộc điện thoại của bác trai Ronan đến kịp lúc, e rằng hắn hiện tại đã chôn xác dưới hoàng tuyền rồi. Nghĩ đến đây, Jere làm sao không tức giận được. Hai anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh thảm hại bị hơn 20 vệ sĩ châu Âu vây lại đánh một trận túi bụi. Ác giả ác báo. Tất cả những chuyện này đều do hai người bọn họ tự chuốc lấy, không đáng để xót thương. Đường Dĩnh cùng Đường Hạo hai người bị đánh không nhẹ, toàn thân bầm dập, vô cùng thảm hại chạy trốn về tập đoàn y dược Đường gia. Nhìn thấy cháu trai cùng cháu gái của mình bị đánh ra dạng như vậy, Đường lão thái thái kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, Hạo Hạo, Dĩnh Dĩnh, hai cháu bị làm sao vậy? Bà nội, chúng cháu bị đánh, tất cả cùng vì tên tạp nham Dương Tiêu kia. Đường Hạo khóc lóc tố cáo. Đường lão thái thái sắc mặt đông cứng, tên phế vật Dương Tiêu đánh hai người sao? Còn Jere thì sao? Jere hắn, vừa nhắc đến Jere, nước mắt uất ức của Đường Dĩnh không ngừng tuôn rơi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường lão thái thái sắc mặt âm u cực kỳ. Đường Hạo một năm rõ mười đem kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho Đường lão thái thái. Sau khi nghe xong cả người bà đều không cách nào bình tĩnh được. Vậy mà lại có chuyện như thế này sao? Đường lão thái thái há hốc mồm kinh ngạc. Có thể dễ dàng nhận ra được, đến bản thân Đường lão thái thái cũng không ngờ được rằng Jere vậy mà lại giúp đỡ Dương Tiêu đối phó với Đường Hạo cùng Đường Dĩnh. Đường Hạo khổ sở khóc không ra nước mắt nói, đúng vậy đó bà nội, cũng không biết tên Jere kia lên cơn điên gì, vậy mà lại giúp đỡ tên Dương Tiêu kia để đối phó với chúng cháu, thật là đáng hận. Bọn họ hoàn toàn không bắt được trọng tâm Jere gọi Dương Tiêu là điện hạ, hơn nữa bọn họ căn bản không đem chuyện này để vào mắt. Hai người Đường Hạo, Đường Dĩnh đều cho rằng, Jere đã nổi cơn điên,
vậy mà lại gọi một tên phế vật vô dụng là điện hạ, cho dù là viết kịch bản cũng không dám viết như vậy. Đặc biệt nhất khiến Đường Dĩnh vô cùng thống hận Dương Tiêu chính là, bản thân đã đem đêm đầu tiên của mình cho một người trong gia tộc Đông Hải, nhưng cũng vì Dương Tiêu đã khiến cho vị công tử đó bỏ chạy lấy mình. Lần này, bản thân cô cho rằng đã nhặt được bảo vật, nghĩ rằng bản thân có thể phong phong quang quang gả vào gia tộc cấp thế giới, trở thành đối tượng được ngưỡng mộ của vô số người, càng có thể đem Đường Mộc Tuyết trà đạp dưới chân, nhưng lại vì Dương Tiêu khiến cho giấc mộng tốt đẹp của cô triệt để bị sụp đổ. Nếu như có thể, Đường Dĩnh hận không thể lấy một con dao lập tức đâm chết Dương Tiêu. Bà nội, bà nhất định phải báo thù cho cháu. Jere hiện tại đã không cần cháu nữa rồi, cháu lại bị người khác ruồng bỏ rồi. Đường Dĩnh khóc như nước nở như mưa. Đường lão thái thái tức giận không thôi, nhưng bà cũng không dám trực tiếp gây rắc rối cho Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết hiện tại có Lý Minh Hiên chống lưng, căn bản không động vào được. Còn tên phế vật Dương Tiêu vậy mà lại có được sự bảo hộ từ Jere, cũng là một khúc xương khó cắn. Đường lão thái thái sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, bà căm hận nói, Hạo Hạo, Dĩnh Dĩnh, bà nội hứa với hai cháu, cơn tức giận này bà sớm muộn gì cũng sẽ giúp các cháu đòi lại, đêm nay công ty tổ chức tiệc, đến lúc đó lại nghĩ cách đối phó với đôi cầu nam nữ đó. Vâng, vâng, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh liên tục gật đầu. Bọn họ muốn báo thù, nhưng hiện tại lại không có đủ sức lực. Dương Tiêu lái xe đến cửa hàng 4S, khi vừa xuống xe, hắn liền phát hiện được một bóng dáng xinh đẹp. Bóng dáng xinh đẹp đó cũng nhận ra Dương Tiêu, khi nhìn thấy hắn, người thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều kia kinh ngạc thốt lên, "Âu, Dương Tiêu, anh tại sao lại có mặt ở đây? Không lẽ anh muốn thử độ sâu rộng âm đờ của tôi hay sao?" Người thiếu nữ xinh đẹp này không phải ai khác, chính là Thiên Kim Cung gia, Cung Linh Nhi. Khi nghe thấy câu nói này của Cung Linh Nhi, một đám người có mặt ngoài sảnh lớn không ngừng chấn kinh. Mẹ tôi ơi! Vị thanh niên này là ai chứ? Vậy mà lại muốn thử độ sâu rộng của cái đó của Thiên Kim Cung gia, chuyện này cũng quá chấn động rồi. Dương Tiêu sờ mũi, sờ khóc sờ cười, đời người nơi nào cũng tương phùng, không nghĩ đến hắn chỉ đi thay tắm chắn gió mới thôi cũng có thể gặp được con nha đầu mồm mép không biết suy nghĩ này. Là tài năng âm nhạc, gọi tắt là âm đờ, các vị chớ hiểu lầm. Dương Tiêu thở dài một tiếng sau đó giải thích. Nếu không cả đám người có mặt ở hiện trường nhất định sẽ hiểu lầm, dù sao Cung Linh Nhìn đột nhiên nói một câu cái gì mà thử độ sâu rộng của âm đờ, người khác không hiểu lầm cũng khó. Dù sao, đây cũng là thời đại coi trọng vật chất, khắp nơi đều là kẻ lão làng cùng cao thủ ăn nói, tùy tiện nói vài câu cũng là những chuyện nhạy cảm. Gì thì gì cũng không đi đến nhà trẻ được, trực tiếp hàn chết cửa xe, ai cũng đừng hòng bước xuống. Thì ra là như vậy, cả đám người có mặt ở hiện trường chợt bừng tỉnh. Mặc dù có người suy nghĩ lệch lạc, nhưng cả đám người này ai nào dám lên tiếng, gia thế của Cung Linh Nhi bày ra nơi đó, ai dám chọc ghẹo Cung Linh Nhi so với việc tự tìm cái chết có gì khác biệt. Đôi mắt xinh đẹp của Cung Linh Nhi lóe sáng, giảo hoạt nói, hôm này có thời gian không? Có muốn nghe thử âm đờ của tôi không? Không có hứng thú, Dương Tiêu sờ vào trong túi áo, châm lên một điếu thuốc, sau đó không để ý đến Cung Linh Nhi. Nhìn thấy Dương Tiêu vậy mà lại không để ý đến mình. Cung Linh Nhi tức đến mức giẫm chân bành bạch, nhìn về phía Dương Tiêu nói, anh thật sự không có hứng thú với âm đờ của tôi hay sao? Hừ, nhìn dáng vẻ không chịu buông tha của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu khẽ hỏi nhẹ một tiếng nói, cô có thể chú ý một chút đến hình tượng Thiên Kim Cung gia của mình không? Từng câu từng chữ đều nói đến hai chữ âm đờ, không lẽ thật sự không sợ người khác hiểu lầm hay sao? Làm âm nhạc cũng hiểu được, không làm âm nhạc cũng có thể hiểu được. Cung Linh Nhi kiêu ngạo hừ một tiếng. Tôi chính là nói hai chữ âm đờ thì như thế nào? Ai dám trêu ghẹo tôi, có tin tôi đánh cho hắn ta bỏ ra đất kêu cô nãi nãi hay không? Nhìn khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo của Cung Linh Nhị, Dương Tiêu chỉ biết dở khóc dở cười. Thật ngại quá, tôi đối với âm đờ của cô thật sự không có hứng thú, hôm nay tôi chỉ đến sửa xe mà thôi. Dương Tiêu nói thẳng sự thật. Cung Linh Nhị cả khuôn mặt nghỉ hoặc hỏi lại, thật sự chỉ là sửa xe thôi sao? Tôi rất nghi ngờ chuyện này. Anh chắc chắn không phải là lén lút theo dõi muốn ngã ấp nghé nhan sắc của tôi đấy chứ. Đừng có tự luyến như vậy có được không? Dương Tiêu bất lực nói. Dứt khoát, Dương Tiêu cũng không tiếp tục để ý đến Cung Linh Nhi, quay sang nói với thợ sửa xe chút tình hình. Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự đến đây để sửa xe, Cung Linh Nhi có chút ủ rũ, cô thật sự muốn thăm dò thử khả năng âm đờ của Dương Tiêu. Đúng rồi, đầu óc Cung Linh Nhi chợt lóe lên.
Cô đột nhiên nghiêm túc kéo tay Dương Tiêu nói, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, hôm nay. Bạch Gia Gia Bạch Nguyên Kiệt cùng chị Bạch Du Tĩnh có ghé qua, bọn họ muốn đánh cờ, ông nội nói với tôi, nhất định phải kêu anh ghé qua, ông nội cùng Bạch Gia Gia đối với kỳ nghệ của anh vô cùng có hứng thú. Cùng là một chiêu trò, sử dụng một lần là đủ rồi. Dương Tiêu không chút khách khí nào nói. Lần trước trong buổi biểu diễn âm nhạc của Lãng Lãng, Dương Tiêu đã nhìn ra được chiêu trò của Cung Linh Nhi, lần này lại muốn hắn mắc câu, không dễ dàng như vậy đâu. Cung Linh Nhi tức giận phừng phừng nói, lần này là thật đó, tôi không có lừa anh. Nếu như không tin, tôi có thể gọi điện thoại cho ông nội. Điện thoại rất nhanh đã có người nghe máy, từ phía đầu dây bên kia truyền đến giọng nói già nua của Cung Thiên Kỳ, Linh Nhi à. Cháu hôm nay không phải muốn đi xem chiếc xe Volkswagen Beetle kiểu dáng mới nhất hay sao? Như thế nào lại nhớ đến việc gọi điện thoại cho ông nội rồi? Ông nội đang cùng Bạch Gia Gia của cháu đánh cờ đây. Cung Linh Nhi bĩu môi nói, ông nội, ông quên rồi sao? Sáng sớm hôm nay ông đã nói với cháu rằng phải gọi Dương Tiêu đến, người này hiện tại đang ở bên cạnh cháu, nhưng mà anh ta không tin những gì cháu nói. Ồ, Dương Tiêu cũng đang ở bên cạnh cháu sao? Anh bạn Dương Tiêu mau nhanh chóng đến đây, lão phu hôm nay nhất định phải thỉnh giáo kỳ nghệ của cậu một phen. Cung Thiên Tề sảng khoái cười lớn. Đúng vậy, anh bạn Dương Tiêu, mau nhanh đến đây, đợi lát nữa lại làm trễ nãi giờ cơm chưa đấy. Tiếp theo đó, từ bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Bạch Nguyên Kiệt. Sau khi lần trước Dương Tiêu chiến thắng được Vương Hạo Nhiên, đệ tử chân truyền của Cát Ưu, nhưng điều khiến cho hai người bọn họ chấn kinh chính là Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kiệt đều có hứng thú với kỳ nghệ của hai người bọn họ. Dương Tiêu bất lực chỉ đành nhún vai, hai vị trưởng bối đã nói như vậy rồi, bản thân cũng không thể không đến đó. Cháu cùng em Linh Nhi sẽ lập tức đến đó. Dương Tiêu lắc đầu, cả khuôn mặt cười khổ nói. Sau khi ngắt điện thoại, Cung Linh Nhi liền làm ra một bộ dạng mặt quỷ, lè lưỡi trêu tức hắn, bồ. Anh không phải không tin hay sao? Bây giờ đã tin hay chưa? Cung Linh Nhi mặc dù vô cùng hứng thú với dòng xe Volkswagen Beetle, nhỏ nhắn nhưng không ngang ngược, đặc biệt là còn có chút đáng yêu, khiến cho Cung Linh Nhi vô cùng ưa thích. Hôm nay mục đích của Cung Linh Nhi đến đây chính là xem chiếc xe Volkswagen Beetle yêu thích nhất của mình. Lái xe, cầm lấy chìa khóa, Cung Linh Nhi lập tức tung chìa khóa về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu xem như đã sợ vị cô nãi nãi này rồi, chỉ đành nhận mệnh mà bước lên vị trí ghế lái. Vừa rời khỏi cửa hàng 4S, liền có ba chiếc xe nghênh ngang xông tới. Dương Tiêu kinh ngạc, sau đó đổ một tầng mồ hôi lạnh. Tình huống gì đây? Không lẽ thân phận của bản thân đã bị bại lộ, có người bắt đầu muốn ám sát mình sao? Ba chiếc xe vừa xuất hiện đều là những chiếc siêu xe, chiếc dẫn đầu là một chiếc xe Ferrari màu đỏ, bên trái là chiếc xe SVT Raptor, bên phải là một chiếc Mercedes-Benz G-Class. Chỉ dựa vào khả năng quan sát của Dương Tiêu, vừa liếc mắt liền có thể nhận ra ba chiếc xe vừa xuất hiện này đều đã được cải tạo quả, động cơ kinh người. Vào giây phút nguy hiểm nhất, Dương Tiêu không chút chần chừ, nhanh chóng gạt cần xe, đạp chân ga, bẻ vô lăng, dựa vào ưu thế của dòng xe Volkswagen Beetle dễ dàng lách qua được khoảng giữa chiếc xe Ferrari màu đỏ và chiếc xe SVT Raptor. Tránh thoát khỏi một màn tai nạn xe, Dương Tiêu lạnh giọng nói, bảo vệ tốt bản thân, tôi ra ngoài giải quyết bọn họ. Nhìn thấy Dương Tiêu chuẩn bị bước xuống xe, sắc mặt trắng bệch của Cung Linh Nhi liền khôi phục lại nét hồng nhuận, cô vội vàng kéo tay Dương Tiêu lại, van xin anh đó đại ca, anh bình tĩnh một chút, bọn họ không phải là sát thủ, đám người đó chính là một đám công tử ăn chơi, tên dẫn đầu lái chiếc xe Ferrari màu đỏ chính là đối tượng theo đuổi tôi. Cung Linh Nhi chính là sợ Dương Tiêu vừa xuống xe sẽ cùng người khác ẩu đả, nên lập tức ngăn lại. Người theo đuổi, Dương Tiêu cả mặt ngây ngốc. Vừa rồi cảm xúc Dương Tiêu căng thẳng, nếu như không phải vừa rồi hắn khống chế được tốc độ, e rằng kết cục của hắn cùng Cung Linh Linh cũng không biết đến mức nào. Dương Tiêu bất lực nhìn sang Cung Linh Nhi nói, những người có tiền các người đều lấy mạng nhỏ của mình ra làm trò đùa hay sao? Cung Linh Nhi tức đến mức toàn thân run rẩy, cô hừ giọng nói, Lưu Chiến Thắng chính là một tên thần kinh, tôi đã từng nhiều lần nói bản thân không thích hắn, nhưng hắn chính là mặt dày theo đuổi, tôi cũng không còn cách nào khác. Tiếp theo đó, từ ba chiếc siêu xe kia từ từ xuất hiện nhiều bóng người bước xuống. Người dẫn đầu là một thanh niên nhìn chỉ vừa mới khoảng 20 tuổi, nhuộm một đầu tóc vàng, trên người mặc Armani, trên tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin. Khi nhìn thấy bên cạnh Cung Linh Nhi có một người đàn ông lạ mặt, ánh mắt người thanh niên kia liền lóe lên một tia rét lạnh.
người này chính là Lưu Chiến Thắng, chính là thiếu chủ Lưu gia một trong bốn đại thế gia thành phố Trung Nguyên. Khi nhìn thấy Lưu Chiến Thắng, Cung Linh Nhi không chút bình tĩnh nào, tức giận nói, Lưu Chính Thắng anh đầu óc có bệnh đúng không? Có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Anh giả vờ cái gì chứ? Khoe khoang kỹ năng lái xe của anh hay sao? Anh càng làm như vậy càng khiến cho người khác chán ghét mà thôi. Cung Linh Nhi bình thường cũng rất thích phóng xe, cho nên cô vô cùng hiểu rõ khoảng cách vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Nhìn thấy Cung Linh Nhi tức giận phừng phừng, Lưu Chiến Thắng đắc ý cười, Linh Nhi, em cũng không phải không biết kỹ năng lái xe của anh, yên tâm đi, anh sẽ không làm em bị thương. Nếu như vừa rồi xảy ra chuyện thì anh sẽ không nói như vậy đâu. Dương Tiêu lạnh giọng nói. Vừa rồi chiếc xe Ferrari dẫn đầu tốc độ tuyệt đối đạt đến 200 cây số, trong khoảng cách 250 mét, muốn tránh khỏi việc xảy ra tai nạn xe cộ là việc không thể nào. May mắn kỹ năng lái xe của Dương Tiêu bát phàm, đã tự tăng tốc nhằm tránh xảy ra tai nạn xe cộ này. Lưu Chính Thắng nhìn về phía Dương Tiêu châm chọc nói, người anh em này, anh là ai? Anh đây là đang thách thức với tôi hay sao? Mặc dù những gì Dương Tiêu vừa nói không sai, nhưng một người xuất thân từ bốn đại thế gia của thành phố Trung Nguyên như Lưu Chính Thắng mà nói, khi nghe vào đặc biệt cảm thấy không sảng khoái. Hắn xuất thân từ một trong bốn đại gia tộc lớn, dù cho những nhân vật lớn trong giới thương mại tại thành phố Trung Nguyên này, khi nhìn thấy hắn cũng phải khúm núm, gọi hắn một tiếng Lưu Thiếu. Vậy mà người đàn ông trước mặt mình dám hát ngược lại, điều này khiến cho Lưu Chính Thắng cảm thấy không hài lòng. Tất nhiên, Lưu Chính Thắng vừa rồi nhận được tin Cung Linh Nhi đang ở cửa hàng 4S liền gấp gáp vội vàng chạy đến, hắn căn bản không hề giảm tốc độ, nhưng ai ngờ. Được lúc này chiếc xe Volkswagen Beetle kia lại phóng ra ngoài cửa hàng 4S. Nếu như không phải do người đàn ông trước mặt này phản ứng nhanh đến kinh người, e rằng vừa rồi sẽ thật sự xảy ra tai nạn giao thông. Nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, Lưu Chiến Thắng cũng có chút sợ hãi. Nếu như Cung Linh Nhi thật sự bị mình đụng trúng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được Cung gia sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Dương Tiêu cũng không có ý định cùng đám công tử ăn chơi này quen biết với nhau. Khi nhìn thấy Dương Tiêu vậy mà lại đối với hắn không chút để ý đến, điều này khiến cho Lưu Chiến Thắng nổi giận phừng phừng. Trong mắt của hắn, bản thân nói chuyện với Dương Tiêu chính là vinh dự của Dương Tiêu, nhưng không nghĩ đến người đàn ông trước mặt này so với hắn còn hồng hách hơn. Một đám đàn em đứng phía sau Lưu Chiến Thắng ngược lại tức giận không thôi. Tiểu tử này, cậu như thế nào lại ăn nói như vậy với Lưu Thiếu chứ? Cho cậu 3 giây, mau tổ chức lại ngôn ngữ của mình một lần nữa. Tiểu tử, có biết người đang đứng trước mặt cậu là ai hay? Không, dám mạo phạm đến Lưu Thiếu, cậu là đang chê mạng mình quá dài hay sao? Mau nhanh chóng xin lỗi Lưu Thiếu, nếu không chúng tôi cũng không ngại cho cậu một bài học đâu, cho cậu nếm thử mùi ác độc của xã hội. Cả đám người không ngừng trà sát hai tay vào nhau, giống như nếu như Dương Tiêu không xin lỗi Lưu Chiến Thắng, thì hôm nay nhất định phải trả giá. Cung Linh Nhi lập tức bước lên trước bảo vệ Dương Tiêu, tôi cảnh cáo các người, đừng quá đáng, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Dương Tiêu, tôi đại diện cho cả Cung gia tuyệt đối không buông tha cho các người. Lời này vừa nói ra, Lý Chiến Thắng cùng đám đàn em đứng phía sau triệt để cứng họng. Tứ đại thế gia lấy Cung gia làm chủ, bọn họ tuyệt không dám đắc tội đến Cung Linh Nhi, nếu như bị Cung gia điều ra, vậy thì mọi chuyện rắc rối to rồi. Nhìn Cung Linh Nhi đứng ra bảo vệ Dương Tiêu, Lưu Chính Thắng nổi lên lòng ghen tị. Linh Nhi, tên này rốt cuộc có quan hệ gì với em? Lưu Chính Thắng tức giận đến mức nắm chặt nắm đấm. Đối diện với chất vấn của Lưu Chính Thắng, Cung Linh Nhi cắn nhẹ đôi môi, giống như trong lòng đã đưa ra một quyết tâm lớn. Giây kế tiếp, Cung Linh Nhi đột nhiên ôm lấy cánh tay của Dương Tiêu, bày ra dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng, sau đó lên tiếng, anh chấm ans ấy chính là vị hôn phu của tôi. Thân thể Dương Tiêu nhát thời hóa đá. Hai mắt đờ đẫn, hắn thật sự không ngờ rằng Cung Linh Nhi lại nói những lời này. Cô nãi nãi này, van xin cô đó, có thể không có chuyện gì liền tìm chuyện cho tôi hay không? Vị hôn phu, Lưu Chính Thắng ngây người. Hắn cùng Cung Linh Nhi từ nhỏ đã quen biết nhau, mặc dù không tính là thanh mai trúc mã, nhưng quan hệ lúc bình thường cũng không tệ. Dù sao, bốn đại gia tộc mặc dù cạnh tranh, nhưng có nhiều lúc vẫn là liên kết với nhau. Cung Linh Nhi nhỏ hơn hắn 3 tuổi, từ nhỏ Lưu Chiến Thắng đã thích cô. Từ nhỏ quan hệ hai người không tệ, từ thời thanh xuân niên thiếu, Lưu Chính Thắng đã phát hiện bản thân đã yêu say đắm Cung Linh Nhi. Những năm gần đây,
Lưu Chiến Thắng cũng đã nhiều lần tỏ tình với Cung Linh Nhi, nhưng đều bị Cung Linh Nhi tuyệt tình từ chối. Cung Linh Nhi đối với tên công tử chỉ biết ăn chơi này cũng không tính là chán ghét, dù sao trong các gia tộc lớn ít nhiều đều có dạng người này, bản thân Cung gia cũng không ngoại lệ. Một nửa trong lòng Cung Linh Nhi chính là một đàn ông tài năng âm nhạc cao thâm, cô hy vọng một nửa của mình có thể thấu hiểu cô trên lĩnh vực âm nhạc, trở thành bạn đời tâm linh với mình. Vừa rồi Cung Linh Nhi nói như vậy cũng chính vì muốn cho Lưu Chiến Thắng hết hy vọng với mình, chứ đừng giống như kẹo da trâu dính mãi không buông. Không sai, Dương Tiêu chính là vị hôn phu của tôi. Cung Linh Nhi lại lần nữa chắc chắn lặp lại đồng thời, Cung Linh Nhi cũng thấp giọng nói, nể mặt mũi của ông nội tôi, phối hợp một chút đi. Được thôi, Dương Tiêu triệt để bái phục nha đầu Cung Linh Nhi này. Nhìn chằm chằm về phía Dương Tiêu, hai mắt Lưu Chiến Thắng suýt chút nữa thì bắn ra tia lửa, Linh Nhi, em đừng nói đùa với anh, trò đùa này không vui chút nào đâu, em mới bao lớn chứ. Cung gia gia thương em như vậy, làm sao có thể tìm một vị hôn phu cho em được chứ? Tên tiểu tử này nhất định là đang mạo danh. Ai nói anh ấy là tên mạo danh chứ? Không tin thì anh cứ hỏi ông nội của tôi. Cung Linh Nhi ôm lấy cánh tay Dương Tiêu, hoàn toàn không phát hiện ra khuôn ngực trắng như tuyết của mình đang ma sát với cánh tay của Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng cảm thấy khó chịu, chỉ cần hắn vừa cúi thấp đầu, liền có thể nhìn thấy phong cảnh hoàn toàn khác trên người Cung Linh Nhi. Nhìn khuôn ngực trắng như tuyết của Cung Linh Nhi ép chặt trên cánh tay của Dương Tiêu, hai mắt Lưu Chiến Thắng hiện lên tia máu, nổi trận lôi đình chỉ tay về phía Dương Tiêu nói, tiểu tử, vừa rồi thấy kỹ năng lái xe của anh không tệ. Hôm nay chúng ta thi tài một phen như thế nào? Nếu như tôi thắng, thì từ nay về sau anh phải cút ra khỏi tầm mắt của Linh Nhi, có dám hay không? Không được hèn nhát, nếu là một thằng đàn ông thì thi tài với tôi. Lý Chiến Thắng sớm đã bị những lời này của Cung Linh Nhi khiến cho tức điên lên, hắn bất kể Dương Tiêu cùng Cung Linh Nhi có quan hệ gì, hắn hôm nay nhất định phải ở trước mặt cô hung hăng sỉ nhục Dương Tiêu một phen, hắn phải khiến Cung Linh Nhi nhìn ra ai mới là người đàn ông thật sự. Lòng háo thắng của Lưu Chiến Thắng cực kỳ mạnh, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng chàm đến Cung Linh Nhi. Cung Linh Nhi sau khi nghe những lời này, liếc mắt khinh thường, Lưu Chiến Thắng anh cho rằng anh là ai? Anh nói anh muốn so tài liền so tài sao? Anh thật sự khiến người khác chán ghét, Dương Tiêu chúng ta đi thôi. Vừa rồi nếu như không phải do Dương Tiêu có kỹ thuật lái xe cao, e rằng hiện tại xe cấp cứu 120 đang trên đường đến đây. Tư tưởng chủ nghĩa đàn ông của Lưu Thắng Chiến khiến cho Cung Linh Nhi cảm thấy phiền chán. Nhìn thấy hai người chuẩn bị rời khỏi, hai tay Lưu Thắng Chiến khoanh tay trước ngực vinh váo tự đắc nói, tên kia, anh có phải đã sợ hãi mềm nhũn cả chân rồi không? Anh có được hay không chứ? Nếu là một người đàn ông thì quyết đấu với tôi một trận, anh chạy trốn thảm hại như, vậy so với đồ vô dụng thì có gì khác biệt? Đúng vậy, tiểu tử kia, có cần phải vô dụng đến vậy hay không? Hèn nhát không chiến đấu, anh có phải là đàn ông hay không? Mọi người đừng nói nữa, tôi xem ra tên tiểu tử này chính là ở trước mặt Lưu Thiếu, không sợ đến mức đi ra quần cũng là không tệ rồi. Cả đám người ôm bụng cười lớn, tiếng cười của bọn họ đặc biệt chói tai, giống như Dương Tiêu chính là một kẻ hèn nhát, cả đời này cũng không ngẩng đầu lên được trước mặt bọn họ. Đối với sự châm chọc của đám người này, Dương Tiêu căn bản không hề đẻ trong lòng. Dương Tiêu không biết rằng đã ném trải qua bao nhiêu uất ức, hiện tại đã luyện được một thân tính khí tốt. Nhìn thấy khuôn mặt không chút gợn sóng của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi thắc mắc hỏi, bọn họ nói anh như vậy, anh không tức giận hay sao? Nếu như là trước đây có lẽ sẽ có tức giận, nhưng hiện tại tôi không hề cảm thấy tức giận, nếu không có chuyện gì thì cứ xem nhiều sách một chút, rèn luyện sức khỏe. Dương Tiêu cười nhạt nói. Cung Linh Nhi vô cùng khó hiểu, tại sao phải xem nhiều sách, rèn luyện sức khỏe? Trong mắt Cung Linh Nhi, nam sinh trước mặt nữ sinh đều vô cùng thích giữ mặt mũi, lòng tự tôn của bọn họ đặc biệt mạnh mẽ, càng dễ dàng nảy sinh lòng hiếu thắng. Giây phút này, cô lại tận mắt nhìn thấy Dương Tiêu đối với những thứ như sự sỉ nhục cùng sự thắng thua nhìn đặc biệt hờ hững, điều này khiến cho Cung Linh Nhi cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Dương Tiêu cũng không bao lớn, không lẽ do 5 năm ở dễ tại đường ra đã quen chịu cảnh bị người khác sỉ nhục rồi hay sao? Dương Tiêu bình tĩnh nói. Cũng vì, đọc nhiều sách sẽ giúp tâm bình khí hòa, không cùng đám ngốc đấu khẩu, rèn luyện sức khỏe chính vì để đám ngốc này có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với cô. Hơn nữa, Tổ chức Y tế Thế giới đã nêu ra 4 điểm nền tảng mạnh khỏe, được chia ra làm, vận động, tâm trạng vui vẻ, nghỉ ngơi đủ giấc, dinh dưỡng cân bằng. Cho nên, hai điều phía trước vô cùng quan trọng. Phụt! Nghe Dương Tiêu nói xong,
Cung Linh Nhi không nhìn được bật cười, cười đến mức run rẩy cả người. Cung Linh Nhi thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu lại có thể nói chuyện thất đức đến như vậy, vậy mà lại âm thầm mắng người khác là đồ ngốc. Anh như thế nào lại xấu xa như vậy? Cung Linh Nhi dở khóc dở cười nói. Hỗn đản, Lưu Chính Thắng cũng đã nghe ra được ý trong lời nói của Dương Tiêu, hai cánh mũi tức đến mức muốn phun khói. Lưu Chính Thắng nhanh như tên bắn lao đến chặn trước mặt Dương Tiêu hung hãn nói, tiểu tử, anh con mẹ nó mắng ai là đồ ngốc? Hừ, có người mắng anh sao? Tôi vừa rồi chỉ cùng Cung Linh Nhi đơn giản nói vài chuyện mà thôi. Dương Tiêu bình tĩnh nói. Cung Linh Nhi bĩu môi, hừ giọng nói, đúng vậy. Lưu Chiến Thắng anh cũng đừng tự luyến như vậy. Cũng không có ai nói anh là đồ ngốc, anh kích động như vậy có khác gì so với việc tự nói bản thân mình là đồ ngốc chứ. Nghe thấy Cung Linh Nhi nhận xét hắn như vậy, Lưu Chính Thắng tức đến mức hai lá phổi muốn nổ tung. Được được được, tôi không quan tâm, hôm nay nếu anh không thi đấu với tôi thì đừng hòng rời đi. Nếu là một người đàn ông thật sự thì đấu với tôi một trận, nếu không đừng trách tôi cho người điều tra lai lịch của anh, nếu như ngày nào đi trên đường bị người ta đánh gãy tay gãy chân thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Uy hiếp tôi, sắc mặt Dương Tiêu dần trở nên âm trầm hơn. Hắn vốn dĩ không muốn tự gây chuyện, nhưng không nghĩ đến tên Lưu Chính Thắng này không những cắn hoài không buông còn châm chọc Dương Tiêu. Lưu gia là một trong bốn đại gia tộc Trung Nguyên, tại thành phố Trung Nguyên này có khả năng hô hào vô cùng lớn mạnh. Nếu như tên Lưu Chính Thắng này muốn điều tra bản thân, tuyệt đối là chuyện dễ như bàn tay. Dương Tiêu không sợ Lưu Chiến Thắng đến tìm mình gây phiền phức, hắn chỉ sợ Lưu Chiến Thắng sẽ đến gây phiền phức cho Đường Mộc Tuyết. Xem tình huống này, hôm nay muốn khiêm tốn cũng không được rồi. Cung Linh Nhi tức giận phừng phừng nói, Lý Chiến Thắng anh đừng có quá đáng, cẩn thận tôi sẽ cáo trạng lại với ông nội. Cứ tùy tiện cáo trạng, Lưu Chiến Thắng căn bản không chút sợ hãi. Ông nội của hắn hận không thể để hắn cùng Cung Linh Nhi trăm năm hòa hợp, hai đại thế gia liên minh lại xưng bá trong lĩnh vực thương mại tại thành phố Trung Nguyên. Lưu Chiến Thắng lại một lần nữa nhìn về phía Dương Tiêu lạnh giọng nói, tiểu tử, sợ rồi sao? Được, tôi cùng anh so tài một trận, nếu như anh thua cuộc sau này không được đến quấy rối Cung Linh Nhi, hơn nữa anh cũng phải xin lỗi tôi vì những lời mình vừa nói. Dương Tiêu trầm giọng nói. Nghe thấy những lời này của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi triệt để không cách nào bình tĩnh được, đại ca này, anh đang làm chuyện gì vậy? Anh muốn thi đua xe với Lưu Chiến Thắng, e rằng anh không biết chuyện này đúng không? Lưu Chiến Thắng chính là quán quân đua xe của thành phố Trung Nguyên, thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa xe của anh ta đã được cải tạo qua, mã lực tối đa có thể đạt đến 270, anh như thế nào có thể là đối thủ của anh ta được chứ? Những điều này Cung Linh Nhi nói đều không sai, Lưu Chiến Thắng chính là tuyển thủ đua xe có thực lực mạnh nhất thành phố Trung Nguyên. Dù cho từ tận trong xương cốt của Cung Linh Nhi vô cùng kiêu ngạo, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận kỹ thuật của Lưu Chiến Thắng quả thật vô cùng mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất chính là, chiếc xe Ferrari màu đỏ của Lưu Chiến Thắng mạnh đến mức biến thái. Ferrari 488 Pista Spider, kiểu dáng mới nhất trên thị trường, cộng thêm việc được cải tạo qua, giá trị chiếc xe ít nhất phải lên đến chục triệu nhân dân tệ, thực lực quả xứng tầm dòng xe đua xe thực lực. Về sức mạnh, xe được trang bị động cơ tăng áp V8 3,9 lít cho công suất cực đại lên đến 720 mã lực và mô men xoắn cực đại 770 Nm. Hộp số được kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tốc độ không đến 100 km/h là 2,85 giây và tốc độ nhanh nhất có thể đạt 340 km/h. Sau khi được cải tạo, chiếc xe này đã đạt con số đáng kinh ngạc lên đến là 370 km/h. Nếu như bình thường Dương Tiêu muốn cùng thi đấu so tài với Lưu Chiến Thắng, Cung Linh Nhi cũng không để ý đến làm gì, dù sao khả năng đua xe của cô cũng không phải bốc phét. Chỉ đáng tiếc, Cung Linh Nhi hôm nay lái chiếc xe Volkswagen Beetle ra ngoài, hiện tại bọn họ nếu dùng chiếc xe này để so tài, làm sao có thể là đối thủ với chiếc xe Ferrari 488 được chứ? Lưu Chính Thắng cười chế giễu, được, tôi hứa với anh, nếu như tôi thua, tôi không những không làm phiền đến Linh Nhi. Còn xin lỗi anh, nhưng nếu anh thua thì từ nay về sau phải cút khỏi tầm mắt của Linh Nhi. Dương Tiêu gật đầu, thấp giọng nói, tôi cần vài phút thời gian. Cho anh nửa tiếng cũng không thành vấn đề, Lưu Chiến Thắng cười châm chọc nói. Chiếc xe hôm nay hắn lái đến đây chính là Ferrari 488, là chiếc cải tạo mạnh nhất trong thành phố Trung Nguyên. Ngoại trừ điều này, một thân kỹ năng đua xe của hắn cũng không phải là bốc phét mà ra. Hắn đã từng cùng thần đua xe châu Á học tập một khoảng thời gian, giống như đối diện với loại người Dương Tiêu,
hắn tự tin chỉ cần trong 10 giây có thể đánh bại hắn. Dương Tiêu đi về hướng cửa hàng 4S, sau đó mượn một hộp công cụ. Nhìn thấy Dương Tiêu khi quay lại cầm theo một hộp công cụ, hai mắt Cung Linh Nhi tối xám suýt ngắt xỉu. Cô còn cho rằng Dương Tiêu đến cửa hàng 4S để tìm một chiếc xe chiến đấu cao cấp, nhưng không nghĩ đến tên đàn ông Dương Tiêu này lại lấy về một hộp công cụ. Đại ca, năn nỉ anh đó, anh tìm về một hộp dụng cụ làm gì chứ? Cung Linh Nhi bức bối đến mức không nói nên lời. Nếu như Dương Tiêu hôm nay đua xe thua cuộc, sau đó bị Lưu Chiến Thắng hung hăng sỉ nhục, vậy thì cô cũng vô cùng cảm thấy tự trách. Mặc dù cô có thành kiến với Dương Tiêu, nhưng cô cũng không thể vì nguyên nhân bản thân mà làm liên lụy đến người khác. Dương Tiêu không nóng không lạnh nói, cải tạo xe. Cái gì? Cải tạo xe? Lời này vừa nói ra, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều lập tức thay đổi. Lưu Chiến Thắng càng trở nên điên cuồng cười lớn, cải tạo xe. Tiểu tử, anh là tên hề do khỉ phái đến hay sao? Trong mắt của hắn, quá trình cải tạo xe đặc biệt phức tạp, Dương Tiêu trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể biết được cách cải tạo xe chứ? Rõ ràng chính là nói trò đùa quốc tế. Dương Tiêu căn bản không hề để ý đến những lời châm chọc của đám người Lưu Chiến Thắng, hắn trực tiếp mở mui của chiếc xe Volkswagen Beetle nhỏ nhắn này, sau đó cầm một dụng cụ như chiếc kìm lớn sau đó tiếp tục chỉnh sửa mạch điện. Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự muốn chơi thật, đám anh em phía sau Lưu Chiến Thắng đều cười phá lên. Mẹ ơi, người anh em này đầu óc mắc kẹt rồi đúng không? Có biết rằng việc cải tạo xe này đặc biệt khó khăn hay không? Có thực lực cải tạo một chiếc xe có ai mà không phải là đại sư đỉnh đỉnh đại danh chứ? Anh làm bậy bạ như vậy, cẩn thận lát nữa có thể khiến chiếc xe bốc hỏa. Ha 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 ha, tôi đã thấy được tên tiểu tử này chính là tên hề do khỉ phái đến, thật sự cho rằng bản thân mình là đại nhân vật hay sao? Cả một đám người nhíu mày cười châm biếm, giống như Dương Tiêu chính là một thằng hề đang giả thần giả quỷ. Khuôn mặt tinh tế của Cung Linh Nhi nhất thời đông cứng, cô thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu vậy mà lại biết cải tạo xe, thật sự đem chiếc xe Volkswagen Beetle mới mua của cô cải tạo lại. Khoảng 5 phút sau, Dương Tiêu đóng lại nắp xe, sau đó nhìn Lưu Chiến Thắng nói, có thể rồi. Cung Linh Nhi chết đứng người, nói không nên lời, đại ca này, anh thật sự nghiêm túc đúng không? 5 phút, chỉ cần mất 5 phút anh đã cải tạo xong chiếc xe này rồi. Cung Linh Nhi trước đây cũng đã tận mắt nhìn qua những đại sự cải tạo xe chân chính, nếu bọn họ muốn cải tạo mỗi một động cơ xe thì cũng phải mất từ vài tiếng đến vài ngày cũng là chuyện bình thường. Phì, cả đám người lại lần nữa điên cuồng cười không dứt. Tên tiểu tử này thật sự cười chết tôi rồi, cải tạo xe mà không cần đổi linh kiện, trước sau chỉ cần có 5 phút, anh như thế nào lại lợi hại đến như vậy? Người anh em này, tôi xem anh có chút ngu ngốc đấy. Có phải sau 2 ngày nữa anh sẽ mặc quần đỏ hóa thân thành siêu nhân đi giải cứu cả thế giới hay không? Lưu Chiến Thắng cười châm chọc nói, được, tiểu tử này, anh có bản lĩnh, tôi cũng rất khâm phục trước dũng khí của anh. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không hề có ý giải thích quá nhiều. Hắn trước đây khi còn là bảo đao quốc gia, binh vương đệ nhất của thiên phủ chỉ quốc, có cái gì mà không biết chứ? Chỉ đơn là việc cải tạo xe thì tính là gì chứ? Dương Tiêu bước lên xe, nhìn sang Lưu Chiến Thắng nói đi, điểm cuối là nơi nào? Lưu Chiến Thắng nhìn Dương Tiêu, khinh thường nói, có biết núi Lão Quân không? Điểm cuối cứ chọn là núi Lão Quân đi. Được, Dương Tiêu gật đầu đồng ý. Dương Tiêu tất nhiên đã nghe qua núi Lão Quân, hiện tại núi Lão Quân đã được cải tạo thành đường thí đấu đua xe, chuyện này Dương Tiêu sớm đã nghe qua. Ai ra, mắt thấy Dương Tiêu thật sự muốn thi đấu, Cung Lính Nhí tức đến mức giận chân. Liền lập tức ngồi lên ghế phụ. Cung Lính Nhí cũng không biết thực lực lái xe của Dương Tiêu như thế nào, đợi lát nữa nếu như không được, vậy thì đổi thành cô lái xe vậy, đến lúc đó cũng không thua quá mức khó coi. Ghế lái phụ của chiếc xe Volkswagen Beetle có thêm một người, Lưu Chiến Thắng cũng không muốn chiếm được tiện nghi của Dương Tiêu, liền kêu một người thanh niên tên là Hỗ Tử ngồi lên ghế lái phụ của hắn. Dưới sự hướng dẫn của người khác, hai người liền tiến đến vạch xuất phát. Tuyển thủ hai bên chuẩn bị vào vị trí. Nghe câu nói này, Dương Tiêu liền chậm chạp kéo thắng tay, đồng thời Lưu Chiến Thắng cũng kéo thắng tay, trên khuôn mặt tràn ngập sự châm chọc. Thờ Riu, Tu Ồ, Quan. Chính vào giây phút chuẩn bị xuất phát, Lưu Chiến Thắng nhìn sang Dương Tiêu sau đó giơ lên ngón tay giữa, trên khuôn mặt tràn ngập sự khiêu khích. Gâu, gâu gâu gòn giây kế tiếp, người hướng dẫn bát ngờ vẫy. Tay ra hiệu. Ánh mắt Lưu Chiến Thần nham hiểm. Hắn hung hăng hét lên,
Dương Tiêu Anh là tên phế vật, chuẩn bị cảm nhận tuyệt vọng đi. Chính vào ngay giây phút xuất phát, Lưu Thần Chiến liền đạp lên chân ga, cấp tốc gia tốc. Xoa tô. Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, chiếc xe Ferrari màu đỏ nhanh như tên bắn lao xuất phát về phía trước. Không đến 3 giây sau, tốc độ chiếc Ferrari lập tức đạt đến 100 km/h. Thông qua kính chiếu hậu, Lưu Chiến Thắng có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc xe Volkswagen Beetle không ngừng bị hắn kéo dài khoảng cách. Rác rưởi, Lưu Chiến Thắng vô cùng khinh thường nói. Chiếc xe Ferrari 488 này của hắn đã được cải tạo qua, có thể trong vòng 2 giây liền có thể tăng tốc lên đến 100 km/h. Chỉ một chiếc xe Volkswagen Beetle nhỏ bé, trong mắt Lưu Chiến Thắng không đáng một đồng, nếu như hắn không nhớ sai, thì tốc độ cao nhất của chiếc xe Volkswagen Beetle là 208 km/h, còn chiếc xe Ferrari 488 đã cải tạo qua này của hắn, tốc độ có thể lên đến 370 km/h, gần như gấp đôi với đối phương. Lưu Chiến Thắng không ngừng tăng tốc, càng bỏ xa chiếc xe phía sau. 100m, 500m, 1000m. Trong ánh sáng điện quang, Lưu Chiến Thắng lái chiếc Ferrari 488 biến mất không tung tích, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe thể thao ông ông vang lên từ xa. Trên khuôn mặt Dương Tiêu không chút gợn sóng, tăng tốc một cách rõ ràng rành mạch, tiền về phía núi Lão Sơn. Vươn tay mở nhạc trong xe, một đoạn nhạc êm dịu vang lên. Tăng tốc đổi xó, Dương Tiêu chuyển sang số 4, sau đó giữ vững tốc độ 40 km/h. Trong đầu Cung Linh Nhi lập tức lóe lên, cô vui mừng khấp khởi nói, Dương Tiêu Anh cũng thật là thông minh, vậy mà lại biết dùng cách này để bỏ xa tên quỷ đáng ghét Lưu Chiến Thắng. Dương Tiêu dở khóc dở cười, con bé Cung Linh Nhi cho. Rằng bản thân hắn đang bỏ trồn hay sao? Chỉ đáng tiếc, chỉ cần hắn ứng chiến, cho dù có phải chết hắn cũng phải chết trên đường xung kích. Bỏ trốn, thật ngại quá, không tồn tại chuyện này. Chạy được chưa được bao lâu, Cung Linh Nhi kinh ngạc phát hiện ra Dương Tiêu căn bản không hề có ý muốn bỏ trốn. Ông trời của tôi ơi, anh đang làm gì vậy? Còn không mau chạy sang con đường khác, đợi lát nữa chuẩn bị mát mặt hay sao? Cung Linh Nhi gấp gáp nói. Dương Tiêu cười nhạt nói, bỏ trốn. Xin lỗi, tôi hôm nay đã quyết ý cùng tên Lưu Chiến Thắng so tài một phen. Tôi muốn xem thử thực lực của tay đua xe số 1 Trung Nguyên đến đâu. Cung Linh Nhi bất lực không nói nên lời, muốn so tài với Lưu Chiến Thắng. Volkswagen Beetle so tài với xe Ferrari 488 đã qua cải tạo. Đại ca, anh đang nói đùa với tôi hay sao? Bất kể từ góc độ nào, Dương Tiêu đều không hề có chút tia hy vọng chiến thắng nào. Trừ phi, xảy ra kỳ tích. Anh không phải đã nói rằng phải tâm bình khí hòa, cùng giữ vững tâm trạng vui vẻ hay sao? Cung Linh Nhi tức giận nói. Dương Tiêu cười nói, còn có một câu nói chính là như thế này, kết bạn với những người đơn giản lạc quan, đọc cuốn sách phong phú sáng tỏ, làm việc khiến mình vui vẻ bình lặng, tôi hiện tại đang làm việc mình cảm thấy vui vẻ, lại nói, cô cũng không xem thử kính chiếu hậu. Được Dương Tiêu nhắc nhở, Cung Linh Nhi lúc này mới ý thức được, phía sau đang có một chiếc xe SVT Raptor, cùng một chiếc Mercedes-Benz G-Class. Cung Linh Nhi phẫn nộ tức giận nói, được lắm, tên quỷ đáng ghét Lưu Chiến Thắng vậy mà lại phái người theo đuôi chúng ta. Tên tiểu tử này lái xe chậm như vậy, chỉ 40 km/h thôi. Không lẽ tên tiểu tử này muốn bỏ trốn? Anh em, chăm chú theo dõi, đừng cho tên tiểu tử này chạy trồn mắt. Được thôi, tên tiểu tử này muốn chạy, cũng không cách nào chạy thoát được đâu. Chỉ là một chiếc xe Volkswagen Beetle, không cách nào thoát khỏi chúng ta. Lúc này, người ngồi trên chiếc xe SVT Raptor, cùng chiếc xe Mercedes-Benz G-Class đặc biệt khinh thường. Volkswagen Beetle so tài với xe Ferrari 488 đã qua cải tạo, đây rõ ràng không phải tìm chết hay sao? Cung Linh Nhi nhìn sang Dương Tiêu nói, nếu như anh muốn bỏ trốn, thì anh cứ chạy trước, tôi lát nữa xuống xe ngăn cản bọn họ. Chuyện này vốn dĩ vì cô mà ra, Cung Linh Nhi cũng không muốn Dương Tiêu vì bản thân cô mà mật mặt. Không cần. Lưu Chiến Thắng không phải đã nói rồi sao? Cùng anh ta đường đường chính chính đấu một trận, vậy thì tôi nhất định sẽ đường đường chính chính đấu một trận, dù sao cũng không thể cho người ta có cơ hội mắng tôi là thứ không có tiền đồ. Dương Tiêu hứng thú nói. Cung Linh Nhi điên cuồng nói, được, đại ca, anh muốn so tài thì cứ so tài, nhưng anh tại sao lại không tăng tốc chứ? Anh có biết hiện tại chúng ta đã bị người ta bỏ xa mắt bóng rồi không? Dương Tiêu kinh ngạc nói. Bằng lái xe của cô làm cách nào thi được vậy?
không biết tốc độ trong thành phố là 40 km/h sao? Tốc độ trong thành phố là 40 km/h. Cung Linh Nhi nhìn Dương Tiêu, sắc mặt đông cứng, trong người suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Van xin anh đó đại ca, chúng ta hiện tại đang đua xe, anh còn quan tâm đến tốc độ hay sao? Chính vào giây phút này, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi thật sự có chút xúc động muốn lật tung cả chiếc bàn lên. Đại ca, anh nghiêm túc thật sao? Cung Linh Nhi điên cuồng nói. Thật sự, vô cùng điên cuồng sụp đổ, Cung Linh Nhi giây phút triệt để sụp đỏ. Dương Tiêu cười nhạt nói, tất nhiên. Vừa nói, Dương Tiêu nhắc chân đạp thắng ga, sau đó dừng xe lại. Nhìn thấy Dương Tiêu lại dừng xe lại, Cung Linh Nhi sụp đổ đến mức muốn phun một ngụm máu. Đại ca này, anh lại làm cái gì nữa vậy? Có phải vừa rồi anh đem xe cải tạo sai chỗ nào rồi không? Hiện tại xe có. Phải đã bị hư ở đâu hay không? Cung Linh Nhi gấp gáp hỏi. Từ trong xương cốt của Cung Linh Nhi vô cùng kiêu ngạo, lòng hiếu thắng của cô cũng vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi Lưu Chiến Thắng sỉ nhục Dương Tiêu như vậy, khiến cho Cung Linh Nhi tức giận không gì sánh bằng, cô cũng hy vọng Dương Tiêu đến cuối cùng có thể chiến thắng, cho tên Lưu Chiến Thắng kia một đòn phản kích. Dương Tiêu cười nhạt nói, không phải, đợi đèn xanh đèn đỏ thôi. Đợi, đèn xanh đèn đỏ. OMG, đại ca, anh thật sự là một người tài. Cả khuôn mặt Cung Linh Nhi chướng đỏ, cuối cùng chỉ có thể thốt ra câu nói như vậy. Thời điểm này vậy mà lại còn tuân thủ luật lệ giao thông, Cung Linh Nhi chỉ cảm thấy Dương Tiêu lúc này đang ngồi trên ghế lái chính là một kẻ kỳ lạ không hơn không kém. Cô thật sự bị thao tác của Dương Tiêu làm dọa sợ đến, Cung Linh Nhi giây phút này giống như chịu phải ngàn cú đả kích, á khẩu không nói nên lời. Hai chiếc xe SVT Raptor, cùng chiếc Mercedes-Benz G-Class theo đuổi phía sau đang dần dần rút ngắn khoảng cách, đám anh em Lưu Chiến Thắng cũng cảm thấy bức bối không ngừng. Tên tiểu tử này đang làm trò quỷ gì chứ? Hắn ta đang nghiêm túc chấp hành luật giao thông sao? Tên tiểu tử này đầu óc có bệnh sao? Vậy mà cũng dám thi đua xe với Lưu Thiếu, tôi xem tình hình chúng ta vẫn nên sớm về nhà xem phim não tàn vậy. Nếu như tên tiểu tử này thật sự nghiêm túc chấp hành luật giao thông, vậy thì tên tiểu tử này cũng thật sự là kẻ kỳ lạ, cẩn thận một chút, nói không chừng đây chính là chiến thuật bỏ trồn của tên tiểu tử này đấy. Mặc dù đám người này vô cùng khinh thường Dương Tiêu, nhưng bọn họ vẫn tập trung tinh thần quan sát chiếc xe Volkswagen Beetle phía trước. Dáng xe Volkswagen Beetle thuộc kiểu dáng nhỏ nhắn, nói không chừng lát nữa gặp con đường nhỏ hẹp nào đi liền lập tức lẫn trốn, kiểu dáng xe của bọn họ khá lo lớn, nếu gặp những con đường nhỏ hẹp thì có khả năng không cách nào chạy vào bên trong. Cung Linh Nhi do dự một chút nhưng vẫn nói, mặc dù chắc chắn sẽ thua, nhưng tôi cũng muốn Lưu Chiến Thắng nhìn thấy tinh thần của tuyển thủ đua xe, Dương Tiêu, chúng ta đổi vị trí cho nhau. Không đổi, tôi đã nói đường đường chính chính thi đấu chính là đường chính chính thi đấu, lại nói, hươu chết trong tay ai còn chưa biết được đâu. Khóe môi Dương Tiêu nhét lên nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Cung Linh Nhi lại một lần nữa căng cứng, cô chỉ cảm thấy nếu như cứ tiếp tục nói chuyện với Dương Tiêu như thế này cô thật sự có khả năng nội thương. Người ta đã bỏ xa anh mắt dạng, vậy mà anh còn có thể nói đến sau cùng hươu chết trong tay ai còn chưa biết. Đại ca này, anh xác định rằng bản thân không đang nói đùa đúng không? Hổ tử, nhìn xem chiếc xe Volkswagen Beetle kia đã đuổi kịp hay chưa? Lưu Chiến Thắng ngồi trên ghế lái lúc này đang dẫn trước vừa lái chiếc xe Ferrari vừa châm chọc. Hổ tử lúc này ngồi trên ghế lái phụ cũng cười châm biếm nói, Lưu Thiếu cậu suy nghĩ nhiều rồi, tên tiểu tử kia dù cho có lấy ra sức uống sữa cũng không cách nào đuổi kịp được chúng ta. Cứ yên tâm đi, cuộc so tài này chúng ta thắng chắc rồi. Cũng phải, chỉ là một chiếc xe Volkswagen Beetle mà cũng muốn vượt qua chúng ta, thật sự là chuyện lạ lùng. Lưu Chiến Thắng cười khinh bỉ nói. Dương Tiêu lái chiếc xe Volkswagen Beetle, liên tục dừng vài lần đèn xanh đèn đỏ. Cung Linh Nhi lúc này cũng gấp gáp nói, tôi nói này đại ca, anh nếu như cứ chạy như vậy, đợi lát nữa, anh đi qua hết đèn xanh đèn đỏ của con đường này, thì người ta cũng đã đến điểm kết thúc rồi. Dương Tiêu thấp giọng nói. Đợi lát nữa vượt qua đèn giao thông này chính là bắc khu của thành phố Trung Nguyên, tôi không muốn ức hiếp cậu ta, cho anh ta một cơ hội, nhà đầu nhà cô nhớ ngồi vững đó. Cho anh ta một cơ hội, không muốn ức hiếp anh ta. Khi nghe thấy những lời này, Cung Linh Nhi suýt chút nữa ngất xỉu sang một bên. Xin anh đó đại ca, anh có thể nào đừng giả vờ như vậy được không? Đối thủ anh đang đối diện chính là tuyển thủ đua xe số 1 Trung Nguyên, Lưu Chiến Thắng đó.
Người ta đã bỏ xa anh hơn 18.000 cây số, anh vậy mà lại nói là nhường nhịn người ta, Cung Linh Nhi giây phút này đặc biệt nghi ngờ không biết trong đầu Dương Tiêu đang chứa thứ gì. Đột nhiên, đèn giao thông phía trước đột nhiên chuyển sang màu xanh. Ngồi vững, vào giây phút nhìn thấy đèn giao thông chuyển màu, ánh mắt Dương Tiêu lóe lên một tia sáng, khí chất toàn thân lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cung Linh Nhi tuyệt vọng nói, ngồi vững rồi thì như thế nào? Cuối cùng vẫn không phải thua sao, A An. Vẫn chưa đợi Cung Linh Nhi nói dứt lời, chiếc xe Volkswagen Beetle lập tức bùng nổ như một con thú dữ đang say ngủ. Giây phút đó, mạch điện không ngừng vận hành, nhiệt độ thân xe không ngừng tăng lên. Soạt. Giây phút đó, chiếc xe Volkswagen Beetle gần như vút bay. Dương Tiêu nhanh chóng đổi cần gạt, trực tiếp gạt lên mức cao nhất, nhấc chân đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng phóng như tên bắn. 40 km/h, 80 km/h, 100 km/h. Chưa tới một giây tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã đạt đến con số 100, nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Cung Linh Nhi căn bản chưa ngồi vững, thân thể có chút mất khống chế, mắt thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, phong cảnh mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, Cung Linh Nhi triệt để bị dọa sợ, cô như thế nào cũng không ngờ đến rằng, Dương Tiêu vậy mà lại đột nhiên tăng tốc. Chỉ trong vài giây mà tốc độ có thể tăng lên đến 100. Tôi không nhìn sai chứ? Trong lòng Cung Linh Nhi không ngừng dâng lên từng cơn sao động. Không lẽ chiếc xe Volkswagen Beetle này đã được Dương Tiêu cải tạo thành công rồi sao? Không lẽ tiếp sau đây sẽ có kỳ tích xảy ra? Nhìn thấy sườn mặt kiên nghị của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra, bản thân cô vẫn quá xem thường người đàn ông này rồi. Tiếp sau đó anh ta sẽ mang đến cho cô bất ngờ gì nữa đây? Nghĩ đến chiếc xe Volkswagen Beetle này có thể vượt qua được chiếc xe Ferrari 488, trong lòng Cung Linh Nhi chỉ cảm thấy đặc biệt điên cuồng. Chiếc xe trị giá 20.000 có thể vượt qua xe đua trị giá hơn chục triệu nhân dân tệ, chuyện này thật sự khiến người ta nghe rợn cả người. Tốc độ cùng kích thích, chuẩn bị bắt đầu, ngồi vững. Dương Tiêu lại một lần nữa nhắc nhở. Được được, ngồi vững rồi. Cung Linh Nhi nghiêm túc nhìn Dương Tiêu, ý thức được tóm lấy đai an toàn. Cô chính là sợ Dương Tiêu gây ra chuyện ngoài ý muốn, đợi lát nữa sẽ xảy ra tình huống lật xe người tung bay. Ong, ong, ong. Lần này, Dương Tiêu kiên quyết đạp chân ga đến cùng, tốc độ chiếc xe Volkswagen Beetle nhát thời bùng nổ. 130 km/h, 150 km/h, 180 km/h, ôi mẹ của tôi ơi. Cả người Cung Linh Nhi đều hoảng sợ. Tốc độ cao nhất của chiếc xe Volkswagen Beetle này có thể đạt đến 208 km/h, không nghĩ đến Dương Tiêu lại có thể điên cuồng đến như vậy, vậy mà lại tăng tốc nhanh như vậy. Tốc độ xe đạt đến con số 200, chiếc xe Volkswagen Beetle lúc này rõ ràng có dấu hiệu lay động. Không còn cách nào khác, kiểu dáng Volkswagen Beetle nhỏ bé, trọng lượng nhẹ, dưới dòng khí lưu gấp gáp, dễ xảy ra tình huống lật xe. Đôi mắt Dương Tiêu khóa chặt tầm nhìn phía trước, tốc độ xe không ngừng tăng lên. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ dần dần trở nên mờ ảo. Mẹ ơi, mẹ ơi, Cung Linh Nhi chỉ cảm thấy thân thể bay bổng, trái tim của cô như mắc nghẹn lại nơi cần cổ. Khóe môi Dương Tiêu nhếch nhẹ, giống như không hoàn toàn để ý đến chuyện này. Tốc độ cùng kích thích bắt đầu biểu diễn, hỏa lực toàn bộ đều mở hết công suất. Lưu Chiến Thắng lúc này đã bỏ xa Dương Tiêu ở phía sau. Cả khuôn mặt hắn tràn đầy sự châm chọc nói, tiểu tử, muốn đuổi theo tôi sao, cứ chờ đến kiếp sau đi. Giống như, cuộc thi đầu này hắn đã nắm chắc 9 phần thăng trong tay, việc Dương Tiêu thua cuộc là không có gì đáng để bàn cãi. Cung Linh Nhi có thể cảm thấy thân thể không ngừng bay bổng, cô run rẩy nói, đại ca, tốc độ xe hiện tại là bao? Nhiều rồi. Cung Linh Nhi cũng có một chiếc xe được cải tạo qua, tốc độ cao nhất có thể đạt đến 340 km/h. Nhưng chiếc xe cải tạo đó của cô thuộc dạng xe đua, nhưng khi đạt đến tốc độ 340 km/h, chiếc xe sẽ không bị rung lắc, dù sao trọng lượng của xe đua vẫn ở đó. Nhưng chiếc xe mà Dương Tiêu đang lái lúc này thuộc dòng Volkswagen Beetle nhỏ gọn, hiện tại phóng với tốc độ cao như vậy vô cùng nguy hiểm, cho nên Cung Linh Nhi chính là sợ chiếc xe sẽ bị lực cản lật tung. Tốc độ hiện tại khoảng hơn 300 rồi, Dương Tiêu thấp giọng nói. OMG! Vừa rồi vẫn đang ở 180 km/h, hiện tại đã hơn 300 km/h rồi sao? Đại ca này, anh là ma quỷ hay sao? Cung Linh Nhi kinh ngạc thốt lên.
Ánh mắt cô lúc này nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn một tên quái vật, có thể đem tốc độ chiếc xe Volkswagen Beetle nhỏ nhắn này ra tốc lên hơn 300 km/h, các đại sư cải tạo xe có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi. Điều quan trọng nhất chính là, Dương Tiêu vừa rồi chỉ mất hơn 5 phút để cải tạo lại chiếc xe này, chỉ trong 5 phút lại có thể cải tạo tốc độ của chiếc xe đạt đến ngưỡng 300 km/h, đây quả thật chính là chuyện mà chỉ có quái vật mới làm ra được. Dương Tiêu nhếch môi nói, không, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bắt đầu, anh chấm ANS đừng nói với tôi anh còn muốn tăng tốc. Tôi vẫn chưa muốn chết. Cung Linh Nhi rụt cổ lại, sợ đến mức suýt bật khóc. Dòng xe Volkswagen Beetle có thể đạt đến tốc độ hơn 300 km/h, trước mắt đừng nói như thế nào làm được, chỉ dựa vào lực cản của không khí đối với chiếc xe này cũng vô cùng khó khăn. Nếu như còn tiếp tục tăng tốc, hậu quả đáng sợ phía sau căn bản không cách nào tưởng tượng ra được. Dưới sự thao tác của Dương Tiêu, chiếc xe Volkswagen Beetle như vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế không ngừng xông lên phía trước. Bùm! Một tiếng nổ chói tai lập tức vang lên, tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle lúc này đã đạt đến ngưỡng tốc độ kinh người. Mẹ của tôi ơi, ông trời bảo hộ cho cái mạng nhỏ này có thể bình an vô sự. Cung Linh Nhi trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cô sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, Cung Linh Nhi thật sự, không ngờ đến Dương Tiêu có thể điên cuồng đến mức này. Chiếc xe Ferrari của Lý Chiến Thắng tốc độ cao nhất là 370 km/h. Hiện tại chiếc xe Volkswagen Beetle này tuyệt đối không yếu thế hơn so với thời kỳ đỉnh cao của chiếc xe Ferrari này. Kít kít kít. Bánh xe cùng mặt đường xảy ra ma sát mãnh liệt, một lượng lớn cát bụi trên mặt đường không ngừng bị thổi hóc lên, chiếc xe Volkswagen Beetle giống như một tia sáng xẹt ngang. Phong cảnh hai bên đường chợt lóe lên rồi biến mất, trái tim của Cung Linh Nhi giống như mắc nghẹn lại nơi cần cổ. Cô thật sự muốn cướp lấy vô lăng trong tay Dương Tiêu, nhưng cô quả thật không dám. Cô chính là sợ sẽ ảnh hưởng đến anh ta, sau đó dẫn đến bi kịch lật xe. Điên rồi, thật sự là điên rồi, tốc độ của tàu cao tốc cũng chỉ hơn 300, anh rốt cuộc là đua xe hay dẫn tôi đi tìm cái chết vậy? Cung Linh Nhi có chút hối hận khi ngồi trên xe Dương Tiêu. Cô hiện tại muốn xuống xe, chỉ đáng tiếc cửa xe đã bị khóa trái, cũng như với tốc độ như thế này, cô căn bản không có cách nào bước xuống. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Chiếc xe Volkswagen Beetle lúc này đã không ngừng lắc lư trên đường, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lật xe. Tốc độ chiếc xe càng ngày càng tăng, ý chí chiến đấu của Dương Tiêu càng ngày càng sôi trào. Những năm tháng chấp hành nhiệm vụ, Dương Tiêu đã từng cải tạo một chiếc xe bánh mì đạt đến tốc độ hơn 500 mã lực, đây mới thật sự là cuộc chiến đua xe với tử thần, tốc độ hơn 300 mã lực hiện tại thì được tính là gì? Chiếc xe Volkswagen Beetle đột nhiên nhảy bật lên. Trực tiếp cắt đuôi hai chiếc xe SVT Raptor, cùng chiếc Mercedes-Benz G-Class phía sau. Mẹ nó, tôi không bị hoa mắt chứ? Người thanh niên lái chiếc xe Mercedes-Benz G-Class phía sau khuôn mặt nghệt ra nói. Xe của hai người bọn họ thật sự có thể đạt đến tốc độ hơn 300 mã lực sao? Chuyện, chiếc xe đó chính là dòng xe Volkswagen Beetle đúng không? Đây rõ ràng chính là dòng xe đua mới ra trên thế giới đi. Thanh niên lái chiếc xe SVT Raptor phía sau cũng ngơ người. Lúc này bọn họ lập tức liên lạc với Lý Chiến Thắng, khiến cho hắn nhất thời cũng ngây người, bị bỏ rơi rồi sao? Tốc độ của Volkswagen Beetle có thể đạt đến hơn 300 mã lực. Cái này là thứ gì chứ? Xem Volkswagen Beetle như xe đua cấp cao hay sao? Nói đùa kiểu gì chứ? Nhất định là do hai tên khốn kia lạc mát giấu Dương Tiêu mới cố ý ăn nói bậy bạ như vậy. Lưu Chiến Thắng tức giận đập mạnh lên vô lăng trước mặt. Trong mắt của hắn, tốc độ Volkswagen Beetle cao nhất chỉ có thể đạt đến hơn 200 mã lực, căn bản không thể nào vượt lên hơn 300 mã lực. Hỗ Tử lúc này đang ngồi trên ghế phụ liền hỏi, Lưu Thiếu, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Có cần quay đầu xe tóm tên tiểu tử kia không? Tóm, tóm cái lông chứ tóm, người đã chạy mất rồi. Lưu Chiến Thắng tức giận mắng. Thành phố Trung Nguyên có hơn hàng ngàn người. Nhưng cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người tên là Dương Tiêu, muốn tìm một người tên Dương Tiêu không khác nào mò kim đáy biển. Hắn biết rằng thành phố Trung Nguyên có một danh tiếng rất tệ cũng tên là Dương Tiêu, chính là người chồng phế vật của đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên Đường Mộc Tuyết. Có điều, Lưu Chiến Thắng tuyệt đối sẽ không đem Dương Tiêu liên tưởng đến trên người kia. Nghĩ đến việc Cung Linh Nhi cùng Dương Tiêu thân mật như vậy, Lưu Chiến Thắng không nhịn được mà tức giận. Hận, một cỗ hận ý ngút trời bốc lên từ trong cơ thể của Lưu Chiến Thắng. Hỗ Tử lòng đầy căm phẫn nói, tên tiểu tử đó cũng thật là đê tiện.
Trên khuôn mặt Lưu Chiến Thắng hiện lên một tia nham hiểm nói, tôi mặc kệ, tôi nhất định phải cho tên tiểu tử đó trả giá đắt, đợi lát nữa đem băng ghi hình trên xe đi điều tra, đem hình dáng của tên đó đăng lên mạng, cho dù dùng người thật để điều tra cũng phải điều tra ra cho tôi, dám khinh nhòn Linh Nhi, mẹ nó tôi phải đánh gãy cái chân số 3 của hắn. Cuộc thi lúc này đã mất đi ý nghĩa, Lưu Chiến Thắng liền chỉnh tốc độ về 80 km/h. Lưu Thiếu Anh cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi quyết. Đợi khi tìm được tên tiểu tử kia, tôi nhất định sẽ cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không yên. Hỗ Tử căm phẫn nói. Bùm! Đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng động cơ cực kỳ chói tai. Bọn họ bình thường đua xe, nên chỉ cần vừa nghe liền có thể phân biệt được đây chính là âm thanh động cơ phát ra. Lưu Chiến Thắng nhíu mày thấp giọng nói, Hổ Tử, cậu có nghe thấy tiếng động cơ đang vang lên không? Có nghe thấy, Lưu Thiếu này, không lẽ chính là tên tiểu tử kia? Hổ Tử to gan suy đoán nói. Không, không có khả năng đó. Tên tiểu tử kia không phải đã bỏ trốn rồi sao? Không lẽ chiếc xe Volkswagen Beetle kia có thể đạt đến vận tốc hơn 300 km/h sao? Lưu Chiến Thắng khó lòng xác nhận được. Soạt! Chính vào lúc hai người bọn họ vẫn còn đang hoài nghi, thì từ cua quẹo phía sau có bóng dáng của chiếc xe Volkswagen Beetle đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hai người bọn họ. Volkswagen Beetle, thông qua kính chiếu hậu, Lưu Chiến Thắng rõ ràng có thể thấy được một chiếc xe Volkswagen Beetle với tốc độ nhanh như tên bắn đang lao về phía bọn họ. Hổ Tử liếc mắt về phía gương chiếu hậu, nhịn không được kinh ngạc nói, ôi mẹ của tối ơi! Lưu Thiêu, thật sự là Volkswagen Beetle. Tên tiểu tử kia vậy mà lại thật sự có thể đuổi theo kịp chúng ta. Nhanh như chớp, chiếc xe Volkswagen Beetle đã thành công đuổi kịp chiếc xe Ferrari 488. Có kinh ngạc hay không? Dương Tiêu cười châm chọc nói. Nhìn thấy chiếc xe Volkswagen Beetle không ngừng đuổi sát, hai mắt Lưu Chiến Thắng như muốn nổ ra từng đốm lửa. Mẹ nó, thật không ngờ rằng tên tiểu tử này vậy mà lại mang đến một sự kinh ngạc lớn như vậy đến cho tôi, muốn đẻ bẹp tôi sao? Không có khả năng, sau khi xác định được phía sau chính là chiếc xe Volkswagen Beetle do đích thân Dương Tiêu lái, trong mắt Lưu Chiến Thắng liền hiện lên một tia điên cuồng, hắn trực tiếp chuyển sang chế độ cải tạo. Rumo chỉ trong giây phút đó, chiếc xe Ferrari màu đỏ như một con bò được điên cuồng, lấy tốc độ như sấm sét phóng về phía trước, tốc độ trong giây lát đạt đến mức 370 km/h. Muốn vút xa tôi hay sao? Thật xin lỗi, không có cửa đâu. Ý chí chiến đấu của Dương Tiêu dâng cao. Lưu Chiến Thắng hôm nay nếu muốn vứt xa hắn, căn bản không có chuyện đó xảy ra. Mặc dù anh đã chuyển sang chế độ cải tạo, nhưng tôi lúc này cũng đã mở hết hỏa lực. Ánh mắt Dương Tiêu lóe lên một tia lạnh lùng, anh thao tác chiếc xe Volkswagen Beetle, chiếc xe lúc này dưới sự điều khiển của anh triệt để bước vào trạng thái điên cuồng. Sau đó, vang lên một tiếng động cơ cực chói tai, chiếc xe Volkswagen Beetle không ngừng phóng vụt đi. 360 km/h, 380 km/h. Ồ, chính vào giây phút này, chiếc xe Ferrari cùng chiếc xe Volkswagen Beetle như hóa thành hai tia chớp, tranh giành thắng thua khó lòng phân định. Ánh mắt Lưu Chiến Thần lóe lên một tia tức giận, hắn điên cuồng nói, Dương Tiêu, tôi dù sao cũng là chiến thần đua xe của thành phố Trung Nguyên, muốn thắng được tôi, cứ nằm mơ giấc mộng xuân thu của anh đi. Vào ngay giây phút Lưu Chiến Thần buông lời ngông cuồng, thì đã có một chuyện hết sức kinh ngạc xảy ra. Dương Tiêu điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle lại một lần nữa điên cuồng lao đến, tiếng ầm ĩ phát ra từ động cơ chấn động đến thính giác của người khác, nhiệt độ của chiếc xe không ngừng tăng lên. Bùm! Trong giây phút như chỉ mảnh treo chuông này, chiếc xe Volkswagen Beetle lại một lần nữa trở nên điên cuồng. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó chứ! Mắt nhìn thấy chiếc xe Volkswagen Beetle không ngừng rút ngắn khoảng cách với mình, mi mắt Lưu Chiến Thắng điên cuồng chớp nháy. Hổ Tử há hốc mồm, trực tiếp có thể nhét đầy bón đến 5 quả trứng gà. Chuyện này, tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle lại có thể nhanh hơn cả Ferrari hay sao? Nếu vậy không phải là hiện tại tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã vượt qua 370 km/h rồi hay sao? Chuyện này có chút khủng bố. Cung Linh Nhi mặc dù cả khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào, nhưng khi cô nhìn thấy chiếc xe Volkswagen Beetle không ngừng đuổi kịp theo chiếc xe Ferrari đỏ, cả người cũng kinh ngạc chấn động, ông trời tôi ơi! Vậy mà thật sự đuổi kịp sao? Dương Tiêu, anh quả thật chính là thiên tài. Có thể cải tạo chiếc xe Volkswagen Beetle đến mức này, e rằng trên thế giới chỉ có tên biến thái như Dương Tiêu mới có thể hoàn thành được thôi.
Dương Tiêu nhếch môi cười, tốc độ xe dần đạt đến 400 km/h, điều này kích thích đến một cỗ nhiệt huyết nguyên thủy trong người hắn. Khoảng cách giữa hai chiếc xe không ngừng được rút ngắn. 1.000 mét, 500 mét, 200 mét. Nhìn thấy chiếc xe Volkswagen Beetle không ngừng áp sát, trên trán Hỗ Tử không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nghệt mặt ra nói, Lưu Thiếu, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào đây? Cậu hỏi tôi vậy thì tôi biết hỏi ai bây giờ? Lưu Chiến Thắng ngây người. Tốc độ cao nhất của chiếc xe Ferrari này cũng chỉ có thể đạt đến mức 370 km/h, đối phương lại gần đến 400 km/h, hai chiếc xe này căn bản không cùng đẳng cấp. Lưu Chiến Thắng là một kẻ vô cùng háo thắng, hắn không cho phép bản thân sẽ thua trong cuộc thi này. Đến lúc biểu diễn kỹ năng thật sự rồi, ánh mắt Lưu Chiến Thắng lóe lên một tia nham hiểm. Giây kế tiếp, hai tay Lưu Chiến Thắng lập tức di chuyển, chiếc xe Ferrari dưới sự khống chế của hắn vững vàng tiếp tục phóng về phía trước. Chiếc xe của hắn là Ferrari, cho dù xe của Dương Tiêu có đụng trúng xe hắn, thì người chết nhất định là Dương Tiêu, tuyệt đối không phải hắn. Chỉ dựa vào túi hơi an toàn của Ferrari, giữ lại một mạng sống của hắn tuyệt đối không có vấn đề gì, còn Dương Tiêu trong chiếc xe Volkswagen Beetle thì cũng khó nói. Nhìn thấy Lưu Chiến Thắng sống chết không màng cứ chắn trước đầu xe của Dương Tiêu, kiên quyết không chịu nhường đường, Dương Tiêu không thể không giảm tốc độ, sau đó tìm một cơ hội vượt qua. Nếu đối chọi trực tiếp khẳng định không được, chiếc xe Volkswagen Beetle này căn bản không kiên cố bằng Ferrari. Dương Tiêu chỉ đành chờ cơ hội vượt qua, Lưu Chiến Thắng thông qua kính chiếu hậu, liền vững vàng khống chế tình hình phía trước. Hai chiếc xe giống như hóa thành hai luồng sấm sét, không ngừng phóng như bay về phía trước. Giống như hành trình trong vòng một phút, hai chiếc xe này không ngừng tiến về bãi đua xe núi Lão Quân. Nhìn thấy chiếc xe Volkswagen Beetle chỉ có thể theo đuôi phía sau, Hỗ Tử hưng phấn nói, chiêu này của Lưu Thiếu thật tuyệt diệu. Chỉ cần chúng ta cứ không ngừng chặn trước mặt bọn họ nếu muốn vượt qua chúng ta cũng là chuyện khó hơn lên trời. 1.000 mét kế tiếp có một con dốc, chỉ cần vượt qua con dốc đó chính là bãi đua xe núi Lão Quân. Chúng ta thắng chắc rồi, Lưu Chiến Thắng nắm chắc vô lăng. Hắn dù sao cũng là chiến thần đua xe của thành phố Trung Nguyên, lấy được danh hiệu chiến thần đua xe này tuyệt đối không chỉ dựa vào tốc độ lái xe, còn dựa vào kỹ năng. Chính vào giây phút này, đường đua núi Lão Quân đã đông nghẹt người chen chúc, đưa mắt nhìn ra xa, ít nhất cũng phải hơn 1.000 người. Hơn nữa, xung quanh bãi đua xe phải có hơn 4 đến 500 chiếc xe đua, mỗi chiếc xe đua đều có giá trị bất phàm. Có nhiều người đã mặc lên áo bảo hộ đua xe, chỉ đơn giản đang đứng chờ sự xuất hiện của Lưu Thần Chiến. Ai cũng biết rằng, hôm nay chính là cuộc thi kỹ năng đua xe của thành phố Trung Nguyên, được ủy quyền tổ chức. Lưu Thần Chiến chính là chiến thần đua xe thành phố Trung Nguyên, người muốn đạp hắn xuống dưới chân cũng không ít. Cuộc thi đua xe này chính là cuộc thi có quy mô lớn nhất thành phố Trung Nguyên, cũng vì hôm nay chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam Lý Đông Bằng cũng có mặt ở nơi này. Thành phố Trung Nguyên chính là một thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, thành phố Trung Nguyên có chiến thần đua xe Trung Nguyên, tỉnh Hà Nam tất nhiên cũng có chiến thần đua xe tỉnh Hà Nam. Mặc dù kỹ thuật lái xe của Lưu Thần Chiến không tệ, nhưng đứng trước mặt Lý Đông Bằng thật sự không đáng nhắc đến. Ông, dưới sự chờ đợi của tất cả tuyển thủ đua xe, tiếng động cơ nóng nảy phát ra từ động cơ xe không ngừng vang lên. Đến rồi, Lưu Thần Chiến đến rồi. Khi nghe thấy âm thanh đỉnh tai nhức óc phát ra từ tiếng động cơ, hiện trường có không ít tuyển thủ đua xe đặc biệt hưng phấn. Nhìn con dốc không đến 200 mét, Lưu Thần Chiến cười lạnh một tiếng, Dương Tiêu, thật ngại quá, cuộc đua xe này tôi thắng chắc rồi. Điều khiển tốc độ xe giữ vững ở tốc độ 370 km/h, Lưu Thần Chiến điều khiển chiếc xe Ferrari hướng về phía con dốc phía trước. Dưới khoảng cách ngắn như vậy, Dương Tiêu căn bản không có khả năng vượt qua hắn, cuộc thi đấu này hắn không thể nào thua cuộc. Trừ phi, có kỳ tích xảy ra. Thật đáng tiếc, trên đời này làm gì có nhiều điều kỳ tích như vậy. Trong tâm trí Lưu Chiến Thắng lúc này đã suy nghĩ ra được lát nữa đây sẽ sỉ nhục Dương Tiêu như thế nào rồi, khiến cho mặt mũi của Dương Tiêu trước mặt Cung Linh Nhi đều mất sạch. Tiêu rồi, chúng ta thua chắc rồi, Cung Linh Nhi tuyệt vọng nói. Chỉ với một khoảng cách ngắn như vậy, đối phương còn không nhường đường, bọn họ căn bản không có chút hy vọng chiến thắng nào trong cuộc thi này. Dương Tiêu hoàn toàn không để ý gì đến Cung Linh Nhi, khóe môi nhét lên một nụ cười tự tin, không tệ, Lưu Chiến Thắng, đã đến lúc bắt đầu biểu diễn kỹ thuật thật sự rồi. Giây kế tiếp, ánh mắt Dương Tiêu đột nhiên lóe lên một tia sáng,
ánh mắt khóa chặt trên chiếc xe Ferrari phía trước. Rung dây kế tiếp, chiếc xe Volkswagen Beetle liền chuyển sang thế công kích. Tốc độ ban đầu lại một lần nữa tăng lên. 396 km/h. 400 km/h. Dưới sự điều khiển của Dương Tiêu, chiếc xe Volkswagen Beetle giống như một cự thú hung dữ từ thuở hồng hoang càng trở nên điên cuồng, tốc độ chiếc xe dần đạt đến tốc độ 400 km/h. Giây phút này, chiếc xe Volkswagen Beetle giống như một đạo sấm sét không ngừng tiến về phía trước, khoảng cách giữa hai chiếc xe càng ngày càng được thu hẹp lại. 200m, 100m, 50m, nếu như không cách nào khống chế được khoảng cách giữa hai xe, nhất định sẽ xảy ra tình huống nguy hiểm xe hư người mắt. Muốn tiến công lần cuối sao? Thật đáng tiếc, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Lưu Chiến Thắng nhìn sang kính chiếu hậu chỉ thấy chiếc xe Volkswagen Beetle không ngừng áp sát, khinh thường nói. Soạt. Dưới sự chú ý quan sát của các tuyển thủ đua xe ở núi Lão Quân, chiếc xe Ferrari đỏ đang phóng như tên bắn lên con dốc phía trước. Mẹ nó, tên Lưu Chiến Thắng này muốn làm gì đây? Há ta đang tính làm gì? Tốc độ xe hiện tại đã được đến mức. Tốc độ giới hạn của chiếc xe, không lẽ lát nữa hắn khôn có ý thi đấu hay sao? Một tuyển thủ đua xe kinh ngạc nói. Cả đám tuyển thủ đua xe toàn bộ đều há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ ra được Lưu Chiến Thắng rốt cuộc đang muốn làm gì. Lý Đông Bằng chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam nheo mắt nhìn, nhanh chóng đưa ra kết luận, không. Lưu Chiến Thắng đang cùng người khác so tài. Dù cho tiếng động cơ vô cùng ồn ào chói tai, nhưng thân là chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam, Lý Đông Bằng lập tức có thể nhận ra đây là tiếng động cơ từ hai chiếc xe khác nhau. Cái gì, đang so tài, vậy chiếc xe còn lại đang ở đâu? Hơn hàng trăm người tự lẩm bẩm thắc mắc. Tỉ mỉ nghe kỹ tiếng động cơ phát ra, Lý Đông Bằng tháp giọng nói, đến rồi. Rùm. Lý Đông Bằng vừa dứt lời liền nhìn thấy một chiếc xe Volkswagen Beetle đang lao đến. Dưới ánh mắt tập trung quan sát của tất cả mọi người chỉ thấy chiếc xe Volkswagen Beetle đang lao lên trên không, sau đó từ trên không trung vượt qua chiếc xe Ferrari bên dưới, ngay giây phút vừa đáp xuống đất, khuấy động lên một lượng lớn cát bụi. Hu la la. Ngay giây phút chiếc xe Volkswagen Beetle vừa đáp, xuống mặt đất, Dương Tiêu nhanh chóng bẻ bánh lái, ổn. Định lại thân xe. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi sao? Chiếc xe Volkswagen Beetle vừa đứng vững trên nền đất, nhìn thấy chiếc xe Ferrari cách mình không xa, Cung Linh Nhi ngỡ ngàng nói. Dương Tiêu cười nhạt nói, đúng vậy, chúng ta thắng rồi. Phải biết rằng, chính vào giây phút vừa rồi, chiếc xe Volkswagen Beetle dựa vào tốc lực trên không trung. Đã tận dụng cơ hội để bỏ xa chiếc xe Ferrari của Lưu Thần Chiến. Nếu như cuối cùng không phải ngờ vào địa thế của con dốc này, hươu chết trong tay ai cũng thật khó nói. Dương Tiêu tận dụng ưu thế tốc độ của chiếc xe cùng ưu thế kiểu dáng nhỏ gọn của chiếc xe Volkswagen Beetle này mà giành được chiến thắng trong cuộc thi này. Lưu Chiến Thắng đạp thắng xe, nhìn chiếc xe Volkswagen Beetle cách mình chưa đến 5 mét, ánh mắt dần trở nên ngây ngốc, chúng ta vậy mà lại thua cuộc. Chính vào thời khắc mấu chốt nhất, chiếc xe Volkswagen Beetle sau khi cải tạo lại có thể vượt qua được chiếc xe Ferrari, điều này khiến cho cả bãi đua xe núi Lão Quân giấy lên một trận huyên náo. Địch, tôi không hoa mắt đúng không? Chiếc xe Ferrari của Lưu Chiến Thắng vậy mà bị đè bẹp bởi chiếc xe Volkswagen Beetle. Làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể xảy ra? Chiếc xe Volkswagen Beetle làm sao có thể có hỏa lực? Như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? Dưới ánh mắt thất thần của cả đám đông, cằm dưới đều rơi rụng xuống đất. Đến cả chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam, Lý Đông Bằng cũng chết lặng Ferrari vậy mà lại thua cuộc bởi một chiếc xe Volkswagen Beetle. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích, chính là một kỳ tích mà hắn có thể tận mắt chứng kiến. Nhìn chiếc xe Volkswagen Beetle từ xa, sắc mặt Lưu Chiến Thắng xám như tro. Thua rồi. Bản thân hắn vậy mà lại thua tan nát trước mặt Cung Linh Nhi. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là muốn trước mặt Cung Linh Nhi khoe khoang một chút kỹ năng lái xe của mình, khiến cho Dương Tiêu biết khó mà rút lui, nhưng ai có thể ngờ được người cười sau cùng lại là Dương Tiêu. Hỗ Tử ngồi trên ghế phụ phân tích nói, Lưu Thiếu, vừa rồi tên tiểu tử kia rõ ràng lợi dụng tốc độ nhanh cùng với kiểu dáng nhỏ gọn của chiếc xe Volkswagen Beetle mới có thể thuận lợi vượt qua chúng ta trên không trung, bọn họ không gọi là kỹ thuật. Mà chỉ là mánh khóe mà thôi. Im miệng, Lưu Chiến Thắng trầm giọng trách mắng, thua chính là thua, đối với chuyện này Lưu Chiến Thắng vẫn có thể chấp nhận được. Xét về bản chất mà nói, chiếc xe đối phương lái là chiếc xe Volkswagen Beetle, có
còn bọn họ lái chiếc xe Ferrari, có thể điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle đạt đến tốc độ 400 km/h, đây cũng là bản lĩnh của người ta, điều này không có gì đáng để nghi ngờ. Vào giây phút này, trong lòng Lưu Chiến Thắng không ngừng dâng lên từng đợt sóng mạnh, mặc dù khó lòng tỉ tưởng chuyện này, nhưng không thể không chấp nhận sự thật mình đã thua cuộc. Chỉ cần vài phút đã có thể đem tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle cải tạo đến mức 400 km/h, tên tiểu tử này đã làm như thế nào chứ? Cung Linh Nhi giống như vừa thoát khỏi giấc mộng, kinh ngạc nói, ô thắng rồi, chúng ta thật sự đã thắng rồi, Dương Tiêu anh thật là ngầu. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, có thể thắng được Lưu Chiến Thắng tất cả cũng nhờ vào con dốc vừa rồi, nếu không, ai thắng ai thua cũng khó nói. Cả đám người bên ngoài bãi đua xe không có cách nào bình tĩnh được, cả đám người trong nhất thời giấy lên một trận sao động. Ôi mẹ tôi ơi, không nói đùa đó chứ. Chiếc xe Volkswagen Beetle vậy mà có thể áp đảo được cả chiếc xe Ferrari của Lưu Chiến Thắng sao? Đúng vậy, tôi vừa rồi còn cho rằng bản thân đã nhìn lầm chứ. Hơn nữa, tốc độ bạo phát cuối cùng của chiếc xe Volkswagen Beetle kia thật sự đã chấn áp được chiếc xe Ferrari kia, xem ra chiếc xe Volkswagen Beetle này vô cùng không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Hiện tại tôi nghi ngờ chiếc xe Volkswagen Beetle kia thật ra chính là một chiếc xe đua cao cấp, chỉ là cải tạo thành kiểu dáng của dòng xe Volkswagen Beetle mà thôi, rốt cuộc là kẻ thú vị nào vậy? Đến nơi này giả heo ăn thịt hổ. Thật sự có chút thú vị, mái tóc nhuộm đỏ, khoác lên. Người chiếc áo đua xe màu xám, chiến thần đua xe đệ. Nhất tỉnh Hà Nam Lý Đông Bằng kinh ngạc nói. Khung cảnh vừa rồi đã được tất cả mọi người chứng kiến, ánh mắt Lý Đông Bằng híp lại, muốn từ chiếc xe Volkswagen Beetle kia tìm kiếm một chút kia khác thường. Nhưng đáng tiếc. Hắn ngầm quan sát một thời gian, bất kể từ thân xe hay bánh xe, đều không phát hiện ra chút dấu vết nào của chiếc siêu xe siêu cấp. Ngôn Tình Sủng. Lý Đông Bằng là chiến thần đua xe số 1 của tỉnh Hà Nam, tham gia qua không ít cuộc thi đua xe, hơn nữa luôn đạt được thành tích, đối với các dòng xe cũng vô cùng thấu hiểu. Chiếc xe Volkswagen Beetle vừa rồi cũng chỉ là một chiếc xe Volkswagen Beetle dòng bình thường mà thôi, không hề có bất kỳ điểm gì đặc sắc. Dương Tiêu chậm rãi bước xuống. Cung Linh Nhi cũng từ phía bên kia của chiếc xe bước xuống. Thì ra là Cung Linh Nhi à, khi nhìn thấy người vừa đến, cả đám tuyển thủ tại hiện trường đột nhiên sáng tỏ mọi chuyện. Nếu như chiếc xe Volkswagen Beetle này là của Cung Linh Nhi, thì cũng không có gì khó giải thích. Cung gia dù sao cũng là đệ nhất gia tộc Trung Nguyên, tỉ mỉ vững chắc, nhân mạch rộng rãi, muốn mới vài vị đại sư cải tạo xe cấp thế giới cũng không có vấn đề gì. Lưu Chiến Thắng sắc mặt trầm trọng từ chiếc xe Ferrari bước xuống, hắn vô cùng không cam lòng trừng mắt nhìn. Dương Tiêu, tên tiểu tử này, thật không ngờ đến anh có thể mang đến cho tôi bất ngờ lớn như vậy. Dương Tiêu cũng không có ý định cùng Lưu Thần Chiến phí lời, quá khen, nhưng cũng thật xin lỗi, cuộc thi này tôi đã giành được chiến thắng rồi. Đúng, Dương Tiêu đã thắng, anh có phải nên giữ đúng lời hứa xin lỗi Dương Tiêu hay không, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Cũng vì thắng được cuộc thi này, Cung Linh Nhi chống tay lên eo, đắc ý nói. Lưu Chiến Thắng nắm chặt hai bàn tay, sự kiêu ngạo từ tận sâu trong xương cốt tuyệt đối không cho phép hắn xin lỗi với Dương Tiêu. Sinh ra trong Lưu gia, một trong tứ đại gia tộc tại thành phố Trung Nguyên, Lưu Chiến Thắng từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, tôn nghiêm thế gia không thể nào cho phép. Hắn dễ dàng cúi thấp đầu. Này, Lưu Chiến Thắng, anh sẽ không lật lọng đúng không? Vừa rồi là kẻ nào nói rằng muốn đường đường chính chính đấu một trận. Hiện tại thua trận đấu này, anh có phải đã không chơi nổi hay không? Cung Linh Nhi nhìn dáng vẻ trần trừ của Lưu Chiến Thắng tức giận nói. Bị Cung Linh Nhi chất vấn như vậy, sau đó nghĩ đến những lời hung hãn mình vừa nói, khuôn mặt Lưu Chiến Thắng lập tức đỏ bừng. Dương Tiêu xem như cũng nhìn ra được, tên Lưu Chiến Thắng này chính là muốn lật lọng với hắn. Dương Tiêu cười nhạt lắc đầu nói, bỏ đi, tiểu nha đầu. Chúng ta còn phải nhanh chóng đến nhà cô, Cung lão gia cùng Bạch Tiền Bối bọn họ nhất định đã nôn nóng lắm rồi. Lưu Chiến Thắng, anh thua rồi thì không chơi được đúng không, thật mất mặt, tôi vô cùng coi thường anh. Cung Linh Nhi khinh thường nói. Nhìn thấy hai người bọn họ chuẩn bị rời khỏi, Lưu Chiến Thắng nắm chặt nắm đấm, hắn tức đến mức toàn thân run rẩy, nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu, đôi mắt giống như sắp phun ra đạn lửa. Cùng nhau đến cung gia. Không lẽ hai người này thật sự đã đến bước này rồi hay sao? Tên tiểu tử này thật sự là vị hôn phu của Cung Linh Nhi hay sao? Nghĩ đến đây,
Lưu Chiến Thắng nhanh như tên bắn lao đến chắn trước mặt Dương Tiêu, nếu như không phải vẫn còn giữ lại chút lý trí, e rằng Lưu Chiến Thắng đã xong lên ẩu đã một trận với Dương Tiêu rồi. Nhìn Lưu Chiến Thần đang chặn trước mặt mình, Dương Tiêu vô cùng phiền não nói, Lưu Thiếu còn chuyện gì khác sao? Anh đã thua cuộc thi này nhưng lại không tuân theo quy định, hiện tại tôi cũng không có ý so đo với anh, cũng xin anh đừng đến làm phiền chúng tôi cùng tiểu nha đầu này vẫn có chuyện phải làm. Giây phút này, Lưu Chiến Thắng cảm xúc rối như to vò, cũng là do bản thân hắn suy nghĩ quá nhiều. Hai người này thật sự đến cung gia sao? Có phải việc đến cung gia chỉ là một cái cớ, thật sự chính là ra ngoài thuê phòng khách sạn? Không được, tuyệt đối không được, bản thân hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như thế này xảy ra, cung Linh Nhi chỉ có thể là của mình hắn. Lưu Chiến Thắng đột nhiên tóm chặt lấy cổ áo Dương Tiêu lạnh giọng cảnh cáo, tiểu tử, tôi không màng đến anh đến từ đâu, tôi hiện tại nghiêm túc cảnh cáo anh, Linh Nhi chỉ có thể là người phụ nữ của tôi, nếu như anh không muốn chết, thì từ nay về sau cân nhắc kỹ cho tôi, hiện tại Linh Nhi ở lại, còn anh thì cút đi. Giọng nói của anh vang vọng có lực. Mệnh lệnh cho Dương Tiêu phải rời khỏi, giống như Dương Tiêu nếu như không phối hợp, thì sẽ cho Dương Tiêu chết không toàn thây. Lưu Chiến Thắng, anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao? Cung Linh Nhi nhìn thấy hắn ăn nói hung hăng với Dương Tiêu, cô liền bước lên trước nói đạo lý. Dương Tiêu cười khổ một tiếng, tôi nghĩ có lẽ anh đã hiểu lầm rồi, vừa rồi tiểu nha đầu này chỉ nói đùa với anh mà thôi, tôi không phải là vị hôn phu của con bé. Lòng chiếm hữu của Lưu Chiến Thắng quá lớn mạnh. Hắn hiện tại đã tức giận đến mức lấn át cả lý trí. Tôi không quan tâm anh có phải là vị hôn phu của cô ấy hay không, từ nay về sau, anh mê nó không được xuất hiện trong tầm mắt của Linh Nhi, có nghe rõ hay không? Nhìn ánh mắt Lưu Chiến Thắng dẫn xuất hiện lên từng tia máu, Dương Tiêu cười nhạt không ngớt. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra tên Lưu Chiến Thắng này thật sự đã bị cung Linh Nhi hấp hồn. Tất nhiên, Dương Tiêu cũng không thể không thừa nhận, cung Linh Nhi thật sự rất xinh đẹp. Chính là một mỹ nhân tiêu chuẩn đích thật, giọng nói còn mang chút giọng loli, nếu như không phải cứ nằng nặc đòi so tài âm nhạc, thì trên thực tế cũng khá đáng yêu. Đặc biệt chính là trên người cung Linh Nhi rất ít xuất hiện tính khí thiên kim đại tiểu thư, điểm này thật sự khó có được. Dương Tiêu cười nói, Lưu Chiến Thắng có phải không? Tôi cũng đã giải thích rõ ràng với anh rồi, anh nói tôi cùng cô bé không được gặp mặt chính là không gặp mặt hay? Sao, anh có phải quản lý hơi rộng rồi hay không? Chỉ dựa vào quan hệ giữa hắn cùng cung lão thái gia, sau này việc gặp mặt cung Linh Nhi nhất định sẽ thường xuyên xảy ra. Lại nói rằng, tên Lưu Chiến Thắng này cứ như con chó điên không ngừng ra lệnh cho mình, điều này khiến cho Dương Tiêu vô cùng phản cảm. Nghe thấy những lời này, tia máu trong mắt Lưu Chiến Thắng càng trở nên nồng đậm hơn, ngón tay trái chỉ lên mũi Dương Tiêu lạnh giọng nói, tiểu tử, anh con mẹ nó xem lời nói của tôi như đánh giấm hay sao? Đứng trước mặt Lưu gia chúng tôi thì anh xem là thứ gì? Anh là rồng cũng phải nằm cho tôi, anh là hổ thì cũng phải bò cho tôi, dám chống lại mệnh lệnh của tôi, có tin tôi phái người đến giết chết cả nhà anh, giết chết đàn ông, còn phụ nữ thì cưỡng trước giết sau. Cưỡng trước giết sau. Lời nói này vừa nói ra, trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Chỉ cần là người quen thuộc với Dương Tiêu, đều sẽ hiểu được rằng Dương Tiêu đây là đang tức giận. Sắc mặt Dương Tiêu càng trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Chiến Thắng lạnh giọng nói, anh nói lại lần nữa xem. Người nhà chính là giới hạn cuối cùng trong tim Dương Tiêu, nếu Lưu Chiến Thắng đã xúc phạm đến thì cũng chính là đã đụng đến giới hạn của hắn, Dương Tiêu tất nhiên quyết dùng toàn bộ sinh mệnh để bảo vệ. Đặc biệt nhất chính là câu nói cưỡng trước giết sau đã kích động đến Dương Tiêu, không lẽ tên Lưu Chiến Thắng này thật sự chuẩn bị cường bạo Đường Mộc Tuyết hay sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Dương Tiêu càng thêm trầm trọng. Hắn tuyệt đối không cho phép Đường Mộc Tuyết phải chịu đựng bất kỳ sự sỉ nhục nào. Yo, anh còn dám hù dọa tôi sao? Xem tôi như kẻ hèn nhát hay sao? Tôi lặp lại một lần nữa, cút ra khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức, từ nay về sau tôi không cho phép anh nhúng chàm Linh Nhi, nếu không, tôi sẽ tìm người giết cả nhà anh. Lưu Chiến Thắng cả người không chút khiếp sợ, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Cung Linh Nhi tức đến mức toàn thân run rẩy, Lưu Chiến Thắng, anh đang ăn nói bậy bạ gì vậy? Còn không nhanh xin lỗi Dương Tiêu. Xin lỗi, nghe thấy lời này, Lưu Chiến Thắng cười khinh thường một tiếng, thật ngại quá, muốn anh xin lỗi tên này. Sao, không có cửa đâu. Vừa dứt lời, Lưu Chiến Thắng liền buông cổ áo Dương Tiêu, sau đó giống như đang huấn luyện một con chó hoang nói, tiểu tử, thức thời thì nhanh chóng cút khỏi đây, nên trân trọng lúc tôi vẫn còn chưa tức giận thật sự, thì lập tức biến mất trước tầm mắt tôi đi.
Được, rất tốt, Lưu gia, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này. Dương Tiêu nhìn Lưu Chiến Thần, giọng nói lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Nhìn Dương Tiêu vẫn không chịu cút đi, Lưu Chiến Thần nhíu mày, sắc mặt không chút sảng khoái nào nói tiếp. Tiểu tử, lời tôi nói anh xem như đang đánh giấm sao hay là lỗ tai anh nhét đầy lông lừa rồi. Xem ra hôm nay nếu không cho anh chút sắc mặt thì bản thân anh cũng không biết hoa tại sao lại đỏ rồi. Cả khuôn mặt hiểm ác của Lưu Chiến Thắng tiền đến bên cạnh Dương Tiêu, ánh mắt lóe lên một tia hiểm lạnh, bàn chân tung cú đá về phía lồng ngực của hắn. Dương Tiêu cẩn thận, Cung Linh Nhi gấp gáp nói. Cô thật sự không nghĩ đến tên Lưu Chiến Thắng này lại quá đáng đến như vậy, đã thua cuộc lật lọng rồi còn muốn đánh người. Vẫn chưa đợi đến lúc cú đá của Lưu Chiến Thắng rơi trên người Dương Tiêu, thì chân phải của Dương Tiêu nhanh như sấm sét, như một tia chớp hung hăng đá lên lồng ngực của Lưu Chiến Thắng. Rầm. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lưu Chiến Thắng nhận một cú đá này, thân thể run rẩy giống như con diều đứt dây, sau lưng đập lên thân chiếc xe Ferrari của mình. Tinh tang, ngay khi phần lưng đập lên thành xe, Lưu Chiến Thắng chỉ cảm thấy có một ngụm máu tươi không ngừng muốn tuôn trào từ bên trong cơ thể, hắn suýt chút nữa không thở kịp đã lập tức ngất xỉu ngay tại hiện trường. Chính vào giây phút đó, Lưu Chiến Thắng cảm thấy giống như có một chiếc xe tải hung hăng cán qua trên người mình. Chính là loại cảm giác mà Lưu Chiến Thắng không muốn nếm lại lần thứ hai. Lưu Thiếu anh không sao chứ? Vài tên đàn em của Lưu Chiến Thắng lúc này kịp thời xuất hiện. Lưu Chiến Thắng ôm lấy phần ngực, vẫy tay ra hiệu hét lên, mẹ nó sắp chết rồi còn không có chuyện gì hay sao? Tên vương bát đản này dám ra tay với tôi, đúng là chán sống rồi. Lên, đều lên hết cho tôi, hung hăng đánh một trận tơi bời cho tôi, đánh cho hắn khóc, đánh cho hắn tàn tật. Đánh đến đầu óc nở hoa, nếu xảy ra chuyện gì thì do Lưu gia nhà chúng tôi chịu trách nhiệm. Lưu Chiến Thắng tức giận cùng cực, bản thân hắn chính là thiếu chủ của Lưu gia, một trong bốn đại gia tộc của thành phố Trung Nguyên, hắn từ trước đến nay đều được nuôi lớn trong sự an nhàn sung sướng, chỉ có việc hắn ức hiếp người khác, làm gì có chuyện hắn bị người khác ăn hiếp ngược lại. Cú đá vừa rồi Dương Tiêu đánh hắn không hề nhẹ, suýt nữa đã khiến cho xương cốt hắn vỡ vụn. Lên, báo thù cho Lưu Thiếu, đánh hắn. Một vài thanh niên lúc này nhìn Dương Tiêu, như hung thần hung hãn xông về phía Dương Tiêu. Những người thanh niên này toàn bộ đều là các thiếu gia của các gia tộc hạng 2, hạng 3, cũng vì muốn bợ đỡ Lưu Chiến Thắng, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Chỉ cần có thể khiến cho Lưu Chiến Thắng hài lòng, giành được sự ưu ái của Lưu Chiến Thắng, sau đó dành một đơn hàng cho gia đình bọn họ, như vậy cũng đủ khiến cho bọn họ như bay lên trời cao. Cung Linh nhìn sắc mặt hoảng hốt, vội vàng nói, Dương Tiêu mau chạy đi. Dương Tiêu lúc này đã thật sự phẫn nộ, hôm nay Lưu Chiến Thắng này nhất định phải có một lời giải thích, hắn đừng hòng lắp liềm cho qua. Gia đình của hắn, vợ của hắn, tất nhiên sẽ đều do hắn bảo vệ đừng nói là chạm đến, dù cho trong lời nói có mang chút điều sỉ nhục cũng không được. Người sống trên đời, đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất, nếu như vợ của mình bị người khác sỉ nhục, mà bản thân lại không dám phản kháng, vậy thì còn xem là thứ. Đàn ông gì chứ? Muốn chạy. Anh có thể chạy trốn được sao? Nhanh, đánh chết hắn. Những thanh niên này như hung thần hung hãn xông về phía Dương Tiêu. Rầm rầm rầm. Không ai trong số đó là địch thủ của Dương Tiêu, tất cả đều bị Dương Tiêu đá vào bụng dưới, cả người ôm bụng, liệt trên mặt đất run rẩy. Đê đặc quyền VIP vì bạn mà bỏ quảng cáo nếu như không phải Dương Tiêu thủ hạ lưu tình, những tên này nhất định đều đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Dương Tiêu trước đây đã từng là bảo đao quốc gia. Binh chủng số 1 của Thiên Phủ Chi Quốc, thực lực tất nhiên không phải là hạng tầm thường. Khi Dương Tiêu vào ở rể tại Đường gia, cho dù hắn không có tu vi, chỉ dùng tay không tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề, huống chỉ hiện tại tu vi của Dương Tiêu đã khôi phục được vài phần. Lạc đà ốm chết còn lớn hơn so với ngựa, hơn nữa thực lực của Dương Tiêu cũng không tệ. Ông trời của tôi ơi! Dương Tiêu anh cũng thật ngầu, nhìn thấy đám đàn em của Lưu Chiến Thắng bị Dương Tiêu đánh cho tơi bời. Đôi môi gợi cảm của Cung Linh Nhi há hóc hình chữ O. Rất rõ ràng có thể nhận ra được, Cung Linh Nhi hoàn toàn không ngờ đến được thân thủ của Dương Tiêu lại có thể lợi hại đến như vậy. Vừa rồi động tác Dương Tiêu vô cùng dứt khoát, thủ đoạn dũng mãnh, giống như những cảnh giao đầu trong phim võ thuật, mang đến cho người khác một bữa tiệc thị giác. Sắc mặt Dương Tiêu thâm trầm bước đến trước mặt Lưu Chiến Thắng, lúc này Lưu Chiến Thắng sợ đến mức suýt đi ra quần. Hắn thật sự không nghĩ đến Dương Tiêu vậy mà lại có võ công cao cường như vậy, dáng nín nhịn nỗi đau từ lồng ngực, thân thủ run rẩy lùi về phía, anh chấm ans muốn làm cái gì? Tôi nói cho anh biết,
tôi chính là thiếu chủ Lưu gia của thành phố Trung Nguyên, anh có biết Lưu gia hay? Không, đó chính là một trong bốn gia tộc lớn của nơi này. Anh nếu dám làm tôi bị thương, phụ thân tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu. Uy hiếp tôi sao? Dương Tiêu cười lạnh một tiếng. Cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ Dương Tiêu, Lưu Chiến Thắng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn triệt để sợ đến sởn cả tóc gáy. Hắn vừa rồi quả thật có chút xung động, bị lửa giận che mờ đôi mắt, hiện tại sau khi bị Dương Tiêu hung hăng đạp một cú đá, lúc này đã phân rõ ràng nên làm người như thế nào. Lưu Chiến Thắng đã nhận ra được Dương Tiêu thật sự tức giận, hắn nhìn sang chiến thần đua xe xó một tỉnh Hà Nam, gấp gáp hét lên, Lý Đông Bằng, anh còn ngây người ra làm gì? Còn không nhanh chóng đến đây giúp đỡ, giúp ngăn tên tiểu tử này lại, chỉ cần hôm nay anh giúp tôi giải quyết phiền phức trước mặt này, ngày khác tôi sẽ tặng anh một chiếc xe đua. Tặng một chiếc xe đua. Hai mắt Lý Đông Bằng nhát thời sáng rỡ, trên mặt chỉ còn lại nét tham lam. Hắn không có mệnh tốt như Lưu Chiến Thắng, bản thân xuất thân chỉ từ một gia tộc nhỏ tại một huyện nhỏ xa xôi, tiếp giáp với tỉnh Hà Nam mà thôi. Nhằm kiếm về cho mình một chiếc xe đua, cũng phải mất sức chín châu hai hồ. Cũng may mắn Lý Đông Bằng là người có ý tiến thủ, trở thành chiến thần đua xe tỉnh Hà Nam, hiện tại cũng đã nhận được không ít tiền đầu tư từ các nhà tài trợ. Mặc dù như vậy, nhưng nếu mua một chiếc xe đua cũng cần phải trả một giá đắt, hơn nữa cũng chỉ có thể mua một chiếc xe đua bình thường. Tôi muốn một chiếc xe Ferrari 488, giống kiểu dáng với của cậu. Lý Đông Bằng không phúc hậu bật cười. Lý Thần Chiến biết rằng Lý Đông Bằng này chính là tận dụng cơ hội bỏ đá xuống giếng, có điều dù sao đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chiếc xe Ferrari 488 mà thời, giây phút này Lý Thần Chiến chỉ muốn giải quyết phiền toái trước mặt. Không có vấn đề gì, chỉ cần anh giúp tôi giải quyết được tên tiểu tử trước mặt này, đừng nói là tặng một chiếc xe Ferrari 488, chi phí cải tạo tôi cũng sẽ trả. Vừa nghe xong, tỉnh thần Lý Đông Bằng lập tức chấn động, hắn liếm môi nói, như vậy cũng thật ngại quá. Sau đó, Lý Đông Bằng vẫy tay ra hiệu, hơn 4 đến 50 tuyển thủ đua xe liền tiến lên bao vây lấy Dương Tiêu. Hắn dù sao cũng là chiến thần đua xe của tỉnh Hà Nam. Tất cả những tay đua trong tỉnh Hà Nam này đều xem hắn như thần tượng, tất nhiên chỉ cần một lời hô hào liền xuất hiện, Lý Đông Bằng lập tức dẫn theo hơn bón đến 50 tuyển thủ đua xe chắn lại trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu nhướng mày nói, thế nào, các người cũng muốn quản chuyện không liên quan đến mình sao? Huynh đệ này, nể mặt mũi của tôi, chuyện này cứ bỏ qua đi. Oan gia tương báo đến bao giờ mới hết, Lý Đông Bằng bày ra một bộ dáng ăn tươi Dương Tiêu. Dương Tiêu cười lạnh nói nể mặt của anh có tư cách gì để tôi phải nể mặt, tránh dai. Cái gì? Nghe câu nói này của Dương Tiêu, hiện trường lập tức trở nên huyên náo, không ai ngờ được rằng Dương Tiêu vậy mà lại không nể mặt Lý Đông Bằng như vậy. Sắc mặt Dương Tiêu trầm lắng, Lý Chiến Thắng khinh thường gia đình hắn, nhất định phải có một lời giải thích. Ai dám ngăn cản, đều sẽ bị hắn vô tình đè bẹp. Cũng vì, người nhà của hắn tuyệt đối không thể bị sỉ nhục. Oa, ngầu, thật là ngầu. Khi nghe thấy câu nói này của Dương Tiêu, hai mắt Cung Linh Nhi tràn ngập những ngôi sao nhỏ. Cô vốn dĩ cho rằng Dương Tiêu chỉ là một tên phế vật vô dụng, nhưng lại không nghĩ rằng tài năng âm nhạc của anh lại bất phàm như vậy, mang đến cho cô một sự chấn động. Cô cũng vốn cho rằng Dương Tiêu chỉ là một chiếc xương mềm, đối diện với khiêu chiến sẽ tự động hèn nhát bỏ trốn, nhưng bộ mặt bá khí như hôm nay của Dương Tiêu lại khiến cho cô phải nhìn bằng cặp mắt khác. Không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay thì khiến người khác kinh ngạc không thôi. Lồng ngực không ngừng sao động, nhưng khuôn mặt lại luôn bình tĩnh, người đàn ông như vậy mới thật sự là đàn ông. Sau khi bị Dương Tiêu giáo huấn, sắc mặt Lý Đông Bằng lập tức trở nên khó coi, hắn không nghĩ được Dương Tiêu vậy mà lại không chừa chút mặt mũi nào cho hắn. Một đám tuyển thủ đua xe cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng phẫn nộ, Lý Đông Bằng dù sao cũng là thần tượng của bọn họ, tuyệt đối không chấp nhận được thần tượng của mình bị sỉ nhục. Tiểu tử, cậu như thế nào lại ăn nói như vậy với chiến thần đua xe chứ? Có biết người đứng trước mặt cậu chính là chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam hay không? Không sai, cậu cho rằng bản thân thắng được Lý Thiếu thì có thể diễu võ dương oai trước mặt chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam hay sao? Tôi nói cho cậu biết, chỉ với chút thực lực này của cậu, đứng trước mặt chiến thần đua xe căn bản không đáng nhắc đến. Cậu trai này, tôi khuyên cậu vẫn nên nhanh chóng xin lỗi với chiến thần đua xe. Nếu không thì đừng trách anh em tôi không khách khí. Dương Tiêu lạnh giọng nói, nếu như các người muốn ra mặt cho Lưu Chiến Thắng thì cứ tiến lên,
đến một người thì tôi đánh một người, xông lên toàn bộ thì tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ. Ong! Giây phút đó, trong người Dương Tiêu như có một dòng khí hung sát như muốn bùng nổ, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ một trận. Ai cũng không thể ngờ rằng trong người Dương Tiêu lại có thể tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt như vậy, giống như kẻ đứng trước mặt bọn họ căn bản không phải là người, mà chính là một mãnh thú. Sắc mặt Lý Đông Bằng lập tức thay đổi, hắn lúc này có thể cảm nhận được Dương Tiêu không hề có ý nói đùa với bọn họ. Vừa rồi thân thủ của Dương Tiêu bọn họ cũng đã được chứng kiến, nếu như thật sự cưỡng ép ra tay, vậy thì không chừng cả đám người bọn họ cũng không đấu lại được Dương Tiêu. Cả đám tuyển thủ trong lòng đều không thấy thoải mái. Mặc dù bọn họ đều sùng bái Lý Đông Băng, nhưng cũng không muốn vì hắn ta mà bị người khác đánh một trận. Chiến thần đua xe, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào đây? Một người bước lên phía trước hỏi. Lý Đông Băng híp mắt, tỉ mỉ quan sát một lượt, sau đó hắn đột nhiên cười lớn nói, tiểu huynh đệ này vừa nhìn liền biết là người trọng tình nghĩa, tôi rất thích, vừa rồi Lưu Thiếu Ăn nói có chút kích động, tôi đại diện cho Lưu Thiệu xin lỗi cậu, chuyện này xem như bỏ qua được không? Dương Tiêu cười khinh thường nói, bất dở trò, tôi muốn đích thân Lưu Chiến Thắng xin lỗi. Đánh tôi rồi còn muốn tôi xin lỗi anh hay sao? Cứ nằm mơ đi, Lưu Chiến Thắng ôm lồng ngực tức giận nói. Dương Tiêu lạnh giọng nói, xem ra hôm nay không có gì có thể thương lượng được rồi. Nhìn thấy sát khí trong mắt Dương Tiêu, Lưu Thần Chiến liền rụt cổ lại, không dám nói tiếp bất kỳ điều giờ, hắn sợ Dương Tiêu lại lần nữa nổi điên, đem hắn đánh một trận. Lý Đông Bằng lập tức ra hiệu cho Lưu Chiến Thắng không được kích động đến Dương Tiêu, đồng thời nhìn sang Dương Tiêu mỉm cười nói, huynh đệ này, Lưu Thiếu dù sao cũng là anh em với tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Như vậy đi, chúng ta cá cược một ván, nếu như tôi thắng, chuyện này xem như chấm dứt tại đây, dù sao vừa rồi cậu cũng đã đá Lưu Thiếu một chân, nếu như cậu thắng, chuyện này tôi cũng sẽ không nhúng tay vào, hơn nữa còn bảo Lưu Thiếu xin lỗi cậu cảm thấy như thế nào? Lý Đông Bằng thật sự không dám động tay với Dương Tiêu, một mặt chính là Dương Tiêu rất biết cách đánh nhau, một mặt chính là Dương Tiêu dù sao cũng là người của Cung Linh Nhi, Cung gia dù sao cũng là gia tộc đệ nhất ở thành phố Trung Nguyên này, hắn căn bản không thể đắc tội được. Nghe vậy, Lưu Chiến Thắng sắc mặt âm trầm nói, được, tôi hoàn toàn đồng ý, nếu như anh thắng được Lý Đông Bằng, vậy thì tôi sẽ vì hành động xác láo vừa rồi của mình xin lỗi. Cung Linh Nhi vừa nghe liền biết Lý Đông Bằng đây chính là cố ý bảo vệ quyền lợi cho Lưu Chiến Thắng. Lý Đông Bằng dù sao cũng là chiến thần đua xe đệ nhất tại tỉnh Hà Nam, thực lực vượt xa hơn cả Lưu Chiến Thắng. Trong mắt Cung Linh Nhi, Dương Tiêu căn bản không có đủ năng lực làm đối thủ với Lý Đông Bằng. Dương Tiêu, không cần phải cá cược với bọn họ, tên Lý Đông Bằng này thực lực vô cùng mạnh, bảng xếp hạng tay đua toàn quốc anh ta xếp hạng 3, còn từng giành được không ít giải thưởng quốc tế. Cung Linh Nhi thấp giọng nói. Lý Đông Bằng châm chọc nói, huynh đệ này, lời của Lưu Thiếu cậu cũng nghe rồi đó, nếu như cậu không muốn chơi, thì chuyện này cứ bỏ qua đi. Được, chơi thì chơi, nói ra thử xem, anh muốn thi đấu như thế nào. Dương Tiêu khí thế nói. Người sống tranh nhau một giọng nói, Phật tranh nhau một nén ngang, lời nói ngông cuồng của Lưu Chiến Thắng đã đụng chạm đến giới hạn của Dương Tiêu, cho nên Dương Tiêu tuyệt đối không chấp nhận bỏ qua như vậy. Lý Đông Bằng rõ ràng chính là đúng về phía Lưu Chiến Thắng. Dương Tiêu cũng không muốn cùng đám người này nổi lên tranh chấp, chơi một vòng tính ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đợi lát nữa Lý Đông Bằng thua cuộc, xem hắn còn có mặt mũi nào đứng ra chặn đường hay không. Cung Linh Nhi kinh ngạc nói, không phải chứ Dương Tiêu, anh thật sự muốn cùng anh ta chơi hay sao? Chơi chứ, cô làm người làm chứng cho tôi. Dương Tiêu vỗ lên bờ vai của Cung Linh Nhi. Nhìn thấy dáng vẻ Dương Tiêu lúc này không hề giống đang đùa giỡn, Cung Linh Nhi có chút kỳ vọng nói. Được, tôi làm người làm chứng cho các người, Lý Đông Bằng tôi nói cho anh biết, nếu lát nữa anh thua cuộc dám lật lọng, tôi đảm bảo anh sau này không cách nào lăn lộn được ở tỉnh Hà Nam. Em gái Linh Nhi nói đùa rồi, Lý Đông Bằng tôi nói một không nói hai lời, nếu như tôi thật sự thua cuộc, tuyệt đối không quản chuyện không đâu, tất nhiên, tôi cũng sẽ không thua. Lý Đông Bằng thần sắc kiêu ngạo nói, bản thân hắn dù sao cũng là chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam. Là một trong 3 tuyển thủ đua xe nằm trong top 3 của Thiên Phủ Chỉ Quốc, Lý Đông Bằng căn bản không đem Dương Tiêu đặt vào trong mắt. Những năm nay, Lý Đông Bằng tại khu vực châu Á này giành về không ít giải thưởng, cũng tại khu vực Âu Mỹ đạt được vô số thành tích đáng kể. Để hắn đối phó với một người như Dương Tiêu, quả thật chính là lấy dao mỏ châu đem đi giết gà. Nhìn khuôn mặt tự tin ngất trời của Lý Đông Bằng, trong lòng Dương Tiêu không ngừng cười lạnh.
năm đó tôi tung hoành ngang dọc ở khu vực Âu Mỹ, anh vẫn còn chưa xuất đạo đâu. Chấp hành qua bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng, kỹ năng lái xe của Dương Tiêu đã đạt đến ngưỡng đỉnh cao phong thần. Không phải Dương Tiêu kiêu ngạo, nhưng tên Lý Đông Bằng này căn bản không có cách nào lọt được vào mắt anh. Bản thân anh tự lo chuyện bao đồng, còn muốn tự tìm ngược, vậy thì tôi thành toàn cho anh. Cung Linh Nhi nhìn sang Dương Tiêu nói, Dương Tiêu có lên, tôi tin tưởng vào thực lực của anh. Vừa rồi Dương Tiêu điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle chiến thắng Lưu Chiến Thắng, sáng tạo ra được kỳ tích, Cung Linh Nhi thật sự vô cùng hy vọng Dương Tiêu có thể lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Sẽ không để cô thất vọng đâu, sắc mặt Dương Tiêu dần khôi phục lại bộ dáng bình thường. Đối với lời tuyên bố này của Dương Tiêu, Lý Đông Bằng khít mũi khinh thường, sắp chết đến nơi vẫn không có chút giác ngộ nào, thật là nực cười. Lý Đông Bằng chỉ về đường đua phía trước núi Lão Quân nói, này, đó là đường đua hôm nay chúng ta sẽ thi tài, toàn bộ đều là đường quốc lộ khúc khuỷu, không những khảo nghiệm kỹ năng lái xe của tuyển thủ, còn có thể khảo nghiệm được kỹ năng điều khiển trượt bánh sau, tôi nói trước, nếu như chỉ cần xảy ra sự cố, cũng không ai chịu trách nhiệm cho cậu đâu. Đường đua xe trước mắt chính là đường quốc lộ khúc khuỷu quanh co, dù cho hai bên đường đã được ra có lan can bảo hộ, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm lật xe. Nếu như chỉ cần có chút bát chắc, chiếc xe có thể từ giữa chân núi lộn nhào xuống dưới, tuyển thủ cũng có khả năng gặp chuyện bát chắc. Lưu Chiến Thắng trên khuôn mặt tràn ngập khinh thường, hắn không tin Dương Tiêu dám ứng chiến. Con đường này rõ ràng không phải là đường lộ thẳng, lái xe tốc độ cao căn bản không có tác dụng, nếu muốn giành được thắng lợi, nhất định phải dựa vào phản ứng linh hoạt cùng với kỹ năng điều khiển bánh lái. Trùng hợp hơn nữa chính là điểm mạnh của Lý Đông Bằng chính là kỹ năng điều khiển trượt bánh sau FR. Phải biết rằng, Lý Đông Bằng chính là người điều khiển trượt bánh sau FR một được công nhận trong nước, kỹ năng này cũng được các tuyển thủ khu vực châu Á công nhận. Lý Đông Bằng tiếp tục nói, thể lệ cuộc thi này vô cùng đơn giản, chỉ cần ai đến được đỉnh núi trước sẽ giành chiến thắng, tôi vẫn khuyên cậu nên nhận thua đi, chuyện này không nói đùa được đâu, một khi xảy ra bất kỳ sự có nào, nhẹ thì bị chảy xước, nặng thì bị thương, còn nghiêm trọng thì người mất xe vong. Cảm ơn sự nhắc nhở của anh, có điều, con người tôi một khi đã đồng ý ứng chiến sẽ không rút lui, thì đấu thôi. Trong lòng Dương Tiêu lúc này dâng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đã ra ngoài lăn lộn, thì tuyệt đối không rụt rè. Lý Đông Bằng nếu đã muốn tìm ngược, vậy thì hôm nay Dương Tiêu sẽ dạy một bài học cho hắn vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưu Chiến Thắng bước về phía Lý Đông Bằng nói, đợi lát nữa không cần khách sáo, cứ trực tiếp vứt xa tên tiểu tử đó là được. Việc này nếu thành, trong vòng một tuần tôi sẽ giúp anh cải tạo một chiếc Ferrari 4881. Lưu Thiếu cậu cứ yên tâm, hôm nay tôi mang đến đây chính là chiến mã mạnh nhất của mình, áp đảo hắn là chuyện vô cùng dễ dàng. Lý Đông Bằng khinh thường nói. Lưu Chiến Thắng liếc mắt nhìn chiếc xe Bugatti Veyron đen chói mắt đằng xa, triệt để yên tâm. Lưu Chiến Thắng hiểu rõ nhát, Lý Đông Bằng này chính là chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam. Cũng là tuyển thủ đua xe top 3 tại Thiên Phủ Chi Quốc, ngoại trừ kỹ năng điều khiển xe đua vô cùng điêu luyện còn tự trang bị cho mình một chiếc xe đua vô cùng dũng mãnh. Chiếc xe đua bản mệnh của Lý Đông Bằng chính là chiếc xe Bugatti Veyron do các nhà tài trợ đầu tư cho hắn. Theo như mọi người được biết Bugatti Veyron, chính là dòng xe đua kinh điển cấp thế giới, mức giá cho dòng xe bình thường của hãng xe này tại Thiên Phủ Chi Quốc cũng phải lên đến con số 25 triệu nhân dân tệ. Còn kiểu dáng tính năng cao cấp hơn thì lên đến con số 35 triệu nhân dân tệ, giá cả vô cùng đắt đỏ. Chiếc xe Bugatti Veyron của Lý Đông Bằng được trang bị động cơ 4 tăng áp 8.0U16 với tốc độ tối đa 434 km/h. Điều quan trọng nhất chính là, chiếc xe Bugatti Veyron của Lý Chính Thắng đã được đại sư số 1 thế giới cải tạo lại, tốc độ cực hạn có thể đạt đến tốc độ kinh người 500 km/h. Lý Đông Bằng vỗ lên vai của Lưu Chiến Thắng tỏ ý quyết tâm phải giành được chiến thắng, chiếc xe bản mệnh xuất trận, cộng thêm kỹ năng điều khiển trượt bánh sau FR trên địa hình sườn núi của mình, nắm chắc khả năng đối phó với Dương Tiêu. Ram ram rumo, Lý Đông Bằng không muốn bỏ lỡ thời gian, hắn lập tức ngồi vào trong chiếc xe Bugatti Veyron màu đen xuất phát đến vạch xuất phát. Cung Linh Nhi vô cùng căng thẳng, cô cũng có đam mê đua xe, cũng vô cùng hiểu rõ ba chữ Lý Đông Bằng trong nước có ý nghĩa như thế nào. Dương Tiêu, cố lên, quan trọng nhất phải thắt dây an toàn. Cung Linh Nhi căng thẳng nói. Dương Tiêu gật đầu, sau đó điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle đến vạch xuất phát, nhìn Dương Tiêu nói, tôi đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu rồi.
Ok, Lý Đông Bằng cũng không có ý làm trễ nãi quá nhiều thời gian. Nhìn Lý Đông Bằng lái chiếc xe bản mệnh của mình xuất trận, hiện trường có không ít người bắt đầu cười châm chọc. Tên tiểu tử này cũng thật không biết tự lượng sức mình, không lẽ không biết rằng chiến thần đua xe có bao nhiêu lợi hại hay sao? Theo như tôi thấy, tên tiểu tử này chính là lấy trứng chọi đá mà thôi. Đợi lát nữa chiến thần sẽ dùng thực lực thật sự khiến cho hắn nếm mùi cay đắng của xã hội. Chính vào giây phút này, nhìn hai chiếc xe đang dừng tại vạch xuất phát, không ít người bắt đầu cười châm chọc, chỉ ngoại trừ Cung Linh Nhi, tại hiện trường căn bản không có một người nào coi trọng Dương Tiêu. Volkswagen Beetle so tài với Bugatti Veyron. Một tên tiểu tử không có tiếng tăm so tài với chiến thần đua xe tỉnh Hà Nam. Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều không nhịn được bật cười, trong mắt của tất cả mọi người, Dương Tiêu đây chính là đang tự chuốc lấy nhục. Tiểu tử, muốn tôi xin lỗi anh sao, anh căn bản không có tư cách đó. Ánh mắt Lưu Chiến Thắng nhìn Dương Tiêu lóe lên một tia âm hiểm. Hắn không chút nghỉ ngờ, liền rút điện thoại gọi đến một số điện thoại, anh Lý này, là tôi Lý Chiến Thắng, có một tên tiểu tử không có mắt nhìn muốn gây chuyện, làm phiền anh lát nữa đem tên đó xử lý, tôi hiện tại đang ở bãi đua xe núi Lão Quân. Lưu Chiến Thắng đã quyết ý, đợi lát nữa khi Dương Tiêu thua cuộc, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Tiêu như vậy. Vừa rồi Dương Tiêu đá hắn một cú đá, hắn nhất định phải đánh cho Dương Tiêu răng rơi đầy đất. Lưu Chiến Thắng cả mặt nham hiểm, hắn đã suy nghĩ ra lát nữa sẽ dùng ống sắt đánh nát chân phải của Dương Tiêu, dám đá vào người hắn, chán sống rồi sao? Lý Đông Bằng mở cửa sổ búng tay, một người thanh niên cầm theo súng thanh nhanh chóng bước đến khoảng giữa hai chiếc xe, hô hiệu lệnh. Tuyển thủ hai bên chuẩn bị vào vị trí. 3. Theo khẩu hiệu của người thanh niên, ánh mắt tất cả mọi người đều khóa chặt lên vạch xuất phát. 2. Vào giây phút này, khuôn mặt tất cả mọi người đều tràn ngập sự châm chọc, giống như bản thân họ đã nhìn thấy được khung cảnh Dương Tiêu thua tan nát. 4. Giây phút người thanh niên hô khẩu hiệu, tiếng súng phát thanh vang lên, một trận sương mù bảy màu lập tức bốc lên. Cô Lít, Lý Chiến Thắng liếc mắt khinh thường nhìn Dương Tiêu, run rẩy đi, tiểu tử không biết tự lượng sức mình này. Hắn nhanh chóng đẩy cần gạt, chân đạp chân ga. Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen gầm thét chói tai như một con khủng long bạo chúa cỏ đại, thân xe lắc mình biến thành một tia chớp đen sau đó phóng lao ra ngoài. 0.6 giây, 1.0 giây, 1.5 giây. Soạt. Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen giống như đang cưỡi tên lửa, và tốc độ đạt đến hơn 100 km/h. Nhìn chiếc xe Bugatti Veyron lao về phía trước, hiện trường một mảnh gào thét phấn khích. Mẹ nó, chiến thần cũng thật lợi hại, vừa rồi chỉ cần dùng đến 1 tháng 5 giây liền có thể đạt đến tốc độ hơn 100. Cũng thật lợi hại, cải tạo xe như vậy e rằng trong nước cũng không có được chiếc xe thứ hai đâu. Đúng vậy, thật quá mạnh mẽ, trực tiếp thắng ngay vạch xuất phát, hoàn toàn không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Ngầu chết đi được. Chiến thắng không uống là chiến thần, quả nhiên danh bất hư truyền, tên tiểu tử này nhất định đã sợ đến ngây người. Nhiệt huyết của cả đám đua xe không ngừng sôi sục, bọn họ đều yêu thích đua xe, khi nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ toàn bộ đều sôi sục lên. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến Lý Đông Bằng điều khiển chiếc xe bản mệnh của mình ra ứng chiến, trước đây bọn họ chỉ nhìn thấy Lý Đông Bằng dốc toàn lực thi đấu chính là trong cuộc thi đua xe cấp thế giới. Sự việc đến hiện tại, bọn họ cuối cùng đã có thể tận mắt chứng kiến hình ảnh Lý Đông Bằng dốc hết sức thi đấu, đám người này giống như fan hâm mộ kích động không ngừng. Nhìn theo chiếc xe Bugatti Veyron phóng đi như một cơn gió, Lưu Chiến Thắng khuôn mặt tràn ngập khinh thường nói, vừa rồi may mắn thắng được tôi một vòng thì như, thế nào? Đối diện với Lý Đông Bằng, anh cũng chỉ có thể thần phục mà thôi, Dương Tiêu à, cuộc thi này, anh thua chắc rồi. Lưu Chiến Thắng trước đây đã cùng Lý Đông Bằng so tài, hắn căn bản không phải là đối thủ của Lý Đông Bằng, bị ngược đến thương tích đầy mình. Đối với thành tích thi đấu của Lý Đông Bằng, Lưu Chiến Thắng rõ ràng hơn ai hết. 3 năm trước, Lý Đông Bằng tham gia cuộc đua NASCAR tại khu vực Âu Mỹ, đối diện với các cao thủ thế giới, Lý Đông Bằng mạnh mẽ giành được giải Á quân. 2 năm trước, Lý Đông Bằng tham gia cuộc thi đấu tại Đức, đạt được tổng điểm cao nhất, giành được giải quán quân. 1 năm trước, Lý Đông Bằng tham gia cuộc thi giải đua xe Formula 1, tất cả các cao thủ toàn cầu đều tụ tập, dưới tình huống như vậy, Lý Đông Bằng không phụ kỳ vọng của mọi người đã giành được giải 3. Nửa năm trước, khu vực châu Á tổ chức cuộc đua đường dài rally, Lý Đông Bằng cường thế giành được giải quán quân, đánh bại được kỷ lục thành tích đua đường dài rally khu vực châu Á.
cho nên nói Lý Đông Bằng chính là chiến thần đua xe số 1 cũng không có gì quá đáng. Trong nước có nhiều tuyển thủ đua xe tuổi tác đã lớn, Lý Đông Bằng năm nay chỉ mới 25 tuổi, nhưng lại là tuyển thủ đua xe xuất sắc cũng như trẻ tuổi nhất trong nước. Nếu như không đề cập đến các tuyển thủ lão làng đời trước, Lý Đông Bằng chính là chiến thần đua xe mạnh nhất thiên phủ chỉ quốc. Lý Đông Bằng toàn lực lao về phía trước, không ngừng tăng tốc. 200 km/h, 300 km/h, 450 km/h. Chưa đến 10 giây, tốc độ của chiếc xe Bugatti Veyron đã đạt đến 450 km/h. Vẫn còn ít nhất 6 hoặc 7 cây số nữa để đến được đường đua cao tốc vòng quanh núi Lão Quân, đây cũng là thời điểm tốt nhất để kéo dài khoảng cách giữa hai xe, Lý Đông Bằng không hề muốn bỏ lỡ. Chiến thần lợi hại, chiến thần lợi hại. Nhìn đuôi xe Bugatti Veyron càng ngày càng xe, hiện trường không ít người không ngừng hân hoan cổ vũ. Ánh mắt Cung Linh Nhi đỏ đẫn, cô biết rằng Lý Thần Chiến rất mạnh, nhưng không nghĩ đến anh ta lại có thể mạnh đến mức này, thực lực quả biến thái. Có điều khiến cho Cung Linh Nhi trơ mắt ra nhìn chính là, Lý Đông Bằng sớm đã xuất phát từ sớm, Dương Tiêu vậy mà vẫn chưa xuất phát. Chỉ nhìn thấy Dương Tiêu lúc này châm một điều thuốc, trong xe thong thả nhả khói thuốc, cho anh thời gian vài phút. Để tránh sau này nói ra ngoài tôi ức hiếp người mới. Ức hiếp người mới. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, hiện trường có hơn vài trăm người, sắc mặt ai cũng đông cứng. Địch, đại ca này, anh con mẹ nó không chém gió sẽ chết sao? Người anh em này cũng thật biết cách chém gió. Thật sự khiến tôi tức chết đi được, thật muốn treo anh ta lên đánh một trận. Đúng vậy, người anh em này cũng quá điên cuồng rồi, đợi lát nữa thua cuộc xem anh ta sẽ đờ dẫn đến như thế nào. Chém gió ai mà không biết chém gió chứ? Nhìn chằm chằm vào bộ dáng nhàn nhã của Dương Tiêu, khóe miệng của mấy trăm người hiện trường không ngừng co giật kịch liệt. Cung Linh Nhi tuyệt vọng nói, mẹ của tôi ơi, đại ca này, anh lại muốn bày ra trò gì nữa đây? Sụp đổ, triệt để sụp đổ. Con đường vòng lên núi Lão Quân chỉ còn cách đó vài cây số, hơn nữa tốc độ tối đa của chiếc Bugatti Veyron sau khi cải tạo có thể đạt đến mức đáng kinh ngạc 500 km/h. Khoảng cách này đối với Dương Tiêu mà nói, căn bản không chiếm chút ưu thế nào. Lại nói, kỹ thuật trượt bánh sau FR của Lý Đông Bằng là lợi hại nhất, người đàn ông này chính là tuyển thủ có kỹ năng trượt bánh sau FR giỏi nhất trong nước. Nói tóm lại, Dương Tiêu lúc này căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể giành được chiến thắng trước Lý Đông Bằng. Giây phút này, Cung Linh Nhi liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, sớm biết như vậy, vừa rồi đã kiên quyết ngăn cản, không cho Dương Tiêu xúc động như vậy. Lấy chiếc xe Volkswagen Beetle đấu với Bugatti Veyron không khác nào lấy trứng chọi đá hay sao? Lưu Chiến Thắng cười khinh thường nói không chừng hiện tại tên tiểu tử này đã sợ đến mức đi cả ra quần, hai chân run rẩy, đến chân ga cũng không dám đạp. Ha 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 ha, hiện trường có hơn vài trăm người đều điên cuồng bật cười, không có một ai xem trọng Dương Tiêu. Cá cược với chiến thần đua xe, rõ ràng là tìm đường chết. Dương Tiêu bình tĩnh rút điếu thuốc trong tay. Một cây thuốc nhanh chóng đốt hết, nhìn vào hộp thuốc, Dương Tiêu cười khổ một tiếng, lại hết thuốc rồi, hai ngày này không đi tìm Long Ngũ, xem ra lần này phải lấy nhiều hơn hai hộp. Chính vào giây phút này, chiếc xe Bugatti Veyron không ngừng tăng tốc. 460 km/h, 480 km/h, cách vòng đua núi Lão Quân chưa đến 1000m, Lý Đông Bằng liền nhanh chóng giảm tốc độ, đối diện với các khúc cua trước mặt. Hắn cũng không dám biểu diễn kỹ năng trượt bánh sau FR với tốc độ cao. Phải biết rằng, tốc độ khi trượt bánh sau cao nhất trên thế giới cũng chỉ khoảng 300 km/h, nhưng dưới phạm vi địa hình chật hẹp như thế này, còn dám tăng tốc độ, đây không phải chính là tự tìm đường chết hay sao? Số người chết mỗi năm vì kỹ năng trượt bánh sau này nhiều vô số, cũng vì sự an toàn của bản thân, Lý Đông Chiến liền giữ vững tốc độ trong khoảng 280 km/h. Tốc độ này cũng đã rất lợi hại rồi, đưa mắt nhìn khắp cả nước, người có thể thành công đạt đến tốc độ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đáng nhắc đến chính là, tốc độ cao nhất trên thế giới cũng như quán quân người sáng lập ra kỷ lục trượt bánh sau FR, tốc độ cao nhất khoảng 304.99 km/h. Tin tức này khi vừa được truyền ra ngoài, đã gây chấn động đến toàn bộ giới đua xe Brum Brum Brumo vào lúc Lý Đông Bằng đang dần đến gần khúc cua, hắn liền điều khiển tay lái, vẻ mặt căng thẳng. Tốc độ biến hóa, một vòng cung cực kỳ hoàn hảo được hoàn thành trong tích tắc. Kỹ thuật trượt bánh sau FF, kỹ thuật trượt bánh sau free tăng tốc. Tất cả các chuyển động được thực hiện trong một lần, sạch sẽ và gọn gàng.
nhìn thấy kỹ thuật trượt bánh sau FR số 1 của Lý Đông Bằng, hiện trường càng trở nên xối sục. 284 km/h, không hổ danh là chiến thân. Thực lực quả thật lợi hại, một người kinh ngạc thốt lên. Núi Lão Quân là đường đua chuyên dụng tại thành phố Trung Nguyên, nơi này được lắp đặt công cụ đo tốc độ mạnh nhất thế giới, camera giám sát toàn bộ quá trình trên đường đua, có thể đưa ra phản hồi kịp thời về tình hình cuộc đua. Nào đâu chỉ là mạnh mẽ không đâu, rõ ràng có thể nói chính là biến thái, kỷ lục cao nhất trên thế giới cũng chỉ có 300 km/h, mới trượt bánh sau FR lần đầu tiên đã đạt đến mức 284 km/h, tiếp sau đây có phải càng trở nên cường bạo hơn hay không? Chiến thần quả thật lợi hại, kỹ năng trượt bánh sau FR này có lẽ cả đời tôi cũng không bằng. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà thôi. Cả đám người kinh ngạc không thôi, không ngừng thán phục trước kỹ năng lái xe của Lý Đông Bằng. Tiếp theo đó, lại một tiếng hoan hô vang lên, ngay khúc cua số 2, tốc độ của Lý Đông Bằng đã đạt đến mức 289 km/h. Dù cho không phải là tuyển thủ đua xe cũng biết rằng, kỹ năng trượt đua xe FR vô cùng khó hoàn thành, đặc biệt nhất chính là dùng tốc độ cao để thực hiện, điều này không khác nào đánh cược với tử thần. Chỉ cần không cẩn thận, rất có khả năng dẫn đến thảm kịch người chết xe vong. Chính vào ngay giây phút này, tinh thần Lý Đông Bằng vô cùng căng thẳng, hắn muốn phá vỡ kỷ lục cao nhất của mình. Trong giải thi đấu cấp quốc tế, Lý Đông Bằng đã sáng tạo ra tốc độ cao nhất đến ngưỡng 298 km/h. Ong! Chính vào giây phút Lý Đông Bằng tiến đến khúc cua số 3, thì tiếng động cơ từ chiếc xe Volkswagen Beetle mạnh mẽ vang lên. Tất cả mọi người đều dốc hết sự chú ý vào Lý Đông Bằng, nếu như không phải tiếng động cơ từ chiếc xe Volkswagen Beetle quá mức chói tai, bọn họ thật sự đã phớt lờ luôn cả Dương Tiêu. Tôi còn cho rằng tên tiểu tử này đã sợ đến mức đi cả ra quần rồi chứ, dáng vẻ này xem ra vẫn chưa chết tâm hay sao. Một tay đua cười khinh thường. Lưu Chiến Thắng khít mũi cười khinh thường, châu chấu đá xe, chỉ là đang có chống cự trước khi chết mà thôi. Cuối cùng cũng chịu bắt đầu rồi sao? Dương Tiêu, xin An lập tức biểu diễn kỹ năng thật sự của mình. Trái tim Cung Linh Nhi như mắc nghẹn ngay cổ họng. Dương Tiêu híp mắt tự nói với bản thân, tôi đã nhường anh vài phút rồi, cơ hội cũng đã cho anh, hiện tại phải xem thử kỹ năng lái xe của anh có qua ải hay không. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, sắc mặt của cả đám người lập tức đông cứng, cuối cùng một tràng cười chói tai vang lên. Mẹ nó, tên tiểu tử này đầu óc có phải là có bệnh thần kinh hay không? Theo như tôi thấy, nên mau chóng liên lạc với bệnh viện tâm thần đem tên này tổng cỏ đi. Tên này tuyệt đối chính là thanh niên mắc chứng bệnh ngu ngốc thời kỳ cuối, còn nhường cho chiến thần vài phút, chém gió ai mà không biết chém chứ. Cả đám người không ngừng buông lời khinh thường, trong mắt tất cả mọi người, đầu óc Dương Tiêu nhất định đã bị lừa đá, không có chút bình thường nào. Vậy mà lại nói là nhường cho chiến thần đua xe, anh tại sao lại có thể nực cười như vậy chứ? Dương Tiêu híp mắt nhìn về phía chiếc xe Bugatti Veyron màu đen đang hướng về phía núi Lão Quân, khóe môi nhếch lên nụ cười, vừa rồi so tài cùng với Lưu Chiến Thắng hoàn toàn không dùng đến tốc độ, căn bản không có chút kích thích nào cả, hiện tại mới thật sự là cuộc đua tốc độ cùng kích thích Volkswagen Beetle đã đến lượt mày lên sàn biểu diễn rồi. Rumo. Chính vào giây phút lời nói Dương Tiêu vừa chấm dứt, chiếc xe Volkswagen Beetle giống như một con mãnh thú bắt đầu khởi động tiến công. Như một bóng ma lướt qua, cuốn theo một lượng lớn bụi mù cuồn cuộn, mi mắt những người đang chế nhạo Dương Tiêu đều không ngừng nhảy loạn lên. Hả, xe đâu, xe của tên tiểu tử kia đâu? Nhìn về phía lớp bụi mù cuộn cuộn bay lên, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe Volkswagen Beetle. Một người đột nhiên kinh ngạc thốt lên, mau nhìn, tên tiểu tử kia đang chạy mắt hút ở phía xa. Tập trung nhìn về phía trước, chỉ thấy chiếc xe Volkswagen Beetle giống như một ngôi sao băng mở hết tốc lực xông về phía trước. Nếu không tỉ mỉ quan sát, mắt thường khó lòng phát hiện ra được. Địch, mau kiểm tra tốc độ của tên tiểu tử kia, máy đo tốc độ không hiển thị được, tốc độ này nhanh đến mức máy đo tốc độ không kiểm tra được rồi. Cả đám người như nổ tung. Tập trung quan sát, chưa đến một giây, tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã đạt đến tốc độ kinh người là 400 km/h. Sau đó đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, dưới sự khống chế của Dương Tiêu. Chiếc xe Volkswagen Beetle nhỏ nhắn cứ như một mãnh thú thời viễn cổ vừa bừng tỉnh, triệt để phô bày tư thế vô địch của nó. Rum! Từng tiếng động cơ vô cùng chói tai không ngừng ong ong vang lên, khiến cho lỗ tai của những người ở hiện trường chỉ cảm thấy đau nhức. Dưới tốc độ nhanh như sấm sét,
tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã gần đạt đến tốc độ cao nhất của chiếc xe Bugatti Veyron. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ngây người, bọn họ khó lòng tin tưởng được tất cả những chuyện này. Đây thật sự là dòng xe Volkswagen Beetle hay sao? Có thể đạt đến tốc độ gần 500 km/h, nói đùa trò đùa quốc tế gì chứ? Dù cho bất kỳ ai cũng cảm thấy khó tin nhưng cũng phải thừa nhận những con số đáng kinh ngạc trên đồng hồ đo tốc độ. Thân thể nhỏ nhắn của Cung Linh Nhi thoáng rùng mình, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên nét kinh ngạc cùng vui mừng. Mạnh, thực lực cũng quá mạnh rồi. Cung Linh Nhi cũng phải hoài nghi rằng không biết chiếc xe đó có phải là dòng xe Volkswagen Beetle hay không, tốc độ này rõ ràng có thể so sánh với những dòng xe đua cao cấp thế giới. Có điều, trong thời gian nhanh như sét đánh, Dương Tiêu đã đến khúc cua đầu tiên. Vào giây phút này, tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã gần đến ngưỡng 500 km/h. Lúc này cả hơn 100 tuyển thủ đua xe đầu óc căng thẳng, kẻ nào cũng chết sững. Ông trời của tôi ơi! Tên tiểu tử này muốn làm cái gì đây? Cách khúc cua đầu tiên chưa đến 100 mét, nếu như, không giảm tốc độ, nhất định sẽ người chết xe vong. Tiêu rồi, tiêu tùng rồi, không kịp rồi, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Cả đám người đều liếc mắt nhìn về phía trước, giống như đã nhìn thấy được kết cục nổ tung của chiếc xe Volkswagen Beetle khi va vào sườn núi. Cung Linh Nhi sợ đến mức cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên trắng bệch, tay chân lạnh cóng. Cô biết rằng dưới tốc độ cao như vậy, nếu muốn thực hiện kỹ thuật trượt bánh say FR, căn bản là chuyện không thể nào. Dương Tiêu lúc này đang điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle, ánh mắt khóa chặt về hướng khúc cua phía trước, ánh mắt lóe lên tia sáng, trên thế giới này căn bản không hề tồn tại kỳ tích, nhưng người có thể tạo ra được kỳ tích, hơn nữa tôi chính là kẻ tạo ra kỳ tích đó. Rumo. Vào giây phút chuẩn bị tiến vào khúc cua quẹo, Dương Tiêu mạnh mẽ xoay bánh lái. Một màn kinh hãi thế tục cứ như vậy diễn ra. Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, chiếc xe Volkswagen Beetle lao đến khúc cua nhanh như một tia chớp, tiếng bánh xe ma sát vào nền đất vang lên một âm thanh cực kỳ chát chúa khắp bầu trời. Ngay khi chiếc xe Volkswagen Beetle sắp va vào vách núi, nhỏ đột ngột xoay một vòng tròn, thể hiện hoàn hảo một vòng quay 360 độ. Sau cú xoay xe táo bạo đó, đầu xe quay lại đúng đường đua, tốc độ chưa từng giảm xuống, mà còn có xu hướng tăng cao. 500 km/h, 5.505 km/h ô xoay tròn. Trượt bánh sau free hoàn thành trong khoảnh khắc. Camera được lắp hai bên đường đã ghi lại được khung cảnh này, các tuyển thủ đua xe tại hiện trường hoàn toàn gần như há hốc mồm kinh ngạc. Địch, 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 địch. Trong giây phút đó, mắt của vô số các tuyển thủ ở đây gần như muốn trừng rớt cả tròng mắt ra. Ai có thể ngờ rằng Dương Tiêu điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle, vậy mà có thể thực hiện góc cua 360 độ. Trong chớp mắt, đầu mọi người ong ong vang lên, khó lòng tin được tình cảnh đang diễn ra trước mặt. Giây phút này, có không biết người hoài nghi bản thân có phải đã nhìn hoa mắt hay không, khung cảnh trước mắt giống như tình cảnh được chiếu trong phim điện ảnh khiến cho người ta cảm thấy thiếu không khí. Bản thân là một tuyển thủ đua xe, bọn họ không cách nào rõ ràng hơn độ khó khi hoàn thành khung cảnh vừa rồi. Soạt. Trong khoảng không gian ngắn ngủi yên tĩnh, lúc này hàng trăm tuyển thủ tay đua đều sôi sục. Tôi không nhìn lầm đúng không? Tốc độ 500 km/h sau đó xoay vòng 360 độ, tên tiểu tử này là quái vật hay sao? Một người kinh ngạc thốt lên. Tên, tiểu tử này rốt cục đã làm như thế nào? Kỹ thuật trượt bánh sau FR vừa rồi quả thật chính là kỳ tích. Cả đám người cảm thán không ngừng. Bọn họ vừa rồi đều nhận định rằng chiếc xe Volkswagen Beetle vừa rồi nhất định sẽ tông vào sườn núi, táng thân trong biển lửa, nhưng ai có thể ngờ được mọi thứ lại được xoay chuyển theo chiều hướng này. Ram ram rumo ngay giây phút tất cả mọi người đều đang khó lòng mà tin tưởng được, chiếc xe Volkswagen Beetle đã tiến đến khúc cua số 2, lại một lần nữa vang lên tiếng ma sát vang trời từ bánh xe đến mặt đường, chỉ nhìn thấy chiếc xe Volkswagen Beetle lại một lần nữa thực hiện cú xoay 360 độ. Sau đó nhanh chóng tăng tốc phóng về phía trước. OMG nhìn thấy tình cảnh này, hiện trường có hơn 100 người cầm rơi đầy đất. Thân thể yêu kiều của Cung Linh Nhi run rẩy một phen, cô giống như sực nhớ đến một chuyện gì khác, tự lâm bâm, tôi trước đây có xem qua một băng ghi hình, đã từ rất sớm, bên trong có ghi hình lại kỹ thuật biểu diễn trượt bánh sau FR 360 độ, thời điểm đó đã vang lên rất nhiều lời bàn tán, kỹ thuật này được gọi tên là vòng xoay tử thần. Vòng xoay tử thần. Bốn chữ này vừa nói ra, hiện trường hơn 100 tuyển thủ đều nhớ lại khung cảnh trước đây.
vòng xoay tử thần, chính là kỹ thuật thần kỳ trong giới kỹ thuật trượt xe bánh sau FR. Tuyển thủ đua xe có thể lợi dụng khu vực đường đua tiền hành vòng xoay nhằm giảm bớt thời gian tăng tốc cùng trượt bánh sau. Nhưng độ khó khi thực hiện thao tác vòng xoay tử thân vô cùng khó. Nhưng một khi tuyển thủ đua xe có thể khống chế được có thể từ phương diện tốc độ xe cũng như kỹ thuật đè ép đối thủ. Đáng tiếc, đoạn băng ghi hình vòng xoay tử thần năm đó sớm đã bị gỡ bỏ. Đến mức, có không ít tiền bối trong giới kỹ thuật trượt bánh sau FR cũng đã đứng ra chứng minh sự tồn tại của vòng xoay tử thần, nhưng gần như không có ai có đủ khả năng tái hiện lại kỹ thuật này. Dù sao, độ khó của kỹ thuật vòng xoay tử thần cũng quá lớn, gần như không có ai có thể trong chớp mắt hoàn thành được. Nếu như đã gọi tên kỹ thuật này là vòng xoay tử thần, vậy nhất định có quan hệ liên quan đến tử vong, tại vị trí góc của tiến hành đua xe, còn thực hiện kỹ thuật vòng xoay tử thần, nếu như có xảy ra bất trắc, e rằng cả chiếc xe đều sẽ rơi xuống vực núi, hóa thành một biển lửa. Trước đây, cũng đã có người cố thử học qua kỹ thuật vòng xoay tử thần này, nhưng mà những tuyển thủ đua xe này đều táng mạng ở Hoàng Tuyền, cho dù không chết thì những tuyển thủ này gần như đều tàn tật, nửa đời còn lại cũng chỉ có thể trải qua trên giường bệnh. Cũng vì vậy, mà kỹ thuật thần thánh vòng xoay tử thần dần dần bị người khác lãng quên. Điều khiến cả đám người kinh ngạc, há hốc mồm chính là, Dương Tiêu vậy mà lại biết điều khiển kỹ thuật vòng xoay tử thần, hơn nữa còn dưới tình huống tốc độ cao, thật sự quá kinh hãi thế tục. Lưu Chiến Thắng ánh mắt như muốn nứt ra, hung hãn hét khản cả giọng, làm sao có thể? Tên tiểu tử đó làm sao có thể thực hiện được kỹ thuật có độ khó cao như vòng xoay? Tử thần được chứ? Ngay giây phút này, lòng tự tôn của Lưu Chiến Thắng như, chịu phải đã kích vô cùng to lớn. Hắn không dám tin tưởng rằng Dương Tiêu vậy mà lại có thể khống chế được tuyệt học trượt bánh sau xoay. Vòng 360 độ gần như đã thất truyền. Soạt. Khi di chuyển đến khúc cua số 3, tốc độ xe của Dương Tiêu đã đạt đến 510 km/h, lại một lần nữa thành công biểu diễn vòng xoay tử thần. Soạt. 10 giây sau, tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã đạt đến 515 km/h, lại một lần nữa thực hiện thành công kỹ thuật vòng xoay tử thần. Chứng kiến hình ảnh này, ánh mắt của hơn trăm tuyển thủ đua xe tại hiện trường không ngừng nóng lên, nhìn Dương Tiêu giống như nhìn thấy một vị thần minh trong giới đua xe. Không trách được Dương Tiêu vừa rồi căn bản không hề để ý gì đến Lưu Chiến Thắng, còn nhường cho Lý Đông Bằng chạy trước một khoảng cách dài như vậy. Thì ra, người ta chính là đang khinh thường. Đúng vậy, người ta căn bản chính là đang khinh thường so tài với Lý Đông Bằng. Nếu như Dương Tiêu đồng thời cùng xuất phát, e rằng Lý Đông Bằng đến cơ hội xuất thủ cũng không có, chỉ có thể chấp nhận bị đè bẹp. Giây phút này, nội tâm của hơn một trăm người tại hiện trường vô cùng chấn động, ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ đều nhìn chăm chú vào những hình ảnh vừa kịp truyền tải đến từ camera, tận hưởng bữa tiệc thị giác khó có được này. Quá cuồng nhiệt, quá bốc cháy, chấn động cả hiện trường. Dương Tiêu điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle, sắc mặt vô cùng bình thản. Giống như cú xoay tử thần tốc độ cao trong mắt hắn mà nói không tính là thứ gì. Nghĩ về những chuyện năm xưa, Dương Tiêu đã từng bị cao thủ truy sát, Dương Tiêu đã từng sử dụng kỹ năng lái xe hơn người này để cắt đuôi kẻ thù mình, nếu không Dương Tiêu sớm đã chết trong tay kẻ thù rồi. Lưu Chiến Thắng điên cuồng gào thét, dù cho biết được kỹ thuật vòng xoay tử thần thì như thế nào. Tôi không tin anh ta có thể là người chiến thắng cuối cùng. Khoảng cách hai chiếc xe vẫn còn rất xa. Tốc độ của Lý Đông Bằng cũng không chậm, gần như sắp đạt đến thời khắc đỉnh cao của hắn. Chỉ cần vượt qua hai góc cua nữa là đã đến đỉnh núi, Lý Đông Bằng cười châm biếm nói, tiểu tử, chỉ dựa vào chiếc xe Volkswagen Beetle rách nát của anh làm sao có thể là đối thủ của tôi được chứ? Thật là tự biết chuốc lấy nhục, nếu như tôi là anh, sớm đã từ bỏ rồi, đờm đóm làm sao có thể sánh với trăng sáng được. Trên khuôn mặt Lý Đông Bằng đều là sự khinh thường. Giếng như Dương Tiêu căn bản không hề có tư cách cùng hắn ngang vai phải lứa. Chỉ cần đợi bản thân hắn vượt qua được góc cua này, bản thân liền có thể dễ dàng giành lấy phần thắng trong cuộc thi này rồi. Nghĩ đến bản thân có thể dễ dàng giành lấy một chiếc xe Ferrari 488, trong lòng Lý Đông Bằng không ngừng vui vẻ, đến mức hắn cũng đã tưởng tượng ra được khung cảnh Dương Tiêu đờ đẫn nhìn mình. Rumo ngay khi hắn đang mơ màng xa xôi. Một tiếng gầm rú từ động cơ xe giống như một mãnh thú từ thời cổ xưa vang lên từ xa, càng ngày càng ép đến gần. Hả, âm thanh gì đây? Không lẽ tên tiểu tử kia đã đuổi đến đây? Không thể nào, Lý Đông Bằng sắc mặt lập tức thay đổi. Tốc độ lái xe của hắn hiện tại có thể nói là tốc độ cao nhất trên con đường cao tốc khúc khuỷu này rồi, đưa mắt nhìn khắp nước, kẻ có thể làm đến bước này như hắn cũng không có đến mấy người.
Lý Đông Bằng chính là không tin Dương Tiêu có thể đuổi theo kịp mình, nhất định là bản thân hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Ngôn Tình tổng tài. Nhưng điều khiến hắn hãi hùng khiếp phía chính là tiếng động cơ chói tai càng ngày càng đến gần. Tên tiểu tử này không lẽ thật sự đã đuổi đến đây rồi sao? Trên trán Lý Đông Bằng lắm tắm tuôn một lớp mồ hôi lạnh. Soạt. Chính vào giây phút Lý Đông Bằng còn đang chần chừ, thì chiếc xe Volkswagen Beetle từ phía sau đột nhiên thực hiện cú xoay 360 độ, xuất hiện bên trong kính chiếu hậu của mình. Chiếc xe Volkswagen Beetle chỉ cần trong vòng 2 giây liền hoàn thành kỹ thuật trượt bánh sau FR, sau đó tốc độ xe không ngừng tăng lên. 515 km/h. 520 km/h. Chiếc xe Volkswagen Beetle gần như hóa thân thành một ngôi sao băng, không ngừng tăng tốc hướng về phía hắn. Cái gì, tên tiểu tử kia thật sự đã đuổi kịp phía sau sao? Khuôn mặt Lý Đông Bằng vốn dĩ vô cùng tự tin đột nhiên đông cứng. Bản thân đường đường là chiến thần đua xe vậy mà lại có thể để một tên vô danh bám sát phía sau. Chiếc xe Bugatti Veyron của mình vậy mà lại bị chiếc xe Volkswagen Beetle vượt qua hay sao? Chỉ trong chớp mắt, nội tâm Lý Đông Bằng giống như có hơn 10.000 con lạc đà không ngừng dẫm đạp trong nội tâm hắn. Lý Đông Bằng muốn ngăn cản Dương Tiêu, nhưng khi nhìn thấy tốc độ của Dương Tiêu đang lao đến, hắn có chút ngây người. Chuyện này, tốc độ đã đạt đến hơn 500 km/h rồi sao? Tốc độ 500 km/h mà thực hiện kỹ thuật trượt bánh sau, tên tiểu tử này điên rồi sao? Khoảng cách gần như vậy, Lý Đông Bằng hoàn toàn không dám đứng ra ngăn cản. Hắn vô cùng hiểu rõ, dưới khoảng cách ngắn như vậy cùng với tốc độ cao như vậy rất dễ xảy ra va chạm, bản thân hắn hiện tại đang lái chiếc xe Volkswagen Beetle cũng rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Ram! Chính vào giây phút Lý Đông Bằng do dự, chiếc xe Volkswagen Beetle như một ngôi sao băng bắt đầu vượt qua chiếc xe của hắn, tiền về góc cua két tiếp. Mắt thấy Dương Tiêu không hề có ý giảm tốc độ, mí mắt Lý Đông Bằng không ngừng điên cuồng chớp giật. Trượt bánh xe sau FR với tốc độ hơn 500 km/h sao? Tên tiểu tử này đang muốn tìm đường chết sao? Chính vào lúc Lý Đông Bằng cho rằng Dương Tiêu nhất định sẽ chết không còn nghi ngờ gì, thì tình cảnh trước mắt càng khiến hắn trở nên hoài nghi cuộc đời hơn. 525 km/h. Khi tiến đến con dốc gần cuối, tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle dường như đã vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người, khiến cho cả đám người đang quan sát trên màn hình lớn há hốc mồm ra nhìn. Ram ram rumo dưới tầm nhìn của Lý Đông Bằng, vóc dáng nhỏ bé của chiếc xe Volkswagen Beetle đột nhiên tiến đến khúc cua phía trước xoay vòng 360 độ, sau đó tăng tốc xong về phía trước. Đây là cái gì chứ? Vòng xoay tử thần sao? Lý Đông Bằng chính là một cao thủ trong lĩnh vực trượt bánh sau FR lập tức nhận ra đây chính là tuyệt học đã thất truyền từ lâu. Không sai, đây tuyệt đối chính là kỹ thuật vòng xoay, tên tiểu tử này như thế nào lại biết được kỹ thuật vòng xoay tử thần? Lý Đông Bằng cả khuôn mặt hoảng sợ nói. Đã từ rất lâu trước đây, Lý Đông Bằng cũng đã từng luyện tập qua kỹ thuật này, nếu như lúc đó không phải tính năng bảo vệ của chiếc xe quá tốt, e rằng hắn đã sớm tìm Diêm Vương uống trà rồi. Tuyệt học có loại kỹ năng cao như vậy, vậy mà lại bị tên Dương Tiêu kia, dễ dàng khống chế được trong tầm tay, đừng nhắc đến trong lòng Lý Đông Bằng có bao nhiêu kinh hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.